ôm cái uẩn thế. Thế các bạn thấy mùi nước hoa tôi thơm không? Các bạn thấy mùi nước hoa dớm thì tôi thơm không? Trời ơi, các bạn thấy áo mi sơ mới không? Hãy nhìn đi. Trời ơi, đỉnh chưa? Hello mọi người nhá. Hello mọi người. Mấy hôm rồi chúng ta không gặp. Ui, phải chắc là phải gầu 6 hôm nữa nhỉ? Đúng không nhỉ? 20, 21, 22, 23, 24, 25 là 5 ngày rồi chúng ta không gặp nhau. Xa nhau các bạn 5 ngày, tôi thấy bạn còn nhớ hơn cả xa người yêu mẹ em 5 năm luôn. Nói thật cả các bạn, hôm nay tôi ngủ dậy sớm lắm cho đến gọi như là 6 giờ 45 ngày mai để on stream cho các bạn là chứ ứ lắm rồi. Nó như kiểu một chàng trai trẻ mà 10 năm anh ta không có con gái ở trong cuộc đời của anh ta. Ừ, bứ lắm rồi. Muốn về stream lắm rồi, nhớ Việt Nam lắm rồi, nhưng mà mai em mới đến hôm nay. Tiên ơi, thề Tiên ơi, nếu như mà ở Sydney anh ở được ngày 20, 21, 22, 23, 24, 25 thì anh dùng từ ngày 20, 24 để anh nhớ em. Mà Tiên đã nhớ không những em mà cả các bạn ấy chắc nhớ lắm ý. Thề luôn, giờ sáng bên đấy kiểu thì gặp anh em Úc cũng vui. Xong được đi khám phá một đất nước mới, những trải nghiệm mới thì nó cũng tuyệt vời đấy. Nhưng mà thực sự là không có trải nghiệm gì tuyệt vời bằng được ngồi ở đây. Ngồi thanh xuân, hiểu chưa? Lê Văn Thiêm Family. Đấy, stream cho các bạn thân yêu. Anh đẹp ở ngoài đẹp trai ác không? Ôi dồi ôi, Gray ơi, hôm đấy tao có lỡ rót nhầm bia mồm mày không? Sao mày tinh tế thế? Nhưng mà Gray nói thật đấy, phải ít nhất là bằng 5.000 kim cương trong ngày quay trở lại. Thế nói bằng 20 kim cương người ta bảo thuê thì người ta không tin đâu. Đấy, nói cái chữ kiểu nó đỏ đỏ, nó vàng vàng lên. Đấy, mọi người mới tin được. Chứ còn gọi những cái chữ xanh này chứ chắc là mọi người đã tin đâu. Thế luôn đấy, bây giờ mà 5.000 kim cương cái là cái quan điểm mình cứ thay đổi luôn này. Trời ơi, thôi đừng quà cáp gì, tặng nhiều quà lắm rồi anh Hiếu ơi. Trời đất ơi, dã man thật. Em còn cái xoay xoay mở nhạc của anh đằng sau kia em còn chưa bóc cái kìa. Giới thiệu các bạn, đây là anh Hiếu ở bên Australia hơn một tạ. Nhưng mà kiểu trái tim nó phải kiểu 1 tấn các bạn ạ. Thế anh ấy giúp bọn tôi mấy ngày. Đấy, xong về đây còn tặng quà nữa. Trời ơi, kiếm đâu ra người đẹp trai tuyệt vời tuyệt đỉnh như anh Hiếu đây. Anh mở Việt Nam ngày nào em đi nhậu với anh luôn, tuyệt vời. Anh ký người em ạ, vãi luôn. Đúng rồi, hôm đấy là chỉ ký người cho con trai thôi. Ví dụ em là con gái anh cảm ơn nhiệt tình hơn rồi đấy. Nhưng mà hôm đấy không có bạn nữ nào nhờ anh ký vào người cả, chỉ có ký vào giấy thôi. Hôm nay tôi đi tập buổi chiều ấy. Thế là tôi nhận ra là sau 5 ngày ở Úc đúng không? Mấy hôm tôi tưởng tôi ăn ít, tôi đi bộ nhiều. Trời Úc làm tôi giảm cân các thứ. Thế là hôm nay tôi đứng lên cân các bạn ạ. Cân tăng còn mãi 2 cân ạ. Vãi lìn thật. Đéo hiểu kiểu gì mà đi 5 ngày tăng 2 cân. Mẹ tôi thế cả, bạn chắc chắn là hôm đấy là kiểu rượu bia nó tích ở trong người. Tôi tè mãi nó không hết ra. Hôm nay tôi đứng lên cân được tôi tăng 2 cân rồi. Trời ơi, má tôi mà tôi cảm giác cái bụng tôi nó phình ra cơ. Tức là bình thường là tôi tự tin đúng không? Tức là bình thường tôi hay làm tròn xuống. Tức là bây giờ dạo này tôi mua quần áo thì tôi tầm 72 cân đúng không? Là tôi hay có xu hướng kiểu gọi như là thôi, em chỉ có tầm 70 cân thôi em làm tròn xuống. Nhưng mà bây giờ mẹ em hôm nay đứng lên cân 75,1 cân đấy, đụt cò mọ. Chết đồn luôn. Uống nhiều bia quá. Ôi thề, lần đầu tiên trong cuộc đời 24 năm sống, hôm đấy có đúng 24 bàn. Đấy, xong rồi đi mời 24 bàn lúc uống các bạn ạ, nhưng mà vẫn say. Ui, cảm ơn Amy nhá, cảm ơn Amy nhiều. Ui, dạ man thật. Trời ơi, bỏ hoa hồng đấy là cho anh á. Trời ơi, anh có thể tặng lại anh cho em được không Amy ơi? Cuối cùng cũng gặp lại sau 6 thế kỷ dài á. Ôi trời ơi, xa có 5 ngày thôi. Gì ngày 4 đi đá phó. Con mẹ mà ta đi tàu, ta bị say thuyền, ta bị nôn. Ta đi thuyền, ta ngắm cá voi ở trên mặt nước. Mà em xong rồi tao kiểu tao say tao bị nôn. Mà em đưa cho mày bảo tao đi đá phò. Em hiểu kiểu gì mà cái chó nó ẩu thật đấy chứ. Đây tôi chỉ giới thiệu các bạn luôn, đây là Amy. Bạn này lên chương trình ghép đôi của anh Ben 2 năm trước. Trước ở Úc tự nhiên gặp bạn ấy ở quán bar. Thì bạn ấy thông báo là nhờ có chương trình hẹn hò của anh Ben người ta cưới chồng rồi. Má thế là tôi nhìn quay sang nhìn lại chương trình hẹn hò của bên mình. Đấy, bên mình cũng kết đôi được, cũng yêu nhau được, nhưng mà thấy toàn chia tay toàn chấp nhau ấy. Thì chính ra chương trình hẹn hò của anh Ben đỉnh đấy, ông nào mà muốn có vợ nhá. Tôi nói thật là sau khi tôi gặp bạn này, gặp đôi vợ chồng này nhá, thì tôi nghĩ là sau này ai mà muốn có tình yêu nghiêm túc ấy. Đấy, xong rồi kiểu lâu năm kiểu loyalty các thứ, hai bạn này yêu nhau xa mà Melbourne Sydney cách 1 tiếng. Ừ. Đấy, xong rồi cưới nhau luôn. Ừ, từ chương trình ghép đôi các bạn hiểu không? Đấy, còn ghép đôi bên mình là nào là được tầm tháng đầu. Ủa, em hứa là em sẽ về Việt Nam gặp bạn á. Ủa, em hứa yêu cẩn thận đủ má mà 3 tháng sau biến mất tiêu luôn, không biết sao luôn á. Đó, thế là nên là nếu như mà bạn nào mà muốn có một cái kiểu gọi như là mối quan hệ nghiêm túc thì tôi nghĩ là nên lần sau là qua chương trình hẹn hò của anh Ben, người ta cưới nhau đấy các bạn. Đeo cả nhất đây này. Ừ đấy, thế là tự nhiên là... Tức là tự nhiên thấy kiểu mình có niềm tin và tình yêu. Thế là người ta còn yêu xa nữa chứ. Đây nha, em thức đêm. Mà em kiểu ở trong bóng tối 4-5 giờ sáng em mới ngủ. Mấy hôm sau Úc mới được kiểu thức tỉnh vào buổi sáng tầm 8-9 giờ. Mà cảm giác đi ra ngoài của ánh nắng mặt trời làm con người thật là tuyệt. Mở mắt ra thấy ánh nắng đúng không? Sướng vãi lên, đi ra ngoài ngâm nắng, đéo thêm bôi kem chống nắng ngay đầu luôn. Bảo ủa em thích cái nắng lâu lắm em không được ra nắng em sướng. Nắng có vitamin D, tuyệt vời. Đấy, vừa tận hưởng nó 30 phút, hỏi anh Bom. Anh Bom ơi, thời tiết Úc thích nhỉ? Úc nhá, nó mát, nó gió nhá, nó không như Việt Nam. Tôi là thằng hay toát mồ hôi ấy. Và tôi sang bên đấy tôi không toát mồ hôi tí nào luôn. Nhưng mà được 30 phút anh Bom ủi đi mày, em ơi em biết gì không, ở bên Úc ấy tầng ozone người ta thủng, nắng ở đây độc người ta ung thư da. Còn mày thế là lại về khách sạn chát kem chống nắng vào. Mẹ má ơi luôn đấy chứ, má mà thế cả các bạn luôn đấy chứ. Thế là thôi lại về các bạn ạ.
cứ tưởng là nắng nó tốt, đi ra ngoài tắm nắng tí. Cho tôi hỏi mấy người liền mà ư, em không biết là úc thủng tầng ozone là ung thư da đấy em. Thôi cút mà. Rồi chết đòn thật đấy chứ. Má ơi luôn, chết đòn luôn các bạn ạ. Không có chê Việt Nam rồi sao mà chê được. Tôi nói thật là đi 5 ngày nhá, là tôi nhớ các bạn chết mẹ. Bây giờ tôi còn đi kiểu chỉ tầm 2 ngày nữa thôi các bạn biết không nhá. Là bình thường nhá, chuyến bay ở Úc Việt Nam đúng không, là ví dụ thứ hai là Hà Nội Úc là có chuyến bay, thứ ba sẽ là chuyến bay từ Sài Gòn vào chứ không có Hà Nội đấy. Tức là phải cách 2 ngày, tức là hôm đấy nhá, mà bọn tôi chỉ cần lỡ chuyến một cái thôi là 2 ngày nữa mới được gặp mọi người. Mà các bạn biết rồi, bây giờ tôi ở Úc 5 ngày, đến ngày thứ 6 là tôi kiểu phải cho con về. Không phải là vì kiểu chê Úc hay là như nào, ừ cũng thích Úc, cũng quý Úc, nhưng mà làm gì cũng không stream được cho các bạn. Mọi người hiểu không? Đấy, mọi người hôm nọ còn làm Instagram tại vì nhớ các bạn quá. Thế mọi người cứ bảo là live IG đi, mẹ có live được đâu. Live IG để Nemo người ta quánh tôi chết mày à. Đấy, có được live cái gì đâu. Đấy, thế là gọi như là nhớ lắm rồi thì cũng chỉ muốn lên đây thôi. Đấy, cho em được làm chó lại, em được sủa lại, em được sủa với cái tốc độ nó nhanh nhanh một tí. Chứ mấy ngày sau mấy Úc nha, em nội tâm cực kỳ. Đấy, em kiểu nói ít, đến về đây cái nguồn năng lượng của em nó mới tràn trề lại. Nhưng mà thực ra nha, con gái ở Úc nha, thì thế này này, con gái châu Âu, con gái Tây tôi nhìn thấy còn đâu, nó vẫn thế, bình thường. Nhưng mà sao bên Úc toàn Á là Á, đi cứ 3 bước, ơi anh độ Missy. Xong hôm nọ vào hỏi mua hey bro, do you know this lactonin cream, where is it at? Góc 2 shelter bên trái. Trời ơi, mất công nói tiếng Anh thôi. Toàn người Việt, lòng người Việt Nam. Nhiều Việt dã man, thề luôn. Thực ra là bên Úc thì được cái là trần nó châu Á, nhưng mà nó diverse hơn mọi người không? Nó có Hàn Quốc, có Trung Quốc, có Việt Nam này, các kiểu luôn. Đấy, còn Việt Nam thì hầu như là đi ra ngoài đường thì chắc chắn là các bạn chỉ nhìn thấy con gái Việt Nam rồi. Nó có con gái Úc, ấy, kiểu thế. Ấy, hay da rẻ quá, bà không có da rẻ, không phải thì sao bên đây phải giao tiếp tiếng Anh chứ. Mẹ nói cho em một hồi. Anh kiểu, tức là cái kem tôi mua là kiểu cho mẹ tôi nhá, là kem cái gì nhau thai cừu cái gì tôi đéo biết, là bôi vào mắt rồi này. Đấy, nói cho em một tràng. Ở cái shelter 2 á em, ở ngay cái corner bên health healthcare. Đúng. Tiếng Anh làm gì trời. Không có chê đấy. Bất công người nói tiếng Anh quá. Hóa ra là toàn người Việt, là người Việt. Ai nè, đố bằng mic ai luôn á. Đố các bạn biết ai luôn á. Nào, ai nè. Được chưa? À đây là cái sim. Đây câu chuyện cái sim thì mọi người biết từ hôm trước, mãi mới tìm được cái sim này. Thì bạn Jenny ở bên Úc là có tài trợ tôi với cả anh Khoa. Đấy, mỗi người đôi sim, ủa dùng mấy hôm không hết các bạn ạ. $30 được 50GB dùng mẹ đét luôn. Mà sang bên Úc nhá, tôi thấy là 3G, à đâu, 4G với cả LTE ở bên đấy nó nhanh hơn Wi-Fi ở bên Úc. Ừ, nhưng mà tất nhiên là nhanh hơn 4G ở Việt Nam mình thì rõ rồi nhá. Nhưng mà kiểu Wi-Fi bên kia cũng Wi-Fi khách sạn lởm vãi lìn. À đây là ngày trước, đây là cái ngày trước khi bọn tôi đi. Đấy thì tôi có qua nhà anh Độ Missy là đưa sim cho anh ấy. Hôm nay là sếp vẫn ốm, sếp mấy cái đầu thì ốm lắm. Đấy, trông mặt sếp gọi như là mầm mầm. Sếp hôm đấy là thực ra tôi không định lên nhà đâu. Nhưng mà tôi lên tại vì hôm đấy là chị Miu bảo là thôi chồng tao ốm rồi, đừng để chồng tao đi đá bóng tí cho chồng tao bay cho nó thoải mái. Nhưng mà tôi bảo ôi chị ơi, bây giờ đội bóng hôm nay điểm danh đã thiếu người, có 14 người công, phải tưởng tượng là đá bóng mà có 7 chia đôi ra nhá. Là thiếu người mà rõ ràng, ừ với cả đá không có anh Độ thì bọn tôi đá không có nhiệt. Đấy, kiểu thế, còn phải làm đền cho anh ấy sút. Thế nên là gọi như là tôi phải lôi anh ấy đi đá bằng được. Lúc đầu anh gặp, tôi hỏi là ôi hôm nay anh có đi đá không? Thôi, tao mệt lắm, thôi tao chắc không đi đá không? Xong tôi bơm cho công đó. Anh ơi nhưng mà đi đá nốt đi, toát mồ hôi nó đỡ khỏi. Rồi tí mày đèo tao đi nhé. Thế là anh ấy cuối cùng vẫn đi đá bóng, nhưng mà hậu quả là ốm thêm 2 ngày đầu ở Úc các bạn ạ. Tôi cũng không biết là do tôi không. À cái này tôi chụp lại cái config của anh Độ. Tại vì lần này là tôi cả anh Độ đều dùng y hệt máy. Nhưng mà có cái gậy khác thôi, có gậy khác không. Ê nhưng mà tôi không biết là do tôi bảo anh Độ đi đá bóng hay là gì, hay là anh Độ mới ốm nha. Nhưng mà bình thường ví dụ người ta ốm nhá, người ta đi đá bóng là công nhận là ví dụ mình toát được mồ hôi là mình khỏe hơn không? Là mình toát mồ hôi là mình thải được chất độc ra, đúng không? Đấy, we sweat như nó tùng sói với cả cái gì lên ấy thì phải. À, 20 tháng 10. Ui giời. Cảm ơn Hà Trung Nguyên nhá. À thế là chụp như lờ à? Sao tôi tưởng đấy là nghệ thuật. Yêu các bạn, yêu nhở. Ấy, ui. Tự nhiên ví dụ mà mình là mẹ xong kiểu có hai đứa con rất là yêu, cầm hai bó hoa là chúc 20/10 đét luôn chứ. Trời đất ơi, beautiful, yêu dã man ấy. Còn mặc cái áo gì ấy, tôi không biết là áo gì luôn. Thế ý tôi bảo là nếu mình là một người mẹ đấy, ở trong ngày 20 tháng 10 mà mình được hai bó hoa thì mình vui. Chứ tôi có bảo tôi là mẹ đâu. Ok. Trời đất ơi.
Đấy, xong rồi đến hôm đấy bọn tôi vẫn đi đá bóng nhá. Xong rồi tôi về, tôi chưa ăn. Tôi đến đúng 8 rưỡi tôi ra, tôi bắt xe Grab qua nhà anh Lâm Đình Shroud. Đấy, xong rồi bọn tôi đến sân bay. Đấy, tôi đi chung với anh Khoa cho vui. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm quả xe thì không biết đi Grab của Vin hay là cái gì ấy. Ủa, xe to phết các bạn ạ. Ừ, đi thích phết. Không phải PR cho Vin hay cái gì đâu, nhưng mà đi thích phết. Ừ, mà êm nha, êm cực. Mỗi tội là hình như là đắt gấp rưỡi Grab thôi. Ờ, bình thường tôi đi, tôi nhớ là đi ra sân bay là khoảng giờ, từ nhà tôi đi khoảng tầm 300-350. Đến lúc anh Khoa bảo anh ơi hết bao nhiêu, bảo 480 thì tôi bảo còm mà. Mày quá anh Khoa trả tiền. Xe điện ở không, nhưng mà xe điện thì đắt hơn tí thì cũng không sao. Ngồi mà nó rộng. Tại vì vali bọn tôi đi 5 ngày, anh Khoa thì bé hơn tôi một tí, còn tôi thì các bạn biết rồi đấy, chúa điệu. Má mà đi cầm bao nhiêu đồ. Đấy, đã rất lâu rồi tôi mới được quay lại đây các bạn ạ. Đã rất là lâu rồi. Đây chính là cái sảnh ga quốc tế của sân bay Nội Bài, Hà Nội. Tức là ngày xưa là tôi đi ra đây, tôi mỗi lần đi ở đây tôi có một cái nostalgia. Là tôi nhớ được cái ngày mà tôi đi du học Mỹ. Đấy, tôi vẫn nhớ cái cửa trong kia kìa. Đấy, xong tôi nhớ ngày đầu tiên tôi đi du học, đúng, đi qua cửa đấy. Xong tôi chào bố mẹ, xong vừa đi qua cửa cái mình khóc. Mẹ em đéo hiểu sao khóc, tôi nhớ nhà các bạn ạ. Đấy, xong đến là gặp hai anh lớn, nói chung là đang đứng ở trong, đang check in đúng không? Thì tự nhiên anh Độ bảo như thương gia là hết chỗ ngồi rồi, chúng mày có muốn upgrade lên premium economy với tao không? Là bọn tôi bảo chẳng lẽ bây giờ ba anh em mình ngồi chung. Đấy, ngồi chung nhưng mà là tự nhiên lại một người ngồi trên, hai người ngồi dưới nó không hay. Thế là thôi thì tự nhiên, thế là tôi với anh Khoa cũng ok. Xong rồi vào đây là có hàng anh cũng ngồi ăn. Cái quán ăn này là cái quán ăn mà anh Độ hôm đi Singapore anh Độ ăn. Hôm đi Singapore anh Độ ăn thì phải cái quán ở trên Vlog ấy, đi được đi mà đi sinh ấy. Ngồi đây xong rồi tôi nhớ là được bên Garena người ta phát cho cũng bầu 800 một lượt ăn mà anh Độ bảo ngon lắm. Đấy, thì đi vào. Nhưng mà vào thì anh Độ hình như là ăn rồi nhưng mà vẫn gọi thêm quả cơm niêu hay cái gì ấy. Không có ông anh này chụp ảnh check in. Tức là vào đi đúng hai người đàn ông gia đình. Đấy, bọn tôi vừa ngồi quán ăn. Tôi thì có chung gọi đồ ăn xong đúng không? Là tôi kiểu ngồi lướt TikTok các kiểu IG chuẩn bị chụp ảnh check in. Đấy, thế là tôi có hai ông anh. Một ông thì cầm iPad. Đang làm gì đấy? Một ông thì đeo kính râm. Trời ơi. Chân mập ơi, anh chống bị đi nè. Em thì hai ông y như nhau. Y như nhau. Hai người đàn ông có gia đình các bạn. Vừa đến trước kịp làm gì là anh rút máy ra gọi cho vợ ngay. Rút máy ra gọi cho vợ ngay, chuẩn bị đi ngay. Đấy, thật là tôi ngồi tôi gọi cả, chẳng lẽ lúc đấy tôi gọi anh Thái Linh thì nghe nó có lồn. Sau này tôi nhìn thấy bản thân tôi tầm 3-4 năm nữa đúng không? 3-4 năm nữa là mình cũng như thế luôn. Đấy, nhìn mấy anh thì mình học trước thôi. Làm đi đâu mình cũng phải gọi cho vợ. Đấy, xong bọn tôi ăn xong đúng không? Ăn thì chỉ lần này thực ra là ăn cũng một vài quán các thứ ở trên vlog, có gì tóm tắt sau tôi tí nữa cũng có quán tôi chụp, có quán tôi không. Đấy, có gì các bạn đợi vlog sau nhá. Một lúc xong rồi bọn tôi mãi mới vào. Theo bọn tôi kiểu thèm thuốc quá, thì hai mấy anh em bọn tôi đi đóng điếu Thăng Long. Điếu Thăng Long đắt nhất là cuộc đời của tôi. Bình thường bao thuốc ở ngoài tôi không biết mua bao nhiêu, nhưng mà đấy, thế là mua một cái bao 60.000. Nhưng mà bọn tôi chỉ hút đúng 3 điếu, không cầm sang tại vì sợ kiểu hải quan đấy nó xách việc cái gì ấy. Đấy, thế là coi như hút đúng 3 điều không bỏ thì cả bạn 20.000 điều vẫn sang không. Đến đây người ta có soát thêm một lần nữa, lần trước đi Mỹ tôi không có bị, nhưng mà ở đây nhá, người ta còn ba lô thêm một lần nữa là có mang nước. Thế là anh Độ bảo tôi chết rồi, có cái lọ dùi của tao. Thế nhưng mà người ta mở ra bảo là không có vấn đề gì hết, thế thì bọn tôi lại mang lên. Đây là anh em tôi, bọn tôi lúc đi này. Đấy, lúc này còn vui lắm. Lần này đi Úc thì bay 10 tiếng đúng không, nhưng mà lúc đi thì mệt hơn lúc về. Lúc đi chả hiểu sao tôi bị cái gì, tôi nhìn sang bên trái thì thấy ông anh tôi ngủ, tôi nhìn sang bên phải cũng thấy ông anh tôi ngủ. Mỗi tôi thao thức biết ngủ được, nằm xong rồi tôi làm hai viên melatonin ấy, nhưng mà kẹo ngủ nó vào người tôi nó hai tác dụng, một là ngủ rất ngon, hai là ngủ đéo được. Đây này. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn sang bên trái thấy ông anh ấy bịt mắt, đeo khẩu trang, đắp chăn, gối kê cổ, ngủ ngon lành. Thôi xem nào. Cái này là cái lúc này tôi mới lên sân bay rồi. You meet me, nhớ chứ, cảm ơn em nhá. Này, tôi làm vlog này mà cầm một tay mà ngáo quá. Đấy, xin mấy cái bịt mắt, vào các bạn ạ. Đeo mãi đeo được thì đây là bữa ăn đầu tiên ở trên máy bay. Đồ ăn ở Vietnam Airlines lần này ăn không hợp khẩu vị lắm. Nó cứ thế nào ấy. Tôi chỉ ăn được dessert thôi chứ còn mấy món chính ăn thế nào. Đấy, bên trái có ông anh ngủ, bên phải thì có ông anh quyết định đeo quả đồng hồ 400 triệu vào đi lên máy bay đánh nhạc. Rất là chăm chỉ nha mọi người. Đam mê âm nhạc vì là hào. Anh không ngủ được, anh quyết định đeo quả đồng hồ 400 triệu ra anh đánh nhạc trên máy bay. Một trải nghiệm rất là do mốt. Đấy, anh không ngủ được, anh có làm music. Đây mới đúng là gọi là bay trên máy bay này. Đấy, hôm một tôi bay tôi cứ nằm vật va vật vờ trên máy bay các bạn ạ. Lúc đầu chuyến đi không ngủ được, tôi xem hết 5 mẹ episode của Black Mirror vẫn chưa đến.
Tại vì tôi ăn melatonin vào xong kiểu người tôi cứ mơ mơ màng màng. Thì sang bên trái thì kiểu thấy ông anh tôi bịt mắt ngủ. Mà anh Độ ngủ ngon lắm nhá. Không hiểu sao nhá, cả hai lần cả đi cả về. Thế tôi hỏi Độ, anh ngủ ngon không? Điệp à, đéo ngủ được. Ngủ được có 4 tiếng. Trong khi tôi thể cả bạn tôi là cái thằng thức trên máy bay này. Tại vì tôi bay được dài tôi không ngủ được đúng không? Kiểu nó đau lưng hay là như nào đấy. Tôi nhìn sang toàn thấy anh Độ ngủ. Xong nhìn sang phải thì thấy ông lúc đầu là đánh ngạc đúng không? Một lúc sau vẫn để tay đây, nhưng mà thấy ông ngủ mẹ rồi. Mỗi tôi là đeo ngủ được thế cả các bạn. Đây là bữa sáng của bọn tôi trước đấy. Mãi tôi mới được một bữa gọi như là nó hơi tây tây một tí. Khởi đầu trải nghiệm đi nước ngoài là phải breakfast nó phải tây tí không? Omelette ấy, nhưng mà lần này đi kiểu tôi bị ăn nhiều. Tôi người ta đưa cái gì tôi ăn cái đấy, về tôi tăng 2 cân lại thì regret vãi đài. Đây, các bạn nhìn đây, tôi ngủ được đâu. Quay sang này. Đấy, các bạn thấy hai ông anh tôi ngủ ngon lành cành đào luôn. Nhìn này, ngủ đét luôn thề. Các bạn nào mà bay đường dài cứ làm mẹ một cái gối cổ này. Đeo nó đỡ hơn đấy, lúc đầu tôi tưởng đeo nó đau cổ hơn. Ngày xưa tôi cũng thế, nhưng mà đeo nó đỡ hơn đấy các bạn. Còn anh, đây là combo của anh Đội nha. Bịt mắt không thấy ánh sáng, bịt mồm để ngủ, người ta không thấy nhìn mình mở mồm. Đấy, còn lại lúc đi là chưa có, nhưng lúc về là nhét thêm hai cái cách âm vào tai. Là coi như anh tôi là cách ly với thế giới bên ngoài luôn mọi người ạ. Lúc nào còn bao nhiêu lâu nữa đến nhở? Time to destination, 27 phút, may quá 27 phút. I am Chima. Yeah. Lúc nào bọn tôi nhập cảnh? Sydney. I am Sydney. Sydney. Lúc mà trước khi bọn tôi nhập cảnh ấy, là anh Khoa hơi panic, hơi noi một tí. Biết cậu biết là sao? Tại vì đi qua là sợ hải quan người ta hỏi. Sau anh Khoa quay sang bảo tôi, em đẹp rồi tí mà nhập cảnh mà tao đéo biết nói tiếng Anh thì nó đuổi tao về không mày? Thế là tôi bảo không sao đâu, anh bình tĩnh. Đấy, em dạy cho anh mấy câu tiếng Anh. Một là hello sir, how are you today? Em mới học I'm going to Sydney. Xong bảo đéo nó nói gì cả, chỉ đưa giấy là người ta mời sang thôi. Đấy, tại vì tôi cũng không biết được là hải quan người ta như nào. Nhưng mà cuối cùng thì bọn tôi check in nhanh lắm. Tức là hải quan chả hỏi gì cả, nhìn thấy tôi bọn tôi cho đi luôn. Đấy, một phát rồi đó và xong rồi bọn tôi đi xuống luôn các bạn ạ. Đấy, xong bọn tôi được bên Intel đón với khách sạn. Đấy, những khung cảnh đầu tiên khi mà đặt chân đến nước Úc này. Được chưa, anh lớn chưa? Bên Intel người ta đón tôi bằng một cái gọi như là cái van. Bên nước ngoài người ta hay đi van ở đấy kiểu thế. Đấy, mặt uy tín chứ. Dùng quá, dùng gà là Việt Nam. Như đang đi chuyển, nảy tưng tưng tưng. Tưng tưng đợt này, nảy vãi lìn này. Không, nhưng mà công nhận cái đoạn đi ra khỏi Việt Nam luôn. Sân bay kiểu tưng tưng vãi lìn thề. Ủa thế, không mấy hôm đầu anh Độ vẫn còn hơi ốm các bạn ạ. Vẫn còn hơi ốm. Đấy, xương test cho anh em ống kính zoom 15x của iPhone ấy mà. LED căng. Mấy cái tính năng mới chứ. Ủa, bạn đã Land Rover bên kia kìa. 9 giờ là không có gì luôn. Ôi mà bên Úc nhá, người ta dậy muộn cực. 10 rưỡi người ta mới bắt đầu business hour. Bọn tôi mà dậy kiểu gọi như là 8-9 giờ sáng là thấy toàn ma là ma. Chả hiểu sao luôn, tức là vẫn thấy người ta đi làm nhưng mà kiểu hàng quán tiệm xong rồi kiểu shop sụp các thứ không mở cửa cái một cái gì cả. Ừ. Mà bên Úc á, lần này sang nhá, ở thời tiết này các bạn nhìn đấy, nắng đẹp, hơi độc một tí, thủng tầng ozone nhưng mà nắng đẹp đúng không? Không gọi như là đổ mồ hôi một tí nào luôn, gió mát. Nhưng mà đường nhá, là lác đác, vài con xe đi lần này là không bị kẹt xe một tí nào luôn. Không bị kẹt xe một tí nào có tình yêu ạ. 10 giờ mới được ăn phở, đúng rồi, 10 giờ mới được ăn phở luôn. Chết đòn luôn. Được rồi, à. Keep một tí. Đây là một cái khách sạn nó như kiểu A25 bên Việt Nam ấy. Đấy, nhưng mà view nó đẹp hơn các bạn ạ. Tức là đầu tiên là bọn tôi ở khách sạn này, xong lúc mấy ngày sau là bọn tôi ở khách sạn bên này. Đấy, không thấy cái chữ W này không? Đấy, là bọn tôi chuyển sang khách sạn đấy, tại vì Intel chỉ book cho 3 ngày đầu tôi, còn 2 ngày cuối là anh em bọn tôi tự trải nghiệm. Nên lúc đầu là ở khách sạn này, thực ra là phòng nó bé nhưng mà nhỏ xinh nhưng mà thế là cũng được rồi các bạn ạ. Xong rồi tại vì lúc mới đến nhá, là lúc mà hạ cánh nhá là tầm khoảng 3 giờ mà 4 rưỡi là bán kết 1. Thế là anh em bọn tôi ngáo đét, vừa kịp lên cất hành lý, chưa kịp tắm. Tôi thay đúng cái quần dài, tại vì là Intel bảo là còn sang bốt của Intel chụp ảnh nữa. Đấy, không chưa kịp làm gì là bọn tôi đây. Là ông anh này đã đón bọn tôi từ khách sạn là đi qua ấy rồi. Đi qua bên Intel rồi. Bỏ anh em mà đi ngồi đúng không anh? Yes. Đây là khung cảnh CC Sydney, đây là địa điểm tổ chức cái giải CS2 lần này. Trong lần đầu tiên được hòa mình vào cái không khí của một cái giải đấu CS ấy. Nó đã vãi lìn, thấy mọi người chờ kia.
Tôi thấy kiểu mấy anh em đây là mấy anh em kiểu pha dê clan, xong thấy cả người mặc áo Liệt ở đây nữa, không biết Liệt ở đâu đấy, xong có thấy cả mấy anh em Việt Nam mà anh đẹp cũng vào xem, người Việt ở đây đi xem mà cũng đông. Nhưng mà có một cái dở là này là lúc đầu sang thì tất nhiên là bên Intel sắp xếp cho media day các kiểu các thứ, nhưng mà bọn tôi sang muộn, bọn tôi sang là ngày bán kết với cả chung kết rồi. Mà các ông biết gì không, là chỗ bán áo ấy là không phải là người ta fan G2 nhiều quá, mà thực ra G2 có thằng JKS là người Úc, thế là bán hết mẹ áo G2. Tôi chỉ muốn mua một cái áo xong rồi cho đi cô ký, còn lại đéo cần chữ ký ở đằng nào hết. Đây là khung cảnh ở ngoài này. Tôi lúc đến còn thấy kiểu đây, ở đây ICC Sydney nó có một cái gương cơ. Xong rồi cái gương này toàn mấy chị em nhảy TikTok, cả toàn người Á, các kiểu TikTok con là điểu luôn. Toàn nhảy ở đây xong quay đông dã man. Xong tôi cũng không hiểu đấy là cái văn hóa gì. Khi mà nhảy ấy là chúng ta phải dùng cơ ở trên tất cả cơ thể, nên là nhìn dancer phát nhìn kiểu quả thân hình của dancer của các chị em là mê tít liền. Mọi em người nó đẹp lắm nha. Ôi tấn công phòng thủ đủ cả luôn, thích lắm. Đây đang đứng ở ngoài, đứng ngoài này. Đang ở bên này và chính nữa. Đấy, ai em xin đi. Đấy. Đấy, chết mà nói cả thôi, tôi rút điện thoại ra tôi quay cho, tôi cầm GoPro mấy lắm. Ui. Đây xong bọn tôi lúc mà chưa check in. À quên. Lần thực ra là bọn tôi không phải xếp hàng ở thế đâu, tại vì lần đi lần này Intel phát cho một cái thẻ. Thẻ này là vào VIP entry cả nhà yêu ạ. Đấy, Intel Extreme Master. Đấy, vào luôn VIP entry nên không cần, thế là bên Intel người ta gọi qua một cái bot để gọi như là chụp ảnh. Đấy, xếp hàng không trải nghiệm mà cái gì con chip i9 14900K chưa ra mắt của Intel. Đấy, xong mấy cái máy mà lên đây người ta kiểu người ta trải nghiệm set go. Người ta có cả một cái giả lập du thuyền ấy. Intel ra một cái máy giả lập du thuyền, vào đấy kiểu lái thuyền giả lập luôn ạ. Phải cả linh thật, chất thật. Đấy, bọn tôi kiểu ngồi gọi như là nghịch tí. Đi gặp bà chị Thúy ở bên Intel. Đấy, xong hình như bọn tôi đi chơi quà mang về sao, nhưng mà chưa biết là quà gì. Đấy, có cả bốt của toàn bốt của Intel đó mọi người ạ. Nói chung là xịn lắm. Đấy, xong rồi anh Độ bảo: "Ê, chúng mày mỗi thằng đéo cần nói gì cả, ra chụp cho tao một cái kiểu ảnh với cả bốt Intel. Đây là ảnh ông Bô chụp. Chụp mấy cái tôi cũng pick ra một cái tôi up fanpage, đưa tôi với anh Khoa chụp ảnh, các bạn bảo đòi đẹp." Oh my god. Ủa, nhưng mà đây là lúc vào gọi như là bên trong nhà thi đấu đông vãi lìn này. Ấy, được chưa? Làm một Nico con. Tôi bực mình, tôi tức, tôi buồn ngủ vãi lều rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải bắt dài đến chạy ngay vào tôi xem mấy anh G2 của tôi thi đấu. Thì rất đéo phải mấy anh G2 của tôi xem anh Nico của tôi thi đấu thôi. Thì map đầu anh bắn 5-17, map 2 anh ấy bắn 6-18 hay sao? Thế cả các tình yêu luôn. Chứ em đi mẹ về em ngủ. Dỗi thật, em còn không xem trận bán kết 2 luôn. Em giết lag, em chưa ngủ, em ngáo đét. Tức là tôi nhá, tôi còn ở lại tôi xem 2 trận. Anh Độ bảo vô mệt quá, anh Độ xem hết trận 1, anh Độ về trước. Đấy, để giữ sức. Còn các thứ, tôi ngồi xem hề 2 này, 2 trận không thua. Đây là ngày đầu tiên bán kết này. Đông dã man như là 7.000 người đây mọi người. 7.000 hay 8.000 gì đấy. Lần đầu tiên đấy xem một cái giải lag xếp thôi. Vậy lên đề đấy, còn gọi tên cả Nico, cùng Nico bắn như điều thầy, hay là do mình cổ vũ nên Nico kiểu bắn chán nhỉ, thề luôn không nhiều. Cái gì đấy, trong này thì hơi tối nên là kiểu quay hơi khó, mà tôi định tôi ra mua tí đồ ăn đã xong vào đây cái intro ấy, quay intro G2 các kiểu luôn đấy. Đang ngồi xem nên anh nữa, ai có ai cho anh xin kiểu ảnh. Ấy, trông thì cũng quyết tâm, bắt vai bắt cổ các kiểu, let's do this boy, let's win this shit, bắn đúng hề luôn á. Mày anh chán hết cả RAM, chip khỏe quá các anh không quen nó sao á, bắt tay bắt tủng các kiểu, chán hết RAM. Đấy, nhưng mà hai phết các mọi người ạ. Thôi tôi nhìn đây thôi, tôi tưởng tượng rồi. Má, một ngày mà em Hoàng đi gọi đến cái sân khấu này. Anyone from the Vietnam listen 1 million view that win nhở. Tuyệt vời chưa? Trong kiểu khán giả Việt Nam kiểu mọi người sẽ hò hết thôi. Anh đẹp. Đỉnh vãi lúa nhở. Mỗi tuần là mình già rồi các bạn ạ. Ngày xưa mình thi đấu chuyên nghiệp được rồi. Fuck yeah bro. Rifles for everyone else. Nhưng mà đây là ngày đầu của bán kết. Là lần đầu tiên tôi bước vào một giải LAN cơ mọi người. Đấy, các bạn thấy không khí nó vui vãi lìn đề.
Nhưng mà mỗi tuần trận này G2 bắn như nít thề. Có Black City giải bắn ghê thật. Không ý gì. 5-14. Đấy, trong nhìn đi xem mà có chán không? 5-14 bằng mẹ mạng Husi dây kết 6-11. Mà nhá, cái team G2 này nhá, tất cả các áo là sold out hết trong ngày đầu tiên. Tất cả mọi thứ luôn là kiểu gọi như là tuyệt đỉnh con mẹ em cung phu. Đấy, là G2 là rất nhiều fan. Đấy, thế mà bắn đi vô luôn. Còn Blacky thì dã rồi thôi, còn G2 đã comeback. Blacky bắn vãi lên. Ở lúc sau comeback thì nhưng mà anh Nico đéo xin nhề 5-15. 600k bi đen gánh không nổi không? Nico đang chốc. Cả đồ tôi đang 5-10. Đấy, sau đó là lúc có Blacky win rồi. Nó có Blacky bắn ghê rồi. Đấy, kiểu thua mà trông đéo buồn luôn mà. Thế trông không buồn luôn tại vì gà quá. Thế ví dụ như kiểu Elite đúng không? Là chung kết người ta thua. Nhưng mà quét hay thật tí mọi người xem. À cái ảnh này anh Cường chụp đây là hết trận mẹ. Thế trông mình béo đéo chịu được mà quần trắng trông bị béo. Không phải cái áo đầu tiên của tôi. Trông nó kiểu bị bó quá. Đây ảnh anh Cường chụp. Anh Cường bảo ê đứng ở đây đi anh chụp nền Intel đẹp lắm. Trông cái gì thế. Trông múp ơi là múp. Trông mình có bé tí đó chứ. Thế trở nên đẹp thật đấy. Công nhìn cái ảnh này không? Đây là ảnh thằng bên City, thằng SAS nó ôm kangaroo mọi người. Đây là cái nền của Sydney lần này. Đây mà trận 2, trận 2 cũng thế, cũng thua đấy. Đặc biệt Nico rồi các bạn ạ. Buồn quá anh Hải ơi. Đến quá thất vọng. Xếp hành lý các kiểu. Đấu hy hoàng nhá. Đến nhà thi đấu Nico mà thua luôn rồi. Quá buồn. Hẹn ai đồ giải sau vậy. Chán thật, thề xếp có 2 bắn nữa. 3-13. Có mô tô với anh, có mô tô anh bom ở lại xếp mà. Còn hai anh em ngủ ngon đét rồi. Ngủ thì về nước thôi. Ấy. Đăng luôn à? Không khí nói chung là thích vãi lên mà sau tôi đi về. Tôi đi bộ cho nó nhanh mọi người ạ. Đấy. Đây là lần đầu tiên tôi đi bộ ra đường này, thấy nó ok phết. Chính ra nhá. Kiểu cơ sở hạ tầng bên Úc ấy, đẹp phết. Đường ở đây nhá. Là đường nó lại không thẳng bên Mỹ, tôi không hiểu sao nhưng mà đường bên Úc nó ngoan ngoèo ngoan ngoèo ngoan ngoèo này. Đấy, tức là kiểu nó quanh co ấy. Nhìn như là ngày xưa Úc là núi là nó thế. Hùng Dũng Wiggle. Cái gì đây? What the fuck? Ui, xong rồi tôi về nhà, xong rồi về khách sạn tôi ngủ một cái, tôi ngủ dậy tôi tắm mạnh rét run luôn, không phải đâu. Nhưng mà nhá, đáng nhẽ là tôi không tỉnh đâu, tại vì tôi định ngủ 2 tiếng. Tôi định ngủ 2 tiếng. Nhưng mà đang ngủ tôi nghe tiếng cả tôi, cả bô, cả anh Độ đều nhắn vào group là ê chúng mày có nghe tiếng gì không? Tôi bảo là ờ sao có cái tiếng gì vậy? Bọn tôi tưởng bắn nhau. Bọn tưởng bắn nhau mọi người. Mày phải lì tại vì tôi nghe anh bảo anh em là có bắn nhau bên Úc mà. Nhưng mà ai ngờ hôm nay thứ 7. Thế cuối cùng là bên Sydney người ta bắn pháo hoa. Con mẹ thế đang ngủ tự nhiên mày em mà bọn tôi tưởng bắn nhau. Bọn tôi kéo cửa ra xem thấy bắn pháo hoa thứ 7. Chả hiểu sao đất nước là giàu thật đấy chứ. Thứ 7 người ta bắn pháo hoa for free luôn đấy chứ. What the fuck? Ôi mày quả vòi tắm vãi lúa thật mà. Em tí. Ấy, rồi bọn tôi tỉnh hết rồi tôi quyết định là thôi tắm xong rồi bọn tôi chỉ như là đi ăn hay sao. Chụp mấy cái ảnh trông mẹ đĩ đời một tí. Tại vì đi lần này không chụp ảnh thì hơi phí. Hơi phí tí đấy các tình yêu ơi. À đâu, buổi tối là bọn tôi định quay lại xem giải mà hết con mẹ rồi đấy. Xong làm cái đéo gì nhỉ? Đi bạn. Tôi bảo, thế là tôi đang ngồi tôi bảo ông bố, anh ấy chụp em kiểu em tự thấy em ngầu đi các mẹ chụp xong thấy chân con mẹ em lòi ra nguyên cái phao câu này đóng con mẹ máy đi vào đeo ấp gì nữa chụp ảnh trông chán vai lúa thật không hiểu sao cái đùi mình nó trông lại như này thề luôn đó chứ tôi chả hiểu kiểu gì và là ôi em tự thấy em ngầu lắm rồi để bắt chân em bắt tay em chụp mẹ em thề đùi lòi mẹ em cục mỡ thế đeo hiểu kiểu gì và bắt chân không hết lắm chỉ bắt được thế thôi đùi em to mà em không bắt được hết. Em không bắt được hết. Đây anh Khoa vào chụp ảnh nghệ thuật. Đây là ống kính của anh Khoa. Mà tôi đi đâu nhỉ? Nhiều lông á. Thì gen người ta thế thì biết làm sao bây giờ. Thì em qua, mình qua, mình qua, rồi. Đây ông anh lúc đầu đâu đấy cho tôi này. Anh Hiếu. Đấy anh Hiếu làm Uber bên này. Ủa anh Hiếu bảo là Uber ở bên này một tuần nhá. Chạy là được 2.000 đô. Trong vị trí 4 tuần là 8.000 đô. 8.000 đô nhân 12 tháng. Thì một năm mình chạy Uber mình có thể kiếm được 8 x 12 bao tiền ta. Tất nhiên là trước gần 100.000 đô. Má chạy Uber gần 100.000 đô. Vãi cả lìn thật đấy chứ, ác thật mọi người ạ. Nó ác thật đấy chứ, các tình yêu ạ. Đấy, mỗi tội là tôi cũng không hiểu làm thuế xong là nó còn bao nhiêu. Tôi cảm ơn anh Huy Hoàng nhá. Ừ đấy, ác dã man chứ. À đúng rồi, bọn tôi mặc rồi bọn tôi đi ăn. Đi ăn nhà hàng Trung Quốc lần, Super Bowl. Đấy, bọn tôi đi ăn vịt Bắc Kinh.
lúc đầu gọi đúng một con vịt thôi, nên với cả mấy chai bia anh em bảo ăn đúng con vịt về. Sau anh Hải thì ăn chỉ ăn đùi, chỉ ăn đùi thôi. Thế bọn tôi lúc sau ăn thêm hai con vịt nữa thì biết kiểu gì. Để được như thế là một tuần cũng phải chạy 40 đến 60 tiếng rồi. À thì tất nhiên thì ý là chạy nhiều quá chứ, chạy nhiều quá chứ. Anh Hải vua diệt mồi. Đây là có anh Hải, anh Độ, anh Cường S này. Đúng rồi, thì phải thuế nữa chứ. Đấy, đây là có anh Hiếu đây. À, anh Hiếu vừa đỗ đây này. Đấy, hello anh Hiếu, sao anh Hiếu giúp em đỡ bọn em rất nhiều. Đây là anh gì quên mẹ tên. Tôi nhớ. Anh này tên là anh Hải. Anh Hải này làm cũng ở bên Úc ở được 10 năm rồi thì phải. Ấy, nói chung là supporter của anh Bom. Mà lúc mà tôi hỏi ra hóa ra anh này với tôi học cùng trường. Đấy, anh này học lý 2, lý 1 gì đấy nhưng mà khóa 1316 trên tôi một khóa. Tôi ngày xưa tôi học điện 1417 là chắc chắn là trong khoảng thời gian ở Am là anh em mình có gặp nhau nhưng mà đéo nhớ. Chắc là ông anh này không chơi bóng rổ hay là kiểu không nhảy nhót gì, tôi không nhớ mặt. Đấy, nhưng mà nói chung là bọn tôi học cùng trường thế mới hay. Đấy. Cũng học Am luôn mọi người ạ. Thế xong ông anh cũng support. Đấy, không bọn tôi gọi vịt ăn này. Đấy, lúc đầu gọi một vịt ui. Thế là bạn luôn, nói chung là đi qua nhà hàng Tàu, người Tàu nấu ăn, có vịt quay Bắc Kinh ăn vỉa hè đó, nó cũng ngon. Trời ơi nó ngon, bữa đâu có vịt ăn nó đét luôn. Cái này cái gì ạ? Cái này tôi bảo anh Độ quay cho tôi là tại vì nhà ngồi ở cái góc này đúng không, nó tối. Thế là vì GoPro nó không bắt được. Xong anh Độ quay xong anh Độ tôi ăn, tôi ngồi tôi diễn. Đây mọi người nha, tôi cuốn cho anh Độ Messi ăn ngon lắm mọi người ạ. Xong anh Độ quay xong rồi, ok được rồi. Đi con mẹ đấy mà tao quên ấn quay. Thế tôi lại phải diễn thêm lần nữa, nhưng mà diễn như nào hình như là bên này sao? Thì lúc sau nó bị mất tự nhiên đấy mọi người ạ. Thì đây này. Đúng rồi, anh Độ, tức là anh Độ quay cho tôi rồi xong anh Độ bảo đi con mẹ đấy mà tao quên ấn quay rồi. À tao ấn vào một nút hủy quay rồi đấy, hình như là phải diễn thêm một lần. Con mẹ mày nãy giờ đéo bấm quay đấy bạn. Thế. Trời đất ơi. Quê vẫn sao đấy nhở? À không, từ để tao check lại mà. Lại phải ngồi ăn vịt, cuốn vịt thêm lần nữa. Thế. Mà tôi lại đéo biết cuốn. Anh Độ bảo tôi cuốn, anh Độ nhìn tôi phát là biết tôi không nấu ăn. Nhưng mà anh Độ đâu có ai ngờ ngày xưa em từng ướp gà với cả nấu cơm, chẳng qua là cuốn mấy cái này thì thực ra là lâu rồi em không vào bếp thôi. Lồng được. Cái này hình như là thùng Vlog rồi. Vịt theo phong cách của anh Độ Missy. Đầu tiên là có một miếng da đúng không anh Độ? Đây có một miếng thịt luôn. Thế mà tôi cuốn nó bị ngu. Ui! Ê tôi hold on. Mày tao hôm nay tao nhớ nhá Crep. Mày về mày bảo là ui bao giờ anh về Việt Nam em tặng anh 3-4 con xe. Nhưng mà hình như ba con nó tặc biệt ở bên Sydney sao nhỉ Crep nhỉ? Ba con nó tặc biệt ở bên Sydney sao chứ? Ui nhưng mà gặp ông em Crep ở ngoài cao vãi lúa thế. Không gặp thằng này hai lần cơ. Gặp nó một lần nhá. Ở cái quán ăn này. Ấy, sao nó bảo anh biết là ai không? Mày là ai? Em hay đôi xe cho anh này. Mày là Crep đi mà. Ui mày cao vãi lìn rồi, 1m9. Ừ dã man thật. Cao giáo đẹp trai các kiểu luôn. Chưa chuyển về kịp anh ơi, chắc là chưa chuyển về kịp với tao ấy. À thôi không cần tách. Thêm một miếng dưa chuột. Để tôi cuộn sống dã man. Thôi các bạn đừng sấy tôi nhá. Để ngửa lên. Đấy tôi nỗ lực rồi. Đấy. Lấy đầu hành không, nữa đi. Cái đầu tiên của tôi cuốn đẹp lắm. Đấy nhưng mà cái lúc sau làm không phải sao tôi cuốn theo bản năng nó đã bị sai. À mà đây này. Một đầu hành nữa này. Đúng rồi. Ok. Không mà cuốn đi bài để ngang ra với nhau. Đéo nấu ăn bao giờ đâu. Em á, em có làm mì tôm với ở em nấu cơm thôi, làm vịt nấu cơm. Nó em biết nấu cơm luôn chứ. Của tao. Này chuẩn đấy. Biết nấu cơm luôn, vo gạo nhá. Chị em nào biết nấu ăn qua đây em Hoàng vo gạo cho. Trời ơi em Hoàng vo nấu cơm hay không biết, em vo gạo đỉnh cao luôn nhá. Tức là nấu kiểu mấy đó đồ ăn không biết thôi, em Hoàng nấu cơm ngon dẻo luôn. Dẻo luôn. Trời ơi, đây này. Một nước mực nước ta phải trên mặt cơm phải nửa ngón tay đốt tay đúng chưa các tình yêu. Đấy, đúng chưa các tình yêu. Vo xong có bầu á, vo có bầu. Thế giã gạo hay vo đậu đỏ? Tôi vo gạo là có bầu rồi sao? Uầy, cảm ơn Grab nha. Thôi anh đùa thì thôi, chơi lại bắt nó sẽ cảm ơn Grab nhiều. Nấu cơm. Để đây, đấy. Nấu cơm lên phải để lên vo gạo vịt à? Ừ. Em tuyệt vời chứ. Không phải lâu không đầu. Xong hình như là cái này của tôi bị rách các mẹ ra sao? Đấy. Thấy vãi lên rồi. Bây giờ toàn gọi Haki Food thôi. Rồi mời các bạn nhá. Nửa ngón thôi. Ui dồi. Đớp. Lỗi tao Storm Keep ơi. Ui nhưng mà hơi bị ngon luôn. Ngon đét luôn chứ. Dù xì vãi lên. Ui anh thật. Anh ở đây anh kiểu anh mẹ em siêu lười. Anh toàn ăn gọi bánh cuốn sẵn rồi. Thì nói em gì. Cái này là cái gì đây?
Ăn đi anh Hải, cái đùi thứ mấy rồi anh Hải nhỉ? Cái cánh thứ ba, cánh thứ ba. Cánh thứ ba. Cái cánh thứ ba. Để phần cho anh Độ, nhưng anh Độ ốm quá không ăn được. Này phải thứ tư rồi sao? Không, thứ ba, vừa cái ăn một cái đùi anh rồi, ba cái cánh. Trên màn hình của anh Độ sáng thế nhỉ, mà tôi nhớ tôi quay GoPro các buổi tối. Trước khi đi thì tôi đưa GoPro, GoPro tôi đưa anh Độ chỉnh phát rồi, tôi nghĩ là best setting rồi. Đấy. Thực ra anh cũng nắm được cái đùi. Như là các bạn có đèn hay sao á? Lúc này tôi cầm GoPro tối đó. Rồi. Đâu đấy là cánh, đấy là cánh, đấy là cánh. Không phải là đùi. Khổ lắm. Thời gian nó treo che lên thì mẹ. Đây nhá, một con vịt thì có con vịt có mấy cái đùi nhỉ? Con vịt là có hai cái chân, là có bốn, có hai cái đùi đúng không? Anh Hải chỉ ăn đùi các bạn ạ, không ăn chỗ khác, ăn đúng mấy cái đùi thôi với cái cánh. Nhầm. Chỉ ăn đùi thôi các bạn ạ. Bà cái này. Mai luôn luôn. Hải ạ, à, cái này mang về nhà nấu cao được đấy Hải. Tương ống ấy Hải. Ôi nhưng mà ngon thật. Mà nhá, lúc đầu tôi gọi một con vịt, ăn xong no lắm rồi, anh Hải. Anh ơi gọi thêm con đi, mẹ em đéo nó, chưa nó, gọi thêm con nữa. Thế là bọn tôi đã ăn con nữa, đang ăn con nữa tự nhiên có bạn hình như là bàn bên cạnh tự nhiên tặng cho thêm con vịt nữa. Hãy luôn luôn, ăn vịt là vịt. Ăn xong hết rồi, các bạn này bỏ vô khói cho Ngọc Sinh. Bọn tôi gọi một đĩa vịt, bạn tặng thêm đĩa vịt 6 chai bia nữa thì. Tôi tặng cho cả ăn đĩa lòng nữa chứ, hết đồn. Phú khỏe ăn khỏe, như là đồn. Quay bi còn nhiều lắm rồi. Ôi mà Uống cái bê sinh tao là cũng nhẹ thôi mày. Đấy, không mà ăn xong các thứ. Nói chung là trên GoPro thì chi tiết hơn, bọn tôi đi về. Cứ một tay cầm GoPro, một tay cầm iPhone, các bạn thấy dedicated chưa? Nỗ lực chưa? Về rồi. Dedicated chưa? Fuck me. À còn nếu như mà bạn nào có tò mò tại sao cái áo bomber của anh Độ đang mặc nó đẹp thế, thì đây là phiên bản giới hạn Limited Edition, là chỉ tặng 5 cái cho mọi người Úc thôi nhá. Còn hình như là nhà tôi hôm nọ, từ, nhà tôi là có một cái, tôi đáng nhất tôi phải mang cho anh Bomman. Ấy nhưng mà kiểu vali tôi quên, lúc đấy tôi xếp bộ quá tôi quên mẹ mất. Nên là bây giờ thôi chị Miu chắc chắn lại không đòi lại này. Sau tôi thừa một cái season cũ nữa, đều là limited edition này. Đấy, có gì. Đấy, tôi gửi ai các bạn. Trực cướp luôn. Ok. Trời ơi, hơi quên chìa khóa xe luôn rồi. Ai hiểu quên chìa khóa xe. Hai con vịt mà tính calo. Ok, tính làm sao được. Vậy đi về tăng 2 cân mà. Quên thật, trời ơi, quên cả áo này mang qua bên Úc này. Vào nó đẹp. Tôi tự thấy áo mixer đẹp. Thiết kế đúng ý tôi, cổ cao. Đây. Giao tiếp nhé. À cái này tôi up the story rồi phải. Anh lớn đi mua đồ. Đéo phải, bọn tôi mua đúng mấy chai nước. Tại vì khách sạn bọn tôi đéo có nước không hiểu không? Không có nước. Thế là vào đây là phải gọi như là order nước mọi người ạ. Đấy, order nước. Thế là tôi với anh Độ mới rúi là ê, cho bô trả thanh toán đi. Đấy, có mấy chai nước các bạn. Giao tiếp nhé. Ông kia fan của phết rồi. Mấy ông này cũng ở bên ISL á. Uống nước vòi á, thực ra tôi uống nước vòi thì bình thường. Thực ra là tôi không biết là nước ở bên Úc thì chắc nó cũng sạch, tap water nó cũng sạch, mà thôi bọn tôi uống nước đóng chai quen rồi, Aquafina. Được chưa? Mua 3 chai nước nhưng mà phải dùng thẻ Dance. Được chưa các tình yêu? Không phải mua cái kẹo to đùng ạ, cụ thể. Ui. Đi mua đúng chai nước đúng cái thẻ trông cái khủng quá linh. Cảm ơn. Thank you. Được rồi. Không. Nhưng mà các bạn, trên vlog có. Nhưng mà cái đây là lúc này là lúc buổi đêm bọn tôi mua rồi các bạn ạ. Buổi đêm bọn tôi mua đồ rồi. Nhưng mà bọn tôi có một cái sự cổ hi hữu vãi lộn. Bà khách sạn ở bên nước ngoài nhá. Khách sạn bên nước ngoài nhá. Bọn tôi là không có kem đánh răng, không có bàn chải. À bàn chải gì cả. Tức là phải qua bên kia ngay đối diện mua. Thì tôi có quay vlog tôi đi mua đúng không? Thì tôi cũng cầm máy quay như này. Thế là tôi đi vào đây. Thế là kiểu tôi cũng đùa đúng không? Đấy, tôi nói tiếng Anh nữa. Tôi bảo anh Khoa là thôi bây giờ mình người Úc rồi, mình sang mình phải nói tiếng Anh. Đấy, water, you know, buy water, like a face mask, các kiểu. Xong đến cái quầy bao cao su. Thế là tôi bị condom. Thế là anh Khoa cũng, yeah, condom. Yeah, buy condom. Fuck everyone. Con mạng mà ông nói to vai lìn. Xong có bà Tây ở đằng sau bà quay lại, I can hear it. Con mạng tự nhiên, tự người ta nghe người ta không hiểu đúng không? Tự nhiên ông bảo, buy condom, fuck everyone. Con mạng, mày quê, ơi trời ơi, đi cỡ nào cái khó. Xong cái bà Úc ở đằng sau bà I can hear it. Con mà
fuck everyone, xong kiểu mọi người kia mọi người quay ra nhìn bực vai lìn tê ngại đéo chịu được các bạn ạ, tê luôn. Lỗi anh, tôi dạy tiếng Anh mà. Tôi bảo đây nhá, đây là lipstick, đây là condom, các kiểu. Ok, thiệt luôn chứ, cảm ơn Liêu Siêu nhá. Cái này hỏi anh đội tôi không biết. Thiệt. Trời ơi, Mark đến đúng cái quầy Durex các kiểu nhá. Ông bố bảo yeah, condom, yeah, fuck everyone. Thật mà, à đây là lúc mà bọn tôi, đây là lúc mà buổi tối tôi quay lại khách sạn này các bạn ạ. Đấy, xong bọn tôi nghỉ ngơi, đấy hết là ngày 1. Hết ngày 1 thì tôi có báo police không? Không, biết là kiểu biết là ông ấy kiểu lòng ngòng tiếng Anh, ông có thể đùa tôi vui thôi. Thế làm gì có báo police cái gì? Bên này có cái gương đấy chứ. Mặt cười à. Khi ngoài LG là A đã thấy ngại R. Đéo hiểu sao các bạn ạ. Mẹ tôi vào toilet, trước cửa toilet có đúng cái gương. Tôi không hiểu là bên Úc người ta phát minh cái gương để làm gì. Mỗi lúc đi ỉa có cái gương ngay trước mặt thì mình kiểu mình nhìn mình trong gương là nó mang lại cho mình được cái tác dụng gì nhỉ các bạn nhỉ? Tức là mình tự nhìn vào gương mà tôi đéo biết là ngắm cái gì luôn thơ. Ừ, thế này. Vãi là lìn thật, giống cơ quan mẹ tôi quá ấy. Bây giờ là kiểu ỉa mình tự được nhìn được mình trong gương hay sao ấy. Chết đòn. Không hiểu luôn các bạn ạ. Ngồi cái gương ngay trước mặt, dã man luôn. À đấy, xong rồi tôi lên phòng anh Khoa và làm tí music. Anh em lêu hêu chán quá, chả có gì làm. À, ui, view scene đẹp chứ, mỗi tổ buổi tối là chắc có gì làm. Anh Khoa bảo lên đánh nhạc cho anh ấy ngủ. Lúc đầu bọn anh ở Ibis, ở chỗ Pearling Harbor, ở chỗ Intel Book cho, lúc sau bọn anh ở W. Xong ngủ cứ thổi tiếng cậy khóa gì nữa. Ừ, thề hôm đầu ngủ nó có tiếng cọt kẹt gì, không biết các bạn nghe được không nhỉ? Đấy, anh ấy đang ngủ nha. 4 giờ sáng đêm đầu đã rét lạc ở chỗ sông, cứ nghe tiếng cọc cạch cạch cạch. Ham kỳ anh thợ khóa đâu ra, sợ phải lìn thề. Ghê với lìn đi. Cứ thổi tiếng cậy khóa thì là ghê phải luôn. Thôi xong mà nằm mãi ngủ được, xong đến hôm sau, đấy, tôi tỉnh dậy. À hôm sau tôi đi sớm, tôi đi cà phê con em Na Béo. Đấy, đợi xong tôi đi Sydney, xong tôi đi bộ tí. Đây là view sau cái khách sạn tôi. Đấy, đẹp phết đấy chứ, đừng đùa. Nắng vỡ đầu thề. Nắng dã man. Đéo hiểu sao, à nhớ quen rồi, tôi đang đi mà. Anh nghe đồn có ma ấy. Ủa, sao lại có ma, anh đùa em thề. Ma gì đấy chứ. Ui có ma thật đó. Mình kiểu nó cậy ghê vậy lìn. Đấy, đang, đấy ông anh Khoa Henry Đặng này đây này. Đang đi, đang cầm cái máy quay đúng không? Đi kiểu đi bộ à, con em tôi đi cà phê. Tự nhiên ông ấy đi xe, đi ông rú ga một phát. Rú ga một phát. Xong rồi gọi như là bảo, ê, đẹp, tao biết rồi nha. Là mình kiểu lúc hôm đầu gặp anh Khoa, em nói tất cả anh Khoa em xin lỗi là, nhưng mà hôm đầu em cũng chưa biết là không, tại vì em cũng không contact cả anh em, không biết anh ai. Thấy mỗi cái xe biển Việt Nam là offline, anh em fan ở Úc, đẹp độ Misirabo. Đấy thì là tôi mới biết được là à, ông anh này chắc chắn là kiểu giúp đỡ mình ở bên Úc này rồi. Tự nhiên lấy cái máy ra chụp ảnh tôi và con em, mà up mẹ lên mạng thề không. Xong bố ông up mẹ lên mạng luôn thề, cả mọi người cứ gửi á, bắt gặp anh đi với ai mẹ thề. Dã man của ảnh mẹ, tôi cầm câu bồ như này đấy, đi cà phê thôi cũng không yên nữa thề. Đi cà phê thôi, đi ăn sáng thôi không yên luôn. Anh không biết, thực ra anh thấy bình thường. Thực ra là khách sạn Ibis thì kiểu chắc là nó bình dân ấy, anh thấy cũng đủ rồi mà. À thế à, thế hóa ra là anh Khoa. Hai ông Khoa, một ông thì chụp, một ông thì up mé lên mạng à, chết đòn. Sydney thì cũng đẹp đấy, nhưng không đẹp bằng nụ cười của em. Ông im mẹ à mồm. Thằng bố mì. Đấy, xong rồi tôi đi bộ đi cà phê một tí. Đi đường đủ các kiểu. À xoay. Ấy trong này cũng đây là tầm 11 giờ sáng ở bên Sydney các bạn. Thì 11 giờ trưa chứ không phải sáng. Chả có bóng nào luôn, đẹp Sydney rồi đấy, thề. Sydney rồi các tình yêu ạ. Sydney luôn rồi. Đấy, xong đi bộ bọn tôi hình như là buổi sáng. Đây, con em tôi đây. Xin giới thiệu các bạn, đây là người yêu cũ Pitu. Đấy, Mai Tun cái đéo gì. Đấy, xong tạo mấy kiểu ảnh chụp như trông như lờ các bạn ạ. Để chả có cái nào được, tóc nó bị làm sao. Thề. Có quen chưa hả? Mặt cười. Bây giờ có quen chưa? À, quen là quen cái gì á? Quen là quen không gặp Bảo Hân anh. Ui dồi ôi, tuổi gì đó gặp Bảo Hân Hylia với cả Bảo Hân ở Melbourne cơ mà. Bảo Hân ở Melbourne cơ mà, bọn tôi gọi ấy đâu. Đấy xong ăn uống là bọn tôi hình như là tôi nhớ là tôi ăn cơm với cả cá hồi là cái gì ấy. Đấy xong ăn một cái pancake, lúc này ăn hết mẹ ui, thề cái pancake này ngấy đéo chịu được. Thề luôn là các bạn, pancake dâu mẹ nó to mà như này.
nó sốt gần này lên. Tôi thấy cả bạn, đây là lý do tôi tăng 2 cân mọi người ạ. Tôi đớp nhiều quá, kiểu bị ăn nhiều quá, ngấy mà vẫn hết á. Thì ăn sợ phí tiền, mẹ mình nhà nghèo các bạn hiểu không? Gọi bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Bây giờ tôi sợ nó giống như Mỹ, ăn không hết cái chửi do. Ăn không hết người ta chửi cho. À xong bọn tôi đi ăn kem, kem Messina. Messina, Messina đủng gì đấy. Xong rồi tôi thì đi đâu nữa nhở? Đi đi ăn kem Messina xong hình như là đi ăn đi uống sữa chua nếp cẩm. Cái đấy là có trên vlog ấy. Đây là đi cái tàu ở bên kia này. Đây cái tàu điện ở giữa Sydney. Tàu này gọi là tàu ý thức. Đấy, tàu ý thức. Tức là các bạn trốn lên các bạn không quẹt thẻ cũng được, tức là nó có mấy cái trạm ở dưới nhá. Tức là bạn quẹt thẻ lên tàu xong rồi lúc xuống tàu lại quẹt thêm phát nữa. Nhưng mà ai không quẹt thì thực ra trốn lên vẫn được ấy. Đấy nhưng mà tôi vẫn quẹt, tại vì thực ra tôi làm vlog nên tôi không làm vlog thì có cái đầu buồi tôi quẹt. Đấy. Là mình trốn ngay được $1 hay sao ấy. Đấy. Hay ý thức không ạ? À, thì tất nhiên cầm máy quay ra thì mình phải giả vờ làm người ý thức chứ, bây giờ mà kiểu cất cái máy quay đi có cái nịt. À mà hồi ở New York đúng không? Các bạn thấy kiểu cái quả cảnh gọi như là đi qua tàu với cả con ly không? Đấy là quẹt qua bíp bíp thôi. Đấy được 2 lần đầu, mấy lần sau nhá. Mấy lần đấy cái thằng Tuấn này đấy, thấy không, thằng Tuấn này cũng vô ý thức này. Nhưng mà đấy là kiểu thực ra là văn hóa của người ta rồi. Trong city free á, ui dồi, trong city nào free, bên Sydney thì có free đâu. Đấy thế là ở hình như là dưới Melbourne thì free sao tôi không rõ nữa. Đấy nhưng mà nhá, hồi ở bên New York nhá, là tôi chỉ quay lúc đầu lúc sau nhá, là ở bên New York nó có cái hàng rào con ly toàn nhảy qua, xong nó mở cửa thoát hiểm nó kêu tôi đi vào cơ mà. Đấy toàn trốn thôi, dã man thật. Đấy không, tàu ý thức mà các bạn. Xong rồi bọn tôi ăn uống xong đấy, à đúng rồi, xong qua store em vì muốn chai nước hoa. Mẹ thề cả các bạn luôn, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi ngồi đứng đợi ở ngoài một cái store nó mẹ tiếng đồng hồ, tại vì kiểu đéo quen staff à ai, xong rồi đi gọi như là đặt appointment thế là nó lâu vãi lìn này, ngồi đợi chả hiểu sao Sydney có thì ngồi đợi tiếng đồng hồ, mẹ lâu dã man thề. Ở lọ nước hoa, lọ nước hoa là yêu ơi, mua lọ nước hoa kiểu bé xíu qua trả góp thôi. Thì thôi thì về Việt Nam chứ có cái gì đâu em. Đây này, đấy đường phố cái chỗ này là mấy cái chỗ kiểu hay có mấy cái đồ hiệu này đấy, kiểu kiểu đấy, nó như kiểu Rodeo Drive ấy, nhưng mà nó có mấy brand lận. Ngồi đợi mà chụp bao nhiêu cái ảnh rồi. Cảm ơn Tuấn nhá. Đấy có ông anh kia thì ngồi đây, đây là các bạn nhìn nhá, bọn tôi đợi rồi tôi xem timeline đây, lúc đến là 12:20 này, lúc gặp ông anh này còn mấy người trước nữa là đây 14 giờ chứ 47 này đấy, xong đến lúc vào được là 15:13. Cái lùm mấy mà đợi cái gì mà lâu dư trời không hiểu luôn. Mà nó cái store đây nó không như cái store khác, nó không như cái store khác, mà nó tức là nó còn kiểu tức là đi muốn đi vào nó còn phải có người phục vụ đấy chứ, chết đòn thật. Đá lẻ, đá lẻ cái gì má, đá lẻ mà chụp hình lại cho má làm gì. Đấy tôi chỉ thực ra tiền mua quần áo thì tất nhiên là không có đúng không, em thích nước hoa thôi. Đấy đấy, vào xem có mùi gì mới không, lại bách được một lọ thơm phết. Đấy hôm nay trước khi stream mình xịt phát tự ngửi mình cho thơm, stream nó hăng mọi người ạ. Ừ, thơm phết. Đấy đây, tôi mua cái mùi này này, Immensite này này. Trước là tôi đang dùng mấy lọ tôi dùng 3 lọ thì phải. Tôi có một lọ Kali Dream, đây là một lọ Afternoon, nó gọi thực ra đây này, cái mùi này đẹp này. Ông nào mà kiểu có điều kiện thì đây là cái lọ tôi đang dùng luôn. Cái lọ này tôi dùng suốt ngày. Cái lọ này tôi dùng suốt ngày luôn, mùi nó thơm thật. Đéo phải ý gì nhưng mà lọ này nó thơm thật. Imagination này. Đấy, thực ra đéo phải đâu nhưng mà cái lọ này đầu tiên là tôi lúc đầu tôi đéo có tiền mua nước hoa. Đây là lọ nước hoa đầu tiên là kiểu mua đấy. Còn bình thường tôi toàn tặng, cái lọ này là người yêu cũ tặng, nhưng mà đi mạnh xịt mùi này thơm thật. Đấy, thế là tôi từ đó giờ là tôi xịt mỗi mùi này thôi. Bây giờ xịt thì nó cũng lâu, tầm khoảng 8 tháng là hết chai sao ấy. 8 tháng hết một chai thôi. Tôi không nói là ai đâu nha. À cái gì mà à, không phải nhớ mùi người yêu cũ, đây là mùi tôi chứ, đây là mùi người yêu cũ. Người yêu cũ mua cho tôi, còn tôi xịt thì là phải mùi của tôi chứ, sao là mùi người yêu cũ là như nào? Ờ hay. Anh ơi Nhi, quên mất cho em hỏi đi, hôm đi offline anh xịt mùi gì cho em in 4 DC cây cây hả? Mùi này chứ còn mùi nào nữa? Nhưng mà có thơm không? Thơm chứ còn gì nữa? Thơm DC SSI em thì. Này LV không book mình làm quảng cáo, book cho mình chụp ảnh với em book cup là đẹp. Nhưng mà vì được cái hương đầu nịnh mũi rồi thì nó nịnh mũi thật, mà tại vì nước hoa LV nó không phải niche, nó vẫn là gọi như là designer. Xong đi đâu nhỉ, xong hình như là đến buổi chiều là bọn tôi đi xem chung kết. Đây tôi đi xem chung kết mọi người ạ. Đấy, về thay quần áo cái. Có anh đang xịt mùi đấy mà, nhưng mà có mấy loại này phải xịt mùi khác. À trước khi đi mà đi xem chung kết là bọn tôi có đi ăn Malatang. Ui, đây là cái món mà tôi cả anh Độ với cả Bo rất thích. Đây là quán
quán như kiểu là lẩu nhưng mà tự chọn đấy. Tức là đây, nó như này này. Tức là nó kiểu là mì miếc các thứ. Xong rồi là tức là nó tính theo cân. Cả cân, cả mì, cả thịt bò. Cái này là hồi bên Mỹ là tôi cũng có ăn mấy cái kiểu này rồi. Nhưng mà tôi không biết là ở Việt Nam là nó có mô hình kiểu này không. Thế tôi mới gặp anh Đội. Ê, anh Đội hay anh mở một quán mì như này. Anh Đội cũng đang suy nghĩ đấy. Anh Đội cũng đang suy nghĩ đấy các bạn ạ. Chị Linh ta linh tinh tặng hả? Không, điên là không có linh ta linh tinh tặng nào đâu. Đấy, nhưng mà không biết là ở Việt Nam có mô hình kiểu này không. Đấy, Hà Nội có Malatang ở The Manor. À thế à, có à, ui, mà ăn thích phết. Đấy, theo tôi gặp anh Độ bảo không được, bây giờ mình làm hay hơn, mình ơi anh mở mì xin nút đồ đi. Ui, anh Độ mở, anh Độ cũng bảo nghĩ đấy, anh Độ cũng bảo ngọt tai đấy chứ, hay anh mở quán mì nhỉ. Đấy, thì anh em cho tôi feedback trước này, anh Độ nên mở quán mì không, thì tôi bảo anh Độ này. Đấy, nhưng mà anh Độ mở nó lại khác. Ơ, thông như buffet thế nhỉ, ớ thì nó cân. Nhưng mà hình như là chính ra lại nhá, tại vì nhá, bây giờ các ông cẩu một lạng rau vào với cả một lạng thịt vào là giá nó như nhau, người ta tính theo cân mà. Anh góp vốn đề á, ui dồi ôi, nói thật cả em, anh muốn đây là anh không có vốn, mà nếu mà anh muốn góp vốn ấy thì anh Độ anh ấy cũng không thiếu vốn, mà anh Độ mà có thiếu vốn thì chưa chắc là anh cũng cho mà anh góp vốn đấy, thế mà khó chứ trời ơi, nghĩ gì mà nó góp vốn là bên nó gọi là mission nút đố là chết đòn. Thằng sau qua Hàn ăn nhiều vậy cất á, ôi ôi ai mà biết được đấy, thằng bọn tôi ngồi ăn một tuần e ăn Malatang 5 ngày mặt cứ... ui ăn Malatang 5 ngày, đây là cái bát của tôi này. Đấy, tôi phải đóng một bát như này, mẹ mà thì tôi gọi nhiều quá. Hình như cái, thực ra cái bát này của tôi là có 6 lạng thôi. Các bạn phải nhìn anh Hiếu cơ. Tí nữa tôi cho các bạn xem ngày thứ hai là bọn tôi vẫn quay lại Malatang. Anh ấy gọi một bát 1 cân. Anh gọi một bát 1 cân luôn, được chưa? 1 cân cái bát này luôn. Tôi, bát này của tôi 6 lạng thôi, bình thường. Bát này có 6 lạng thôi mọi người ạ. Ừ, 6 lạng thôi. Còn anh Hiếu anh gọi 1 cân luôn. Anh ăn quán này đi, ca ngon lắm luôn. À thế á, 1,5 á, thì khổ quá, không phải đâu. Đây là thực ra no bụng đó có mắt lúc sau nhá, là tôi đéo hiểu sao tôi đắt cái tiền quẩy, con mẹ là cái quẩy này ỉu đéo chịu được. Đấy, nhưng mà kiểu mình đang quay vlog ấy. Đấy, bây giờ xong rồi kiểu gắp ít đồ ăn vào đúng không? Mình cũng phải làm màu tí. Đấy, tí các bạn xem vlog có thấy mình cũng phải làm màu tí, gắp cho nhiều và trông kiểu đa dạng, nó kiểu nhiều tí. Cũng không ăn thì cũng ngon. Nhưng mà kiểu quẩy nhìn cái quẩy này nó bị ỉu ấy. Đấy, thế là lúc sau mẹ bỏ hết quẩy lại. Mẹ đúng là kiểu là sáng tạo nội dung xong ăn có hết đéo đâu. Thì như bát như anh Độ lại hay. Đấy, bát anh Độ, gọi cái nước cà chua ngon phết. Đấy, xong ăn xong bọn tôi xem trận chung kết. Ai em xin đi. Ừ, anh không ăn được hết, anh không ăn được hết. À, cái lúc này là cái lúc sâu bách. Anh chịu. Vui không? Đây là vẫn lúc lúc sâu mách. Let's fucking go. Nhiệt chứ. Trời ơi, cái không khí trận chung kết là mới hay. Cái không khí trận chung kết là mới hay các bạn ạ. Không biết ở đây có ai xem trận chung kết đấy kiểu livestream không, nhưng mà trận chung kết đấy hay vãi lìn. Phải nói thật là một trong những trận chung kết hay nhất mà tôi được xem, phải nói thật. Tức là tính về giải tier 1 nhá, tier S nhá. Đấy. Tức là trận chung kết này nó phải sánh với cái tầm C9 với cả ấy cơ. C9 với cả mẹ pha dê ngày xưa hay vãi lìn luôn, thề nó cảm xúc ấy. Thật sự nó cảm xúc. Có lúc sau tôi đéo biết cổ vũ đâu nào đâu mà. Cái này là kiểu là sâu mách thôi. Sau lúc sau chúng nó còn uống bia từ giày à. Cái vách cái lều. Đây là giải đầu tiên xếp 2 mà. Okay. Now I've heard that we need a beer first of all. Is that something we can arrange? Cảm ơn bạn K44 nhá. No, but anyway, look, we've got some questions. Ông hay gì ở lúc sau uống cũng sợ úp này, nó có đổ bia ra giày nó uống mà chút lết thì kinh quá lìm thề. Kiểu kiểu gì? Yeah. All right. Now, everybody, I know that we're all about... Oh my god. Mình skip đi đây. Đây. Right, everyone got a good view. Đây. Uống bia trong giày này. Right, so how do you do? Fill up a shoe. And you drink the beer. Kinh vãi lìm thôi. What's the fucking noise when I'm doing this, yo? Take your fucking mouth. Really? Chú ý, à, phong tục của anh. Phải cảm ơn anh Bảo nhá, cảm ơn anh Bảo đi không? Cái anh bảo mẹ uống không về bị kiểu thối mồm nhở, thề luôn
thằng bên trái, thằng Spongy thì nó bảo làm là tao giày tao mới mua được 2 ngày, mẹ trong 2 ngày thôi là thằng này mà đi bộ nhiều nữa, thì tôi nghĩ là đi bên Úc không phải đi bộ nhiều, mẹ giày nó đủ chua loét còn gì nữa. Sao bên cái bé ung mồm không đổ hết cậu uống đéo đâu, nó uống mà, nó uống hết mà. Đấy, bên nước ngoài kiểu kẻ caster nha, kẻ những cái event như này người ta vẫn kiểu tục fucking các kiểu. Ui, bên Việt Nam mà, ui, các bạn tuyệt vời vãi lơn. Chết đòn luôn. Henry đẹp dai mà, đẹp dai xong rồi kiểu cast hay nữa thì chết đòn. Đấy, trước cái show mic của bọn tôi đi uống Starbucks một tí. Xong rồi mới vào, tại vì là lúc mà show mic xong là 2 tiếng sau mới vào đấy. Đây mới vào trận chung kết này. Đợi tôi đi, tôi group lại. Mẹ không khí trong nhà thi đấu nó dã man thật sự. Chung kết. Tất nhiên là không phải ai ở đây cũng xem xét goal, nhưng mà đây là cái không khí ở một trận chung kết nó như nào. Bọn tôi đổi ra vị trí chỗ khác, sang bên trái. Thích cái lên này. Thủ má mà giật tên. Thích cái lên mọi người ạ. Ở đây là walkout, đây là walkout. Chị cái xinh á, ui, cái chị ở hàng dưới nhá. Có bạn thề mấy ông Sego đúng sim lỏ. Cái không phải Sego đâu mà cả Valorant tất nhiên là lịch thiệp đúng không? Nhưng có một cái chị ngồi ở trong. Bọn tôi ngồi hàng dưới, ở đằng trước có một dàn. Toàn không có ra, có mỗi một chị ngồi đấy. Thế là cậu bình thường kiểu ví dụ con gái đi vào đúng không? Cậu đứng lên kiểu né né thôi là được rồi. Đây nhá. Có một chị chuẩn bị đi vào, 6 ông kiểu hội chung với nhau. Mà thấy chị đi vào cả đứng ấy, cùng một lúc. Sao còn chào như thế này, còn gập đầu xuống cả vãi lìn thật, chị người châu Á. Tưởng chào thế là kiểu là thuần phong mỹ tục với sao ấy. Mẹ mấy ông đều tăm tắp luôn, là mẹ sim lỏ đít thề. Đang xem xe gồ đang có một chị đẹp mẹ đứng mẹ dậy hết luôn mà. Thề mãi luôn, đều như robot à. Sao còn gật luôn mà. Đấy. Đét đèn đẹt luôn giữa các tình yêu ạ. Úi dồi, có quay cái đéo gì đây. Đây đó, phần đấy, sao? Đây, walk out. Cho mình hỏi vui trận này ai với ai á, phép về Complexity. Cũng mà tuyệt vời lắm. À đây. Đây tôi làm gặp lại các bạn cũ. Các bạn cũ tôi đây các bạn. Elite. Mới cái nào anh em mình còn gọi như là gặp nhau bên Mỹ đấy, bây giờ đã ra biển lớn rồi, tuyệt vời. Thế là ông đấy, chính ông anh này, ngày xưa nhá, ngày xưa là tôi dạy cho mấy câu đấy, chính ông anh này này, anh Phan Đình Tùng. Anh Phan Đình Tùng đây đúng không ạ? À? Xuân lần này nó cặm chọc các bạn ạ, thề luôn, man thật. Ôi tôi đang ho rớt các bạn cũng hay. Chính ra Complex City giả để bạn hay. Hỏi ơi, đéo biết tại sao nó chặn. Phép thì đi ra từ bên kia. Bọn tôi một người bên kia được phép rồi. Đấy, tôi nhìn thấy mấy anh em, anh ca béo á. Anh Twitter Z, chồng quốc dân của các chị em, Rook Z, Rocky, một Ren hiệu trưởng. Đấy, Rook Z mà, Twitter Z, ca béo. Tất cả được quay khá là sắc nét bởi cam của iPhone 15. Chính ra cái zoom ok là không phải flex đâu, nhưng mà may đợt này thủ máy khác cho nó zoom được ấy, đéo flex đâu nhá. Các bình thường là đi chi chất luôn không zoom được. Không có flex, trời ơi, máy nó dở rất mạnh đi. Nhìn Rain văn mát á. Rain là to mà. Thằng cá béo này nó buồn cười này. Có vợ là nó buồn cười cực. Ông này nhá, ông ấy thắng xong là ông rút mẹ máy ra quay vlog luôn mà. Ông này ông vừa vô địch xong ông rút ra cái hey, what's up bro, we want a major, we want an event. Có mà thì vlogger sáng tạo nội dung vãi lìn. Bắn giả vẫn sáng tạo nội dung mà. Cả mở cái này zoom, tại bọn tôi ngồi xa lắm các bạn. Bọn tôi ngồi xa lắm, phải zoom mà. Tôn cam mà để không zoom cái này zoom mà phải 6x rồi. Chứ làm sao mà chen được vào dưới kia. Đây nó có, tức là nó có mấy chỗ nhá. Chỗ ngồi ở dưới hẳn nhá, gần sân khấu nhất nhá, nằm ra được nhá, thì là 1.200 đô cho 3 ngày bán giải thì phải. Nếu mà tôi nhớ không lầm, còn vé bọn tôi cũng không mua đâu, bọn tôi không biết. Còn bình thường những cái ghế ở trên như kiểu lúc các bạn thấy này. Đây này, ghế, tất cả những cái ghế này này. Đấy nhá, không, đây các bạn thấy khu vực dưới là nằm ra không? Đấy là ở dưới. Còn tất cả ghế đứng ngồi ở trên ấy thì không, thì em ơi, center là những đứa nhiệt nhất.
đấy, mấy cái đứa mà phải làm trò xong rồi phải mở hòm xong rồi phải uống bia từ giày Chewy các kiểu cơ đấy, với cả chúng nó chen nó vào đấy, bởi bộ anh nhét vào đấy mà chúng nó oánh nhau đấy. Legend. Chúng nó oánh nhau đấy mọi người. We've seen it, the Spartan. We've seen it, but what we haven't seen. Nhiệt vãi lên rồi. Baby. Mấy lìn hết to, mấy lìn. Bên này toàn, bên này kiểu chắc là... Đấy, con thấy không? Đôi khi bên này kiểu người ta không thích làm người đâu, cứ tu hu 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 hu. Tôi bảo là làm chó ở trong xã hội này nó mới là một privilege. Hãy làm chó, tôi cũng làm chó. Hu hu hu. Không biết anh Bố hiểu gì không? Ui, anh Khoa chắc là trên vlog của anh Khoa hay là kiểu trên cam hành trình của anh Khoa đã bảo mọi người ơi, nó nhịp lắm. Mà tôi, bọn tôi xem nhá, map đầu tiên nhá, chung kết nhá, map đầu tiên nhá, đang nhìn bên trái bên phải, bọn tôi nhìn chăm chú thấy anh Khoa ngủ mẹ gật. Được chưa? Ngủ mẹ gật luôn. Chết đòn rồi chứ. Intel Extreme Master CS chung kết, ông ngủ gật luôn. Ê, chết đòn rồi. Thưa má ba, má ba là tỉnh. Má hai, má ba là tỉnh. Má hai, má ba là tỉnh mọi người. Tôi quay mấy cái này để xem có lồng vào vlog không? Đây là đầu của mỗi mấy trận đấy. Tại chỗ này là Castle Hall nhiệt nhất. Nhiệt vãi lìn này. Ủa đấy, càng vãi lìn này. 12, 11 đây. Mạng độ ấu 3 trận ngủ. Thế 3 trận, trận nào cũng hay mà. Cái thằng co. Ý các bạn xem trận chết rồi, quay mãi cho xong rồi. Thực ra nhá, lúc đầu tôi cổ vũ cho Complex City thật. Thật sự luôn, tức là trong tâm tôi biết là anh em vẫn cổ vũ Face Clan. Face Clan thì tại vì là ừ thì bây giờ G2 bị loại rồi, cổ vũ Face Clan. Nhưng mà lúc sau thấy Complex City bắn được map đầu rồi, tôi trong lòng tôi lại muốn cổ vũ Complex City thật. Tại vì còn xứng đáng vãi lìn này. Tiếng cát thể player có nghe được không á? Thực ra nghe được đấy, nghe được đấy, kể cả tai cách âm nhưng vẫn nghe được đấy các bạn ạ, vẫn nghe được. Được anh Elite cảm xúc vãi lìn, anh Phan Đình Tùng cảm xúc thật. Alright, không được cái gì nhỉ? Okay. Chỗ xoay vòng cái gì ấy? Alright. Có ông đây, có ông ở giữa xoay đỉnh vãi lìn rồi. Các bạn biết xoay cái này không? Đợi. Tôi chơi mini game. Ui, xoay vòng này nhá. Thằng nào nhất được một con chip i9 14900K mọi người ạ, vãi lìn. Ai xoay lâu nhất được con chip i9 14900K luôn. Thề vãi luôn, tôi đéo biết xoay. Không mà cũng xong rồi. Okay. Nó mời random người mà. Đây ai thắng nhá. Ai gọi như là xoay lâu nhất 14900K. Vãi lìn thật sướng. Yo, hula hoop contest. Look at them shake their hips. Move the hips. Thôi tôi chịu luôn. Cái này là warm up hay sao? Cái này là warm up hay sao? Đây là có thằng cái quay vãi lìn nữa. Đỉnh mày đấy thì bọn này của nó cũng vâm luôn rồi. Ủa đây chỗ lúc là đẹp cực. Mọi người bật hết đèn pin lên mọi người ạ. Đẹp không? Đẹp và ai đài luôn thì trông như phao sáng. Như con sớt luôn. Đây là map 2 nhá. Map 2 cũng hay. Không thấy nào, cái này làm mấy cái lon bia chúng nó nối vào với nhau ấy mọi người. Bọn xem giải uống bia nó nối hết vào thành các bạn, xong lúc sau bảo vệ người ta ra thu hết. Tôi toàn quay mấy cái round cuối để xem có lồng nào được không? Lắm cho vãi lìn này. Cái này cái bắn của anh điều vãi lìn này. Này, map 2 là của vũ phết tại vì bọn tôi muốn xem map 3. Tại vì trận chung kết hay quá. Trận chung kết hay quá nên bọn tôi muốn xem cả map 3 nữa. Nên lúc này của vũ phết thật. Bảo bắn chết có mạ mà thằng con Black City. Chính ra con Black City dẫn đầu nhiều phết rồi mà thua. Thua bóng 3. Chúng kết bóng 5 đã, bóng 5 đi mệt quá mọi người ạ. Bóng 5 đi mệt. Find them all now, it's all on
sướng sướng. Vỗ tay vỗ tay. Thế là bọn tôi có map 3 để xem. Sướng như vàng thề, bọn tôi lại có map 3 để xem. Ở năm map 3 nó mới gọi là khó hiểu mọi người ạ. Mấy cái giữa hiệp này không gì, nhưng mà đến map 3 bọn tôi kiểu quay đi quay lại vẫn chưa tìm ra người thắng. Đây là 12-9 rồi. Mà ai comeback cái nở? Hình như là Complex City comeback cái sao? À Fate comeback cái sao ấy? Thế vẫn OT thì. Để bọn tôi quay là định ăn mừng chiến thắng của Fate rồi nhá. À, định ăn mừng chiến thắng của Fate rồi. À Complex City à? Ờ đúng rồi, Complex City comeback đúng rồi. 3-9, 3-10. Xong lên đến 9-10 rồi. Xong đây là Fate có 3 map point rồi. Và đeo thằng này. Bear in mind the firepower is not significant really for FaZe either, operating with Max Hens and Galils as every chance to get this one up. Trong điện thoại rồi. Nhưng mà thằng Hồ Dức còn vợ Hồ Dức ở đó ốp mấy rau ghê thôi. Bê quả này, ông Green cầm phải thân bắn. Echo. Ui dồi. Cầm bắn phải thân bắn vãi lên được. Em qua đã fuck the Valorant là không, lúc đấy chắc không cầm máy. Nhưng mà lúc sau con vợ họ rất bị kiểu bị cuốn. Thì thằng bé tay. Ui, đây xong rồi, 15-14 này. Rồi bị Clow, bởi bị Clow rồi. Đúng không? Là cố định ăn mừng phép chiến thắng rồi. Có cái gì vẫn ăn thề. Ui, hồ dựng là phi luôn rồi. Phi luôn rồi, kép nó ấy các bạn ạ. Phi luôn rồi, kép nó pick rồi. Sau lúc sau bọn phép nó bắt được bài của thằng này. Đây xem là hay vãi lìn ông, cho xem lại đi. He could be dead. Oh. Thực ra cái trận này nhá, mà các bách được nhá, là do thằng Elite ở phi ra mid rồi, nó bắn hai trận. Không, nhưng lúc sau nó bị húng đấy. Lúc sau nó bị húng đấy em ạ. Rồi ai thua một phần với Complex bắn láo. Ừ, Complex bắn láo mà nếu lúc sau Fate nó đọc được rồi. Ở hay như C9 Fate luôn mà. Tầm máy quay định ăn mừng lắm ở đây, chưa được. Chưa quay được winning moment. Phải một cái nữa thì phải. Đấy, cầm hết máy quay là đấy, anh Khoa, anh tỉnh dậy rồi, anh Khoa tỉnh rồi. Là anh Khoa không thể ngủ nữa rồi. Chuẩn bị thời khắc rồi. Tập máy quay hết rồi. Bất chân. Thôi sao? Thủ phạm càng vãi lên rồi. Thế cả bạn luôn xong. Lần thứ tư quay rồi đấy nhá. Đây rồi, 15-18. Cuối cùng Fate công ăn mọi người. Cuối cùng Fate công ăn. Some significant damage done. The dump not going to quite hit the mark, but softens Carrigan as well. Yeah, good damage there. A CT shot. Cuối cùng Fate công ăn. One dig potential at this point. That's Carrigan and Rain. Quay mãi mới được cái ending này. That is insane. It's fading. JT. Quả này là Complex City thua 3 point bên T-side, nó không ăn được rồi. Bây giờ bị ép tỷ số, tâm lý nó cũng khác rồi. Bút của Lam ra không thấy ai đấy. Bút của Lam đẳng chất là nó kê lại, nó không chiếm cái kép nhanh nữa này. Cảm ơn Tuấn nhá, cảm ơn Tuấn nhiều, thank you em. Broom anti-flash with a Liege on the ledge. Flumpy joins JT. Awkward indeed. Floppy backing away. Perhaps they overlook him. Is JT safe? Spreads now. He'll be down to 4 HP. Gets away. Cái gì vậy má? Có gì đâu má? Ôi giời. Vẫn thua của map vào đây, đây. Hình như cái này mới là ending moment này. Yes, full of execution challenge. Luôn đúng rồi. Ok.
hay. Lúc này là kiểu muốn xem xong mẹ đi rồi dành phi mẹ luôn rồi dành. Người nó xỉn nhanh không? Còn mạng thề cảm xúc vãi lên đấy, đang hôn giấc ngớ, hôn giấc ngớ các bạn ạ. Dẻo vãi lên nhờ. Để tập cảm xúc vã lên, không biết bao giờ mới thấy anh Hoàng Hiệp, anh Huy AK như thế này. Chỉ cần gọi như là một lần Việt Nam được đi ra biển lớn, gọi như là cũng ok đã phết thế đấy chứ. Không biết là bao giờ mới được. Có tình yêu ạ. Sướng. Bet có xin chữ ký Nico cho anh Ben không? Không xin được cái chứ. Mấy hôm cuối là hết, nói hết sạch, nói hết media đây rồi. Đấy, trông Elite buồn đét luôn mọi người ạ. À, cảm xúc nhau vô địch kìa các bạn. Cá béo, cá béo, cá béo. Bực. Nhiều fan cá béo phết đấy thật. Tổ cá béo làm sáng tạo nội dung hay. Mẹ được đúng cái đĩa thì bắn giải. Mẹ mất bao công được đúng cái đĩa thì ấy, xong nhìn nhìn bên kia thì ok, xong nhìn qua đấy, đây nhà vô địch này vui không, xong nhìn qua bên này buồn đét, buồn vãi lìn mọi người ạ. Ông này ông hô rớt béo thì trước khi mà hết trận ông đấm bàn 4 phát, ông Elite thì vắt mẹ tay lên trán, trán đéo có tóc nhưng mà vẫn vắt tay lên trán, suy mẹ suy thì thôi luôn, nhìn suy không các bạn, đấy, nỗi buồn mà. Thà rằng ví dụ mà kiểu mình ví dụ mình như kiểu PUBG mình chạy bo mình điểm mình biết đúng không, nó đỡ buồn. Mẹ mình sẽ gồi thua buồn lắm này, trông suy đét luôn mà đấy, hai thái cực luôn mà buồn ơi buồn. Rút ghia đi về thấy cười mà có suy đâu á, mẹ cười gọi như là cười cho qua đấy, biết làm gì rồi gì đây, cười cho qua đấy, biết làm gì bây giờ. Ông kia đang cười mà buồn vãi lìn em ơi, cười đâu, thấy cười chưa, ngồi im luôn cười. Lúc rất là MVP giả này mọi người ạ. Đấy, còn xem xong đúng không? Bọn tôi đi về. Đồng phết. Có mỗi lúc này là thấy Úc Đông thôi. Có mỗi lúc này là thấy Úc Đông thôi. Xong rồi bọn tôi buổi tối bọn tôi đi đâu ăn à? À, xong bọn tôi đi ăn có mẹ em lại chụp ảnh cái đéo ở đây trông ngơ 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 ngơ. Mới có quả ngày tối. À đúng rồi, xong bọn tôi đi ăn gà, đi ăn đồ Hàn Quốc. Tại vì nhá, tức là sau 11 giờ bây giờ ít quán mở quán, có đúng cái quán này thôi. Đúng cái quán này thôi mọi người ạ. Đấy, xong rồi đi ăn đồ Hàn. Đi ăn đồ Hàn đúng không? Đấy, thế là gọi ra mãi mấy hôm mới được ăn cơm bữa đầu. Mới được ăn cơm bữa đầu. Gọi kiểu gà xào bắp. À không phải gà xào bắp, mà đây là cái gì? Đây là giò heo ướp BBQ hay sao các bạn ạ, mọi người ạ. Nhưng mà ăn khó ăn lắm, cái này thì dễ ăn này. Cái này là lòng này, cái này là lòng rán này. Kiểu kiểu đấy. Mãi mấy hôm mới được ăn cơm. Xong rồi hai anh ấy cứ ngồi chất ngồi quất nhau mọi người ạ, thì ngồi quất nhau gì anh ạ, không có chơi chơi quả trò đúng đúng rồi, anh Đỗ thích chơi trò cái trò của bố nó là một cái đáp ta búng phát đến mày búng phát búng là phải kêu tách phát đó à, đứt là thằng này thua. Ok sao lại sập, ok what the fuck bro. Sắp nào, what the fuck. Ok không. Từ tôi cũng bị lag mọi người. Từ tôi cũng bị lag. Con mạnh bình thường á. Tôi xem tôi cũng bị này. Nhưng mà deep OBS không thấy vấn đề gì. Tự nhiên mô lag chứ trời. Hết sập chưa F5 lại hộ tôi cái tình yêu ơi. Không tao không. À tao bình thường à. Bảo sập. Chết đòn thật. Tùy người nha. Ok chưa, ok rồi đúng không? À, tưởng sập đấy chứ. Quay nhanh vậy anh à? Dạ, quay ngang này, về ok rồi anh ơi. Rồi, như nào? Đây là nó là một cái đáp. Tao búng phát. Đến mày búng phát. Búng là phải búng. Búng là phải kêu tách phát. Đúng không? Búng là phải kêu tách phát. Thua là có uống. Thua là uống. Anh độ búng nhẹ vãi tề. Ô. Đúng rồi.
được ly đầu thì mạnh mẽ thôi mọi người ạ, được ly đầu thôi. Mấy ly sau là hết mạnh mẽ liền. Đấy, tôi quay ly đầu thôi. Mấy ly sau và thấy có gọi điện tắt điện, nhưng mà uống xong có soju ở đây rồi nhá. Xong cuối cùng anh đội bảo ê sớm quá, mẹ lại tìm quán bar nào đi gọi như là đi ngồi uống mấy cốc bia. Mà đây, thưa các bạn, bà bên nước ngoài đệt co mà đéo một ai. Cả quán có đúng 6 bọn tôi là 6 vị khách Việt Nam. Xong anh độ up quán này là check in lên group độ Lêu Hêu. Có thêm 4 anh em Việt nữa đá chim qua chào nữa là 10 vị khách. Con mẹ em thề. Quả ba vãi lìn thật đấy chứ. Đéo có một ai. Ở đây quán bar. Nó kiểu đúng là để uống kiểu nhẹ nhàng chill chill thôi. Quá hết luôn. Night club thì bọn tôi chưa đi ở bên này, bọn tôi không đi club bên này đấy. Mà cốc bia nó to như này, có mặt làm gì. Đây. Xong rồi gặp đôi vợ chồng Uyên Đương mới cưới. Amy với cả ông anh tên là gì quên mẹ rồi thề. Ở đây, đây là hai bạn mà chắc là thế nào anh Độ cũng nhắc tới. Là yêu nhau là từ 2 năm trước là qua chương trình ghép đôi của A Bần, của anh Thuận, Nguyễn Văn Thuận. Có lúc mà hỏi hai bạn này yêu nhau bảo là từ chương trình ghép đôi ra, tôi cả anh Độ hay tất cả mọi người không tin. Anh Độ còn hỏi là tại sao anh Ben mà cũng ghép đôi chúng mày thành đôi được à? Đấy, yêu là một người, xin đi một người ở Melbourne, bên bây giờ vẫn thế. Đấy, chúng cưới nhau luôn rồi, đỉnh vãi lì thôi. Là cách đây 2 năm rồi. Đỉnh vãi lì. Hẹn hò xong hai đứa này ghép đôi với nhau. Thế hồi đấy là hai đứa ở bên Úc. Đỉnh vãi lì này. Cách nhau khoảng 700 cây, gọi là yêu xa đấy. Melbourne, em ở Melbourne, ăn ở Sydney. Ăn khoa sao trùng hợp thế nhỉ? Mấy trùng hợp thiệt. 800 mấy cây. 800. Vẫn một đứa ở Melbourne, một đứa ở Sydney. Chẳng biết yêu nhau. Sau hôm nay cầu thề luôn. Thấu được bây giờ. Còn cái sao đẹp. Em với cả vợ em cách nhau 8 mét thôi. Vợ ơi, đây cốc nước. Thôi, ra đi, không cần. Ra đi. Rồi, thế nào. Rồi, thơm ạ. Ok. Không mà thích có vợ thôi, có gì đâu. Bình thường. Được chưa? Gọi cái đưa nước, cái này đưa liền. Lên cốc. Anh em mình cùng ly thôi chứ nhờ, chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Thế là quá tuyệt vời. Ui mà bên này tôi thấy nhiều người Việt qua mà gốc Biên Hòa lắm nhá, thề. Con gốc Biên Hòa. Ui ôi. Này là chương trình của anh Ben. Từ đây. Biên Hòa, em của Biên Hòa. Ui ôi. Đấy, đây mới là trùng hợp này, đây mới là trùng hợp này. Này là chương trình của anh Biên Hòa luôn. Lên bao nhiêu đấy. Chúc mừng các em nhá. Đầu tiên ấy thì anh chúc mừng các em. Nhưng mà Biên Hòa đây nó khác, Biên Hòa bên lòi le lắm mọi người ạ. Biên Hòa bên kia tôi gọi đi bảo là có thằng cu em Biên Hòa rủ đánh anh, mẹ bảo là để em đánh cho, xong rồi đéo thấy đâu. Biên Hòa này người ta lộn 800 cây, người ta đi gặp người yêu, người ta cưới luôn rồi. Biên Hòa lòi le đéo thấy đâu, thề chết đòn thật. Biên Hòa lòi le ở đâu ấy chứ? Nó là cái xuyên. Cái duyên từ cái lúc mà bọn em bắt đầu quen xem xuyên. Là cái duyên. Cho đến khi mà bọn em hình thành kết đôi được với nhau. Biết không lạnh anh cũng không biết được say lắm. Hôm nay cầu hôn nhau rồi đúng không? Thì hôm nào cưới mời bọn anh sẽ đi. Ông anh uống hai cốc. Khi nào cưới bọn em mời anh sẽ đi. Hôm nay sẽ xong lúc sau. Thế là hôm sau hai bạn này cũng hai bạn này nhá. Đến hôm sau. Không. Lỡ rồi. Mà hứa nó cũng vui mà mình đã đi. Bạn Amy, bạn còn hỏi hôm sau, bạn hỏi tôi chắc là một lần nữa. Anh, thế bây giờ mà hôm an đổ báo đấy rồi, thế bây giờ tụi em mời anh có đi không? Đủ má nói không, người ta giết, người ta không cho về mất. Đó, thế mình bảo ok đó, anh sẽ tới. Thế là chắc chắn là cưới đó là mình có đi. Đấy, là mình có đi luôn, là phải lộn Biên Hòa, bọn tôi cũng đi, bọn tôi hứa rồi. Mấy bạn này còn cẩn thận đến mức, các bạn biết là gì không? Cái hôm offline ấy, đúng không? Là ra gặp tôi, anh Độ, anh Khoa các thứ. Đấy, anh Bom, mấy anh có cái gì không cho bọn em xin. Tại bọn em, để bọn em làm kỷ vật đấy. Tôi móc ra, tôi có gì ngoài cái son dưỡng. Đấy, anh Độ có cái móc chìa khóa MC Gaming Limited mà anh ấy dùng bao nhiêu năm rồi. Anh Khoa là có cái gì tôi cũng không nhớ nữa. Xin mỗi người một cái.
xin mỗi người một cái mọi người ạ. Đấy là để gọi như là có như là vật gọi như là đặt cọc ấy, là chắc chắn là sẽ phải đến đám cưới của hai bạn ấy đúng không? Đấy là anh Độ đã nói thế rồi đấy, kỳ ác á. Tín vật ở đây đấy. Lời hứa của anh Độ Mixi nhá. Đấy, trời ơi, lại cầm cả máy quay lời hứa của anh Độ Mixi. Bây giờ không, sau này không đi đám cưới mấy bạn đã chết đòn. Ừ, lại còn, nhưng mà chính ra mình cũng chưa xuống Biên Hòa bao giờ. Đấy, chưa xuống Biên Hòa bao giờ nên là nếu mà được xuống Biên Hòa thì cũng ok. Không phải rượu bia nói nhá. Đấy, tôi hỏi trách lại anh Độ nhá. Là anh sẽ gọi thằng Ben đi. Đấy, là có anh Ben nữa. Đấy, là ông anh ở nhà tôi không biết gì. Nhưng mà cũng hứa rồi đấy. Anh Thuận là cũng hứa đấy, anh Thuận nhá. Là đám cưới này em không đi nhá, là chết đòn. Đấy. Ông có người anh ở bên Australia là hứa hộ rồi. Anh mới mua lúc tối. Cái gì má, kia mày tào lao mày. Đấy, là hứa là cho anh Ben, là anh Ben là đã chắc chắn là phải đi rồi. Dí luôn. Chắc chắn là có anh Ben. Kết nối với em đúng không? Rồi ok nhá, hứa nhau thế nhá. Ok nhá. Anh hay về Biên Hòa thì là có một anh ở Biên Hòa đấy. À đấy. Có một anh ở nữa, nhà vợ anh ở Biên Hòa. Yeah, from the Biên Hòa, Việt Nam. Đây là cũng mà anh cũng ở Biên Hòa. Mời mọi người nhá. Theo tôi mới biết là chị Nghi ở quê Biên Hòa, ở gốc Biên Hòa, tôi không biết. Nhỏ này tên Vân Anh bạn của em mà. Ờ đúng rồi tên Vân Anh mà. Ok nhá. Say vãi lên rồi đấy. Chào ngày mai nhá. Chào anh em nhá. Thank you bạn em. Đêm là ngày đầu say thôi, ngày hôm sau say có cái suộc hay lắm nhưng mà các bạn đợi vlog của anh Độ. Anh bom buồn cười vãi lìn thề hứa là các bạn luôn, các bạn đợi vlog. Không quẩn. Đấy xong bọn tôi đi bộ lúc này tôi không cầm GoPro. Đấy, lúc này tôi không cần GoPro, tôi đóng máy rồi, tại vì thực ra là mấy cái cảnh bình thường thì tôi đấy thì tôi cũng để anh Độ quay. Thế là bọn tôi đi tầm cây rưỡi từ chỗ uống bia về khách sạn đi bộ 20 mấy phút các bạn ạ, 20 mấy phút. Buổi đêm ảnh ước vãi lìn này. Có vlog hả? Có chứ, mình cũng phải đi quay nó cho làm kỷ niệm thôi. Ui, mai anh em sẽ sang cái W bên trái kìa. Đấy, đây đây là 2 giờ sáng ở bên Sydney. Nhưng mà các bạn thấy khác. Ừ, anh cũng không biết. Ừ nhưng mà không bắt ôi nhưng mà các bạn thấy có cái gì 2 giờ sáng đêm suy đi mà đèn sáng trưng luôn. Cái buổi tối sáng trưng luôn mà đêm úp tối điện thật. Ủa đấy mẹ sáng sáng trưng luôn. Hai cái lôi đi anh đi đá bọn em quay cho. Ban đêm 3 giờ sáng, sáng vãi lìn thật. Bây giờ mấy giờ rồi? Mày rút đồng hồ xem mấy giờ rồi. Em thử vào iPhone thôi. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Đây giới thiệu các bạn, đây là 3 giờ sáng ở Úc. Cũng có thời điện đéo chịu được. Mẹ nhìn đéo đâu. Sáng trưng luôn. Mà đéo có ai mọi người ạ? Sao tôi quay mẹ em tôi quay xoay đéo thì tôi không phải đâu. Thì nó sáng như nào? Tôi cầm iPhone mà tôi xoay như cả GoPro mọi người, lỗi tôi. Tôi cầm iPhone mà tôi xoay như cả GoPro. Má nhưng mà sáng trưng luôn các bạn ạ. Đây còn có bến thuyền các kiểu ừ cũng sáng luôn đấy chứ. Đấy xong rồi tôi đi ngủ xong sáng hôm sau tôi đi nhà hát opera. Đây là hết ngày thứ hai đấy. Xong rồi tôi đi ngủ thôi đấy. Nhưng mà sáng hôm sau hình như là thế này, lúc đầu bọn tôi đi 8 giờ. Anh Độ hôm trước là anh Độ về đúng không? Ok nha, 8 giờ sáng dậy nhá. 8 giờ sáng dậy bọn tôi lúc đầu anh Độ plan là vĩ mô ạ, 8 giờ sáng dậy đi ăn đi quay các kiểu. 8 giờ sáng bọn tôi thấy người ấy dậy ngáo đét mẹ luôn. Thế là anh Độ bảo thôi thế 2 tiếng nữa 10 giờ, đúng 10 giờ dậy. Thế là lúc đầu tôi dậy 8 giờ tôi nhắn vào group bảo ok rõ ràng rồi. Nhưng lúc sau 10 giờ tôi đéo hiểu sao tôi đặt báo thức. Nhưng lúc sau tôi đặt, tức là lúc đấy tôi ngái ngủ ấy. Mặt cười, mấy giờ em bình tĩnh, tôi ngái ngủ ấy, tôi đặt mẹ thành 10 giờ tối mọi người ạ. Mẹ, thế 10 giờ 2 phút anh Khoa gọi tôi dậy, ê dậy đi, chuyển khách sạn. Thì bản thân tôi biết là quả này ăn cứt mẹ, tôi xuống muộn 10 rưỡi tôi mới xuống. Là mọi người đợi tôi, cái lũ má mà thế 8 giờ sáng tôi. Tức là lúc đầu định dậy 8 giờ rồi thì tôi dậy đúng nhá. Tôi nhắn đúng 8 giờ tôi dậy rồi nhá. Lúc sau tôi đặt mẹ 10 giờ tối báo thức. Còn mẹ tôi đặt đéo báo thức, anh Khoa gọi tôi dậy, tôi ông Bô ông gọi tôi dậy là tôi mới nhớ. Anh Độ có sấy anh không á? À, lúc đầu anh Độ thì ngày đầu thì không thì biết là muộn. Thế là tức là đôi khi anh Độ sấy ấy, nó chỉ bằng cái nhìn thôi. Nó chỉ bằng cái nhìn thôi mọi người ạ. Ừ, nhìn phát là biết là kiểu, tức là kiểu anh Độ nhá, tức là mắt như này á là ok em ơi. Và anh Độ kiểu nhìn như này á là đi con mẹ mày. Đấy, tức là tôi biết là kiểu nhìn xuống, tức là anh Độ không cần phải nói ra các bạn hiểu không? Tức là anh Độ chỉ cần lườm phát thôi là tôi hiểu rồi. Là lỗi em thật. Làm lúc đấy là em buổi sáng ngủ dậy buồn ngủ quá.
Tức là lúc 8 giờ em tưởng là đi luôn rồi thì em tỉnh rồi, nhưng mà lại ngủ thêm 2 tiếng nữa thì thì đấy, thế là em đặt nhầm báo thức 10 giờ tối, thế là lỗi tôi, thế là cả đoàn chờ tôi. Đấy, thế là bọn tôi đi xong rồi hơi muộn một tí thôi, muộn một tí kẹo luôn đấy, 30 phút. Là bọn tôi đi ăn phở ở bên Úc. Đấy, đi vào quán phở Việt Nam. Ở bên này cũng tương đen, cũng phở Nam các kiểu đấy. Phở Nam đống giá luôn đó trời. Ăn phở cái rau ăn đâu đã. À, bát phở của tôi ăn phở nha. Thực ra là phở bên nước ngoài thì nó ngon từ thịt, ngọt từ xương. Bò Úc hay là bò Mỹ ngày xưa tôi đi ăn phở nước ngoài thì nó ngon từ thịt đấy. Còn bánh phở tất nhiên là nó không ngon bằng nước, thì nó kiểu khác, nước kiểu Nam. Nhưng đây là tô phở gọi như là tô phở special, phở đặc biệt. Đấy, 21 đồng của bọn tôi. Đấy. Bạn thì ăn mấy hôm không ăn phở ăn đã đời luôn chứ. Lâu rồi tôi mới được ăn bát phở to như này, tại vì lần này đi là không ăn phở sân bay. Cái bát phở gần nhất mà giống như là phở bên Tây, bên Mỹ hay bên Úc mà tôi có thể ăn được ở Việt Nam, bát phở ở sân bay. Đấy, kiểu thế. Nhưng mà nói chung là nhìn bác lúc đấy đang đói ấy, có bát phở để ăn ngon đã đời luôn. Thật sự nó đã cực kỳ luôn mọi người. Bát phở tôi. Đấy, của tôi ăn phở ở trên vlog xong. Nhưng mà ông bô này, ông người miền Tây cho tôi hỏi cái bình thường các bạn ăn phở các bạn cho giá vào. Các bạn có cho giá vào không? À, các bạn cho giá vào. Ông anh này ông ăn ở ông có đống giá mà tôi không cho giá vào. Ừ, tôi không thấy ai kiểu từ ngày xưa giờ là không, tôi không cho giá mà cho ngập giá luôn đó. Ngập giá luôn. Đâu ghê vậy sư huynh, ngập giá luôn. Tôi không ăn được tại vì ngày xưa tôi ăn giá tôi bị nôn nên không ăn được. Miền Bắc ít cho ở đúng không? Càng nhiều càng ngon. Phá luôn à. 20 triệu đô. Trời ơi, đang đi có nào đi mà đòn luôn. CB này như xe của chị Châu Bùi ra các bạn ạ. Mới quay MV ở Việt Nam Hit Me Up, đã qua bên Úc rồi đấy. Bọn tôi đi ăn xong bọn tôi ăn đi ra nhà hát của Opera Sydney. Wow. Đấy. Sydney Opera House cơ. Ờ, ngoài Bắc thì kiểu ăn phở với cả kiểu giấm, đúng không? Phở bò ăn giấm, phở gà ăn chanh, phở bò ăn với quẩy, phở gà thực ra cũng ăn được với quẩy. Còn phở trong lại nó ngon, kiểu tôi lại ăn kiểu phở với tương đen cũng ngon. Kiểu đấy. Đấy, cái chỗ này nổi tiếng bên Sydney thì ai cũng phải qua đây rồi nhá. Với cả buổi sáng được chụp ảnh các thứ mà nắng nó cũng đẹp. Đấy, lên đây kiểu nó hơi mờ. Úi, mẹ quả thuyền này mẹ to vãi lúa các mọi người ạ. Chu á, thì phải chu thì ui, quả thuyền này nó bị to mọi người. Mà tức là lúc trước khi bọn tôi đi ra đây, ông Khoa, ông Pia, tại vì ông Bo là ông đến đây trước một ngày ông chụp ảnh. Ông tức là buổi sáng hôm trước là tôi đi cà phê đúng không? Hôm qua đúng không? Ủa nó ung mẹ rồi sao anh bảo ấy? Nó ung rồi sao anh ạ? À? Anh đổ đi hộ em với thì không phải. Mà em biết là hôm đấy em phở bên nước ngoài là thì bao giờ em gọi một combo cà phê sữa đá, nhưng mà mọi người biết tại sao? Với cả anh bảo biết tại sao em không uống nhiều, em sợ em đi ỉa. Thật uống cà phê các thứ mà về sữa nó kích thích tiêu hóa lắm. Đại tràng đại chủng em không muốn tự nhiên là cái quần của mình đúng không? Mày mặc quần đen mặc quần trắng mà em lại lên BitVN chết đòn. Đấy mọi người hiểu không? Đấy nên là em kiểu em cố gắng gọi như là không uống nhiều cà phê quá, em uống nửa cốc thôi. Uống nửa cốc thôi chứ không là chết đấy. Ừ. Đấy đúng không? Đấy là ông đi đấy trước ông bảo: "Má ăn đồ ơi, đẹp ơi. Sáng là tao già, tao thấy cái thùy đủ má to hơn ti tao đứt." Thế bọn tôi không tin, nhưng mà cho đến khi bọn tôi gặp cái con thuyền này to thật. Đôi khi là to hơn Titanic, là tôi không biết thuyền Titanic có to như nào. Mà quả tàu này mày đẹp biết là bao nhiêu khoang. Nghe bảo là một tour đi vòng quanh mấy cái nước kiểu lân cận là nghìn mấy ấy. Ở đấy đủ hết tất cả bể bơi các thứ. Tính ra tôi cũng chưa được đi thuyền kiểu này bao giờ. Nhưng mà đi thuyền này mong là không say, tôi đi thuyền kia say vãi lìn. Đấy, nhà hát Opera này tôi có chụp mấy kiểu ảnh. Định kiểu ngầu ngầu tí, ôm mặt ôm mùng các kiểu đẹp mà lúc chụp thì không biết, nhờ anh Cường chụp đấy, còn tạo dáng tạo dùng xong cuối cùng rút ra nhìn ảnh mẹ quả đùi trông như đùi lợn mẹ em thề. Thế thôi, sẽ áp cái nào mọi người ạ? Trông đùi như đùi lợn đấy kia, mẹ em mặc quả quần ngắn cun cỡn đéo hiểu kiểu gì, thế là đeo áp nữa đấy. Mẹ em chùm mũ các kiểu đồ ấy, đắp mũ mẹ em lên, xong quả đùi mẹ em trông có lốp, trông có chán không? Mẹ trông có toàn lông, hiểu kiểu gì? Đấy, thế là tôi tự ti với cả quả đùi tôi quá, tôi không áp. Hôm nay mới áp ảnh bị Instagram rồi. Mấy ảnh bên Instagram rồi nhưng mà cái ảnh tôi up là ảnh khác. Đấy, không up cái đấy. Đây này. Đấy mới up mấy cái đấy thôi, còn ví dụ ảnh này lốp to quá, đéo dám up thề. Ui giời ơi, cảm ơn baby 2003 nhá, thề cả em luôn. Ai mà có đôi mắt nhìn như em thế giới này tuyệt vời hơn rồi. Cảm ơn em nhá. Đấy, chụp cái ba nó cả thế không ưng cái nào.
lúc đang lúc bảo đứng lên chụp thì chụp được cả con sò. Thì vướng mấy anh em đằng sau nên thôi. Tinh tu đi anh ra, tinh tu thì đéo được, mẹ nó xấu, mình nó xấu từ cái kết rồi. Gỗ và nước sơn nó xấu như nhau, đéo cứu được em ạ. Máy bay trên đầu. Anh nói gì nhở? Ui. Anh quên rồi, em nhắc lại anh tầm 10 lần đấy, chắc anh nhớ đấy. Đùa thôi. Ui, nhưng mà quả tàu này, các ông biết là tàu này giống tàu gì không? Tàu bay GTA. Đấy, tàu hạ cánh. Ô mày em, chết đòn thật đấy chứ. Đấy. Cái gì? Cưới. Em đeo tự nhiên đi gặp một người xem mình ở offline bảo là anh sẽ cưới em. Vậy công suy nghĩ không có bị logic không? Tự nhiên gặp một người xem mình. Mặt cười. Hôm nay cái này private lam mặt cười. Anh đéo nhớ từ trong lúc say, nhưng mà chắc chắn là đéo phải cưới này. Ví dụ anh bảo là anh qua là anh gặp em như nào thì có thể hình như là thế. Đấy kiểu thế chứ còn private là có cái gì nhỉ? Chắc chắn là anh không nói mấy câu khiếm nhã rồi nhá. Chắc đấy không phải tính anh đúng không? Em confirm cho anh. Còn cưới thì không phải. Anh phải thanh minh và cái chắc là không ai đời gặp một người sếp mình ở ngoài đời xong tự nhiên bảo anh sẽ cưới em được à? Cà phải cưới. Anh hứa sẽ đẻ cho bạn một đứa. Em đây gặp người sếp mình được một hai hôm tự nhiên bảo anh sẽ đẻ cho em một đứa. Hứa kiểu đéo đấy không? Nghe bị logic. Không bị logic không? You guys thinking logical bro? Em có trực thăng áo vậy em bảo đẻ đấy người ta. Ui đây tôi nhìn cái trực thăng này thì anh Độ Missy hứa tôi hai hôm ngày thứ hai hay là đi nhảy dù em nhỉ, ngày thứ ba thôi để sáng mai nhảy dù em nhé, xong offline thì tao suy nghĩ xong tao sẽ nhảy dù không, xong tôi dậy 8 giờ sáng ngày thứ tư đấy, bảo là tôi định đi nhảy dù mình, tại vì anh em uống thì cũng say, anh em chết hết là sau buổi offline tôi định sáng dậy đi nhảy dù, nhưng mà đi nhảy dù tận 5 tiếng. Thế tôi thích đi nhảy dù không? Tôi tưởng là tôi được đi nhảy dù rồi cơ. Đấy, bọn tôi định đi lên Blend đi nhảy dù rồi. Đấy, nhưng mà cuối cùng là không được. Đấy, không được mọi người ạ. Rồi có nhảy không? Không nhảy luôn. Không đủ thời gian nhảy. Đúng rồi, chúng ta làm thế nào? Muốn đi nhảy dù lắm rồi để quay cho các bạn. Với cả kiểu cũng muốn trải nghiệm một lần đấy. Nào thôi, để hẹn lần sau vậy. Nhảy dù ở phía mà, đây này, tôi 4 giờ sáng tôi đi offline về nhá. 4 giờ sáng offline mới ngủ được nhá. 8 giờ tôi đặt báo thức dậy tôi ngủ 4 tiếng thôi, tại vì tôi háo hức nhảy dù, tôi nhắn cho ông anh đang cầm GoPro nè, ông anh Khoa này nè. Đấy ông Khoa này ở chung với anh Bảo, gọi cái anh Bảo dậy nè. Thôi cùng là thấy là xa quá, xong buổi chiều còn có lịch khác là đi ngắm cá voi nữa. Đấy tí tôi bảo mọi người xong. Nhưng mà review qua nhà hát này đã chụp cái quả ảnh trông díu hết cả mắt và trông như đít mà chê nắng cái đéo gì thề. Đéo hiểu kiểu gì. Đéo hiểu nhá, tôi bị làm sao trong lúc mẹ lúc câu ảnh mình nghĩ mình ngầu vãi lồn. Đúng không? Trong đầu mình nghĩ mình ngầu vãi lồn thề. Lúc chụp ảnh ra trông mắt híp thịt, mẹ người thì béo. Mắt thì nheo, mồm môi thì dày thái hai bắt. Mũi thì như cái bà gì tóc trắng hôm nọ mới up lên trên TikTok bảo nhét được cả đôi dép vào ấy. Ừ đúng thật. Bảo sao người tưởng người ta anti fan là người ta nói đúng, biết thế chịu biết làm sao giờ. Đấy nọ mới lên TikTok nghe một người tả ngoại hình của mình nói chung là cũng hơi cay lỏ tí. Đấy, còn sự thật nó như thế chứ biết làm nào. Đấy, nó như thế mọi người ạ. Đấy, tròn vã lìn nề trông ao chứ. Đấy, là cái ảnh này anh Cường chụp. Đấy, Hà Nội City, à Sydney City, trời lộng gió, em ngồi ôm chó, anh ngồi cười khanh khạch. Và môi thái hai bát này, môi dày nó mới gọi là người của người đáng tin cậy mọi người không? Môi mỏng là mẹ tôi bảo là người ấy lắm. À, không đáng tin cậy thế nào đấy, mấy quả ảnh liền. Mét 7 à đây. À không phải đâu. Các bạn biết sao đây, từ sắc có cái này, à cái này là anh Cường chụp. Tôi cầm GoPro tôi đi quay quanh cái khu này. Tôi bảo anh Cường chụp tôi mấy cái không tôi quay tôi đang nói. Tự nhiên có mấy family hello, can you take me a picture? Xong rồi thấy mình chụp ảnh yeah 1 2 3 tôi cũng niềm nở đúng không, thấy mình chụp cái mình lại lấy máy quay ra lại hai gia đình nữa đến nhờ hello can you take me a photo yes I'm from Ireland. Còn mà em thấy tất cả mọi người tưởng tôi chụp ảnh đẹp mọi người ạ, phải có 4-5 gia đình ở đây, 4-5 gia đình ở đây tưởng tôi chụp ảnh đẹp tại vì thấy tôi cầm máy quay, không tôi tạo dáng, không tôi cầm iPhone lúc sau tôi cũng quay nên mọi người tất cả mọi người tưởng tôi chụp ảnh đẹp. Cái này là anh Cường chụp không phải tôi chụp bằng máy người ta. Tôi còn hỏi kỹ lại đây gia đình Ấn Độ này nhá. Hình như là ông anh thì tên là Rangit hay cái gì không nhớ, trông hơi giống Upinipin một tí. Đấy tôi còn hỏi là is it okay you because xong rồi ba mẹ còn bảo oh my god it's so beautiful yes I'm Indian but I'm from Australia yes beautiful. Người ta bảo đẹp mà, thế chứng tỏ là mình tự trấn an mình tí hả mọi người ạ. So beautiful à, tôi thề ông người ta là Rangit hay cái gì tôi không nhớ thề luôn đấy chứ. Tôi sẽ Rangit. Ôi cảm ơn Jinji Nguyễn nhá, sẽ khen xã giao. À đâu xong rồi hôm bọn tôi đi Opera City House, xong bọn tôi đi đi cái thuyền ngắm hình là ngắm hôm đấy đi ngắm cái con mẹ gì nhỉ,
như đi ngắm trời ngắm đất thôi. Đây xin giới thiệu quả các bạn, chứng tỏ ông quả biệt thự ở đây là ngay sát nhà hát Opera Sydney, 13 triệu đô. Thế tôi mới tự nghĩ là má mình có một cái góc stream như này, 13 triệu đô như này, một căn mua thôi, thuê thì không biết bao nhiêu nữa. Thì nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu tiền nhỉ? Tại ngắm gái 13 triệu thật mà tôi không biết là 13 triệu. Chứng tỏ ông đang đứng ban công kia là có phải 50 triệu. Đấy. 13 triệu đô mọi người ạ. Đúng rồi, nó tất nhiên không phải đô Mỹ. Đấy bọn tôi đi lên thôi để ngắm một tí. Mua được một sim là mẹ. Này tôi nói thật cả bạn, ví dụ nhá. Tuổi 30 mà các bạn thấy tôi vẫn stream có nghĩa là tôi vẫn giàu. Tôi phải giàu tôi mới stream được. Ấy ý là sau này không, bây giờ thì không nha. Đấy sau này mà để mà tôi stream được thì tôi phải giàu. Còn nếu mà tôi đéo giàu đúng không là tôi sẽ phải đi kiếm tiền. Là tôi không thể theo đuổi đam mê được. Đấy nên đấy là mình làm thế nào, nói chung là mình giàu mình cái gì. Không có cái nhà sáng tạo nội dung nào. Bây giờ tôi bảo các bạn nha. Tôi bảo các bạn nha. Ít nói chung là nội dung nào hay không nhìn MrBeast đều phải bỏ tiền vào. Nó phải giàu nó mới làm nhà sáng tạo nội dung được. Mà không có tiền sáng tạo được cái mẹ gì đâu. Bởi vì có một ý tưởng, hôm nay mình sẽ đi quay cái này. Tiền mua máy ảnh không có thì tôi cũng hiểu luôn. Quả nhà này đẹp bật lên. Đấy, quả nhà này cũng đẹp. Chân cầu. Đúng rồi, nên là mọi người đóng góp cho bé Hoàng Chim 30 tuổi đây. Người năm trứng, người quả tên lửa. Thank you. Đấy, nói chung là trời cũng đẹp phết mọi người. Nắng hơi độc một tí thôi nhưng mà trời đẹp. Ôi cảm ơn, lai nhá. Ảnh gương, đây. Đấy, xong rồi ngồi một lúc, bọn tôi ngồi đúng cái chỗ mà nó nắng mọi người ạ. Đấy nè, có ông anh không cầm gì, cứ để cái áo gọi như là Bomber Limited Edition này che thôi. Tại vì nắng quá không chịu được. Đấy, nắng hơi là nắng, díu lắm rồi thề. Uầy, thề luôn đấy chứ, cho khi đôi khi em phải qua làm Uber với anh chứ không có nghề nào ở Việt Nam mà kiểu nói chung là về trình độ của em có thể kiếm 100.000 đô luôn. Chụp đẹp ạ, tôi chụp ấy, đừng đùa. Đấy, tay nghề của tôi đấy. Đây nhá, tôi chỉ cần chỉnh ảnh tí thôi. Ảnh này có xếp chắc 1 triệu view luôn. Nhìn này, edit. Đầu tiên nhá là mọi người phải kích sáng. Đẹp luôn. Mình làm cái đéo gì nhỉ? Tôi tự đéo biết chỉnh không? Đấy, nói chung là qua bàn tay của tôi. Chiều nay các bạn biết để chỉnh được mấy con ảnh Instagram tôi. Tại tôi đéo biết chỉnh, tôi phải dùng preset sẵn là tôi phải mua VS Code, các bạn biết cái app đấy không? Mẹ hết 150.000 một tháng của tôi đấy. Đừng đùa, cống hiến chưa? À, có anh Cường làm gì đây, anh Cường há hốc mồm này. Đấy. Đấy ông anh là chụp ảnh nghệ phết là còn gì nữa. Trời ơi tay nghề của đẹp ơi. Nháy mấy cái liền đây. Thuyền taxi mà em. Uầy. Lúc đầu tôi nhìn cái thuyền này các bạn nghĩ tôi liên tưởng đến cái gì không? Thế tôi nhớ đến một cái startup ở trên xe ô tô. Thế tôi bảo là ví dụ người ta có làm startup trên ô tô, bây giờ người ta làm startup trên thuyền không nhỉ? Em cái biển taxi vàng taxi thuyền ê nó mày ảo sang biển kiểu vội vãi lìm của anh Nabo Lê Khôi rồi. Anh Nabo Lê Khôi sang biển vội vãi lìm. Anh Nabo Lê Khôi F1 lên xe đấy, đang đuổi theo đối tượng có khả nghi cướp vụ ngân hàng đấy. Đấy Nabo Lê Khôi anh Nabo Lê Khôi đấy, nó còn vượt mình ấy. Ôi cái thuyền chạy nhanh vãi lìm thế, không có chóng mặt đâu. Đây lúc đi cái thuyền này thì không say đâu, hôm sau đi cái thuyền đánh cá thì say vãi cực thề. Đã có tao đi ngắm người Sydney đi. Đấy, nhà hát con sò đấy. Nhưng mà nhà hát lấy ý tưởng từ con sò, nhưng mà cuối cùng làm sò không có phải biểu tượng của Úc đâu chẳng. Nhưng mà cũng đẹp phết. Có ngọn hải đăng á, rồi tôi đéo biết ngọn hải đăng ở đâu. Đấy, xong rồi tham quan Sydney tí, xong rồi tôi đi về. Đấy. Đéo đây. Sao có gì cả ba đang ỉa. À cái này gửi anh Ben đi rồi. Gì cả ba đang ỉa nè, vừa mới check in khách sạn. Thì luôn vừa check in khách sạn mới. Đấy, lúc mà hôm sau là ngày 3 là bọn tôi đi xem ở đấy đúng không? Xong đến 3 giờ chiều mới được check in khách sạn thì tự nhiên anh Ben gọi. Thế tôi mới kiểu gọi như là tôi tắt máy thì lúc đấy kiểu đang vừa đến thì tôi cởi chân. Bình tôi cởi chân tôi mặc quần đùi, nhưng mà lúc đi ỉa chắc chắn tôi phải cởi chuồng. Coi như tôi cởi hết mẹ rồi tôi đéo mặc gì. Bây giờ FaceTime lên là chết đòn, đúng không? Thì thực ra là thân hình của tôi thì thực ra là cũng không có gì để chê cả, nhưng mà tôi sợ là kiểu mở ra mọi người lác mắt thôi, đẹp quá. Nên tốt nhất là để kiểu bảo toàn gọi như là cái sức khỏe mỹ quan đô thị cho mọi người thì tôi quyết định là tôi chưa nhấc máy. Thế anh Ben tưởng tôi làm cái gì? Đấy. Phòng của tôi với anh Khoa. Đấy, bọn tôi chuyển qua khách sạn này. Quay GoPro nhưng mà chưa quay bằng Ui chết rồi. Bằng điện thoại. Đấy, tôi với anh Khoa ở chung phòng. Giường này. Thực ra ở riêng cũng được mà thôi, anh em bọn tôi ở chung cho nó ấm cúng. Đây là bàn làm việc. Có quả rèm tự động. Ui, qua phòng bên này thì nó lại khác. Nhìn ra Sydney. Beautiful. Hôm trước. Ôi chồng Khoa ơi. Đây là toilet. Không phải.
Cậu tin đây là người hai con được không? Đang quay. Ôi chồng Khoa ơi. Đấy, đây là toilet. Đẹp luôn. Đẹp cái gì em ơi? Chora. Trời ơi, chết đòn luôn. Chị Linh luôn ý chứ. Quả khách sạn này nó khác luôn mọi người ạ. Ồ, đẹp luôn như. Có mà một quầy rượu. Đấy. Được chưa, có quầy rượu, ông có cả đồ ăn trong đấy đẹp luôn. Luôn. Thích vậy lên này. Lại không mang xịp. The fuck her. Đấy, xong 5 giờ chiều ông anh ngủ chõe mồm luôn. Đấy, xong rồi đây là buổi tối bọn tôi, buổi chiều bọn tôi ngủ một tí. Xong bọn tôi chuẩn bị cho buổi offline chụp ảnh cái đéo ở đây trông như cứt thề. Chụp ảnh tí thôi, nhưng mà bọn tôi chuẩn bị buổi offline xong bọn tôi di chuyển thôi. Cái đấy thì tôi quay GoPro. Xong suộc mấy cái này thì có lẽ là các bạn sẽ xem ở trên clip sau. Như này nó hơi đông so với anh suy nghĩ. Đấy, cái này là đến buổi offline nó đi vào một cái đông vãi lìn rồi. Hy vọng là có thể tiếp thiệu tiếp viên mọi người. Chung là sai lầm của tuổi trẻ mọi người ạ. Má thề, nói chung là tôi là người không biết uống rượu bia. Nhưng mà các bạn cũng biết ở đây những hình ảnh lan truyền ở trên mạng thì đúng là tôi ngất thật. Thì giờ tôi bảo các bạn offline có làm vlog không em? Có chứ, có cả bên quay này, mấy cái quay này tôi phải xin anh độ sau tại vì tôi không có suộc. Đấy, thế là lúc đấy tôi chỉ quay GoPro một tí, tôi cũng không quay được nhiều. Đấy, thế là ở đây có 24 bàn, buổi offline có 24 bàn, đúng không? Thì bây giờ chắc chắn là mình không thể cầm chai bia, mình mời hai bàn đầu tiên. Xong rồi mình không mời mấy bạn ở dưới được, thế thì nó vô duyên, đúng không? Xong rồi bảo là em không uống được, nó kỳ mà hôm nay. Mà tôi biết được là thực ra tôi cũng là một người hướng nội ấy. Hướng nội đúng không? Là bây giờ mà mình mời xong mình ngại mà người ta đã kiểu bỏ công. Có những người bay từ New Zealand qua, có những người đi kiểu hàng trăm cây số qua, đúng không? Để người ta gọi như là người ta gặp mình, gặp anh em. Mà bây giờ mình không cầm chai bia lên mà mình gọi như là mình kiểu mời mọi người thì nó kỳ. Đấy, thế là mình gọi như là mình cũng phải cầm chai bia đi mọi người ạ. Mình cũng phải cầm chai bia đi luôn. Mình cứ thoải mái. Ừ đấy, gặp cả mấy anh em nữa. Gặp cả thằng Justin mà hay donate kèo kèo nè. Gặp cả thằng gì nhỉ, Crep nè. Gặp cả mấy anh em nữa, không có thằng Ma Dương. Đấy, gặp cả một ông, đéo biết ông nào đâu chui ra. Tự nhiên cầm chai bia ra. Ủa, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì có anh nên là em đã kết thật nhiều bạn. Bạn nào đó nhờ anh, xem anh ở đó kết được nhiều bạn. Xong rồi đọc tên một ông bạn tôi ra. À có, ừ. Dã man thật, đang uống bia, có bạn bóc cua tôi ăn không? Bạn bảo anh ơi anh ăn đi. Ui vãi cả lìn, thật sướng thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngoài có người ngoài mẹ tôi, người có người bóc cua cho ăn đấy. Thật. Đấy, nhét thẳng phát mồm. Ngon phải luôn. Nhưng mà hôm đấy là anh không kịp ăn luôn. Tôi thể các bạn nhá, tôi ăn được kịp hai miếng xà xíu thì phải. Hai miếng xà xíu đúng không? Đấy, hai miếng xà xíu là coi như là tôi tự nhiên anh Độ cầm đi mời rồi, anh Bom cầm đi mời rồi. Anh Khoa bảo đủ má đẹp hôm nay em không thoát được đâu. Thế tôi cũng cầm chai Heineken tôi đi mời. Đấy, cũng gần từng bàn một trong cuộc cũng giao lưu. Cái này là chụp bằng máy tôi với cả mọi người. Đây có cái bàn này, có cái bàn này. Có bàn này mấy anh em này, có không cái bàn trước không? Cái bàn bên trái không biết là mình có ảnh trong máy mình không, còn ảnh bình thường ở trong máy mọi người. Trong máy mọi người ạ. Đấy có cái bàn ở đằng trên. Thế tôi đi hai lượt rồi cứ bảo ok em đẹp đã mời bàn này đâu. Thế cay phải luôn thì. Ui nó cái chuông đập. Ủa xin bị nhiệt vãi đái luôn thề. Thằng nào hôm đấy đi về mà không nôn, tôi nôn nhá, anh Khoa cũng nôn nhá, anh Độ cũng nôn, anh Bom không biết là nôn không, nhưng mà anh Bom cũng say phải lìn. Tôi mãi về khách sạn là tôi mới nôn. Ở đấy lúc ở đây là tôi chỉ ngất thôi. Thực ra lúc đầu tôi không ngất đâu, tôi tưởng là tôi lì lắm. Nhưng mà lúc sau có ông cầm chai quả chai Jack Daniel 45 độ lên uống đúng không? Mời anh em mỗi người một ly, mà cảm ơn anh em đã đến đây cầm mẹ chai Jack Daniel lên, mà rượu mạnh rượu tây ấy. Đấy, sau anh Độ bảo, anh Độ nhìn tôi nhìn anh Độ, kiểu như này, tôi ra tín hiệu rồi. Tôi tưởng anh Độ bắt tín hiệu rồi. Thôi thì, tôi nghe cái từ thôi thì nhá. Tôi bảo, hay quá, thôi thì anh em hôm nay, tôi tưởng anh Độ nói như này. Rồi thì hôm nay anh em đến đây cũng vui rồi, ai uống bao nhiêu thì uống. Xong rồi kiểu ai không uống thì thôi. Xong tự nhiên anh Độ, anh em ạ, thôi thì anh em mình đã uống ở đây rồi. Thôi anh em bây giờ thống nhất nào, uống đúng một ly thôi, rót đầy đi em. Đấy, uống xong thì mọi người đổ lên đầu nhá. Đấy, xong thống nhất là uống đúng một ly thôi. Còn đổ lên đầu nữa để cho người ta biết là mình không uống hết thì cút mẹ em rồi. Tôi cút luôn mọi người. Má mà uống xong chén đấy mẹ tôi nằm nó luôn ấy. Là kiểu mọi người cứ
mẹ đến cậu lay lay tôi dậy, tôi cũng nhớ cậu mang máng, tôi không nhớ gì nữa. Rồi tôi uống rượu hay bị thế mà tôi cứ nằm ngủ ra đây, tôi bảo mọi người ở đây là tôi không biết. Đây là lúc mà mọi người mới vào này. Ui, nhưng mà hôm đấy là kiểu tôi với anh Khoan định lên hát là tôi nhá. Hôm đấy tôi định lên kiểu rap không? Đấy tôi định kiểu bitch drop me down go pow pow đúng không? Đúng kiểu rap của ông anh ở Úc rồi đấy. Đấy nhưng mà hôm đấy kiểu thế nào xong kiểu giveaway trong các thứ. Lúc đầu anh Độ còn có cả câu hỏi mini game cơ. Anh Độ còn có cả mấy câu hỏi mini game cũng khủng mà thôi. Tại may quá kìa, trời ơi. Có người hôm đấy còn bảo tôi nhá, anh Đẹp lên rap đi thì em muốn nghe anh Đẹp rap đấy, đừng đùa. Thế cả mọi người luôn. Đấy người ta request bảo anh Đẹp rap đi. Nhưng mà thật sự là chương trình không cho phép thôi. Bây giờ không ai rap được. Hôm nay em xin rap tặng mọi người à, kiểu, hôm nay ơi, xin chào OC. Hôm nay xin rap tặng mọi người à, thì nó kỳ. Đấy không được. Anh hát đầu ấy. Anh tên em. Em đấy. Biết anh. Em hát thì em phải chết người. Chết người. Người cái gì cơ? Anh rap có phải mọi người không ngất rồi không ạ? Ok. Đúng không? Mọi người đang say rượu đúng không? Tôi rap cái mọi người tỉnh rượu, tuyệt vời, giải rượu cho mọi người còn gì nữa. Đây là đồ ăn hôm đấy cũng ngon, sủi cảo, sủi củng các thứ, vịt quay, thịt lợn tôi cũng không biết như nào. Nhưng mà mọi người ăn thì ăn, mọi người hình như hôm đấy mọi người cũng không ăn hay sao. Tôi gắp được đúng 2 miếng vịt xa xíu vào mồm. Anh Đô bảo đứng dậy đi mời đấy các em. Thế thôi luôn. Đấy, vừa mới chụp cái đứng dậy đi mời luôn. Đấy, đông không? Đông dã man, hình như đây là hình như đây là mấy bạn chúng giveaway sao, ở mấy cái áo của anh Độ hay sao. Sao mày không quay ông đầu nhỉ? À đúng rồi, tôi quay mỗi bạn nữ ấy, tại vì thực ra là anh em nam thì chúng cũng nhiều rồi, thôi quay mỗi chị chúng thôi là được rồi. Hay là lúc đầu mày không lấy máy quay ra kịp nhỉ? Quần Ấn Độ đẹp á, quần này chị Miu mua cho, tại vì quần này là quần xúc đim cái gì ấy. Ờ đẹp phết. Nhìn anh, quần giống anh Bụt á. Cũng hơi giống. Nào, anh trai to cao ở giữa. Đây ông anh trai này. Cái bàn ông anh trai này là tôi không biết là ông anh tên gì. Ý là kiểu hôm nay có giới thiệu hay là không giới thiệu tôi không nhớ lắm, tại vì nhiều người quá. Ông anh trai thông cảm hộ em. Nhưng ông anh trai này cứ đi qua. Ở đây chưa mời à? Mày không quý anh em 16 Hải Phòng đây à? Thì tôi cầm ly hôm trước vừa về đá bóng, bây giờ của cái bàn đang nguyên là kiểu anh em Hải Phòng ở Úc luôn. Đúng không? Bây giờ mình đi qua hai lần rồi, bây giờ nói chung là anh em biết rồi đấy, anh em Hải Phòng không lòng vòng, bây giờ mình gọi như là không tôn trọng anh em Hải Phòng mà tự nhiên lại không cầm cái ly ra, đúng chết đòn luôn, nên mình lại cầm cái bia này. Sợ vãi lên rồi. Ủa 16 năm mà mọi người lâu vãi lúa thế. Anh Quang. Anh cường QS này. 20 tuổi là không được đâu. Cái này nó không cứu em đâu. Hơi ồn một tí, hơi ồn một tí. Hơi ồn tí các tí không ạ? À đây chị Thúy đi theo. Cảm ơn chị Thúy vì đã mời bọn em sang Úc lần này. Nếu... Ôi, tôi nghe bảo là năm sau là có giải... cái gì mà... Melbourne Dreamhack cái gì... Cũng không biết được là... Em thì em rất sẵn lòng nhá. Em mới được trả visa của em tận 3 năm mà đi mỗi Sydney thì hơi thiếu. Nên là nếu như mà năm sau mà có dịp mà có cơ hội mà trong điều kiện của chị thì em chị biết là em luôn available. Yes sir, em luôn available nhá. Gặp các bạn FA liền đúng. FA nào? Ui, anh Độ bảo gặp các bạn FA. Trời ơi, bên đấy toàn có đôi có cặp người ta đi. À không, nhưng mà có nhiều người ở đấy kết bạn cực kỳ nhá. Có nhiều người ở đấy cũng đến đấy mới mới làm quen đấy. Nào? Có nào? Cái sự kiện này hay cực, kết nối mọi người lại với nhau. Em phải đăng tút cảm ơn đi theo á. Anh phải đăng tút cảm ơn theo tao up tuần trước đây này. Có cần xem không? Nè. Trời ơi, up rõ ràng ở đây. Mấy hôm rồi. Bảo không cảm ơn đi theo, để tao đọc caption cho mày xem nhá. Nè. Hello mọi người, mới tham dự IEM, đây sự kiện đầu tiên Intel ra mắt CPU Intel Core thế 14 dành cho dòng máy tính để bán qua Úc, hoàn thành ước mơ xem xét, lại lại còn có quà mang về. Đấy. Lại bảo không cảm ơn Intel. Cảm ơn đét ra không cảm ơn Intel. Nghĩ là mà.
Đấy, nói chung là cảm ơn chị Thúy rất nhiều. Vì nếu mà không có chị Thúy, chắc chắn là cái cơ hội chuyến đi của bọn em này là không thể hiện thực. Hình như anh Độ cũng hứa gì mà tôi quên rồi. Thank you brother. Công nghe giọng anh Khoa. Thank you brother. Con mạng sang Úc mấy hôm mà anh phết đấy. Kiều rất phết. Kiều rất phết đấy chứ, đùa đâu. Năm sau có mây giờ quay lại. Kiều rất phết đấy chứ. Thank you brother. English bạn lên rồi. Vỗ tay. Yeah, có các bạn nào hôm đấy ở offline mà tôi nhớ bạn ra xin chụp ảnh cùng tôi mà có bạn ấy bảo là có bạn nào ở đằng sau bạn là bạn đã bảo ơi bạn này single available ta. Má, thực ra là mình hôm đấy mình đi nhiều bàn với cả mình tự nhiên mình ra hỏi xin Facebook bạn ấy thì cũng kỳ, nhưng mà có bạn nào mà nhớ tôi là bạn nào mà chụp ảnh tôi với cả bạn nào ấy thì bạn nào ấy thì có thể cho tôi xin Facebook được không? Chết đòn này. Tôi có lý do quay lại Sydney. Sài Gòn tếu. Tê luôn, ông kiểu ông là kể cậu kể hài đúng không? Hôm nay tôi lên phát biểu gì tôi quên mẹ rồi. Để tôi không quay. Wow. Quá là tuyệt vời. Phân tích lại câu nói vừa rồi nhá. Chưa bao giờ em thấy một cộng đồng người Việt ở Australia đông như này. Câu này là thâm thúy đấy, câu này phải mổ xẻ ra những cái biện pháp được dùng ở trong câu. Những biện pháp nào? Nhưng mà yêu thật mọi người, Sydney tuyệt vời vãi lên rồi. I love Sydney. Ủa nhá, không phải lúc mà ông bố ông lên ông mắc ao Rambo cả khán đài mà bố con hết buồn thề cả bạn. Thế gì ông anh lớn chưa nói cái gì, ông anh này toàn gọi như là vẽ không. Chưa gì đó, đọc lại ở Đà Nẵng mới về đó. Anh Độ kiểu what the fuck. Ngồi đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em ạ, bọn tôi sai vã cả luôn. Địt mà tôi ói trong toilet vã đâu. Địt mà tôi Địt phải, ông này đó. Ông có hai cái toilet nào, có men với cả woman. Có men với cả woman đúng không? Ông này. Hôm sau ông hỏi tôi, ê đếp, đồ má mày, female nó là cái gì? Female là phụ nữ đó. À, giấy woman là không phải đàn ông hả? Đi con mẹ, nó ta vào nhầm toilet. Một cười vãi lồn hỏi female là cái gì? Đéo biết. Thế là tôi thế là ông vào nhầm vệ sinh nước. Xong đi ở trong đấy. Xong ông đi nhầm. Xong một lúc bách, xong rồi lúc bách ra thì ông còn ói. Ói tắc con mẹ cái bồn. Vãi lìn rồi. Vừa hỏi xong chết ra đây với cả anh em Úc luôn. Ông hỏi tôi phi ma le là cái gì. Đấy, tao vào nhầm bên. Hôm sau mới hỏi, hôm sau tỉnh mới hỏi. Tao bảo, đúng má, tao nhìn woman, tao tưởng mình thì tao tưởng là đàn ông. Tao tưởng là con trai, tao vô. Đó, má em chết rồi. Thế mà hỏi tôi là phi ma le là cái gì. Chết người thật đấy chứ. Đấy, lúc này anh em tôi sai vãi lồn này. Vẫn bâu mấy con này. Sai vãi hey. Lồn là tao hôm đấy là biết cái nếu nào. À lúc này anh nhím gọi thì phải, anh nhím gọi. Là bọn tôi anh Độ là các thứ là mấy quả là đều bọn tôi là đều lên kịch bản hết các thứ đấy chứ. Lần này đi nhá, bình thường nói tất cả mọi người luôn.
cảm ơn anh Bảo nhá. Là tôi là thằng em. Thực ra là bình thường thì chả ai gọi tôi cả. Thật. Tôi đi mà phát là mấy người gọi. Bình thường tôi ở Việt Nam mà không ai gọi tôi luôn. Tôi gọi mọi người, tôi gọi như là đi đi công anh hay là như nào bình thường là không ai gọi. Không ai gọi luôn. Tức là không ai gọi. Là còn FaceTime thì càng không. Đấy, nhưng mà đi mà phát tôi được. Bao nhiêu anh em gọi nhớ đi mà nhớ. Ui ôi ngủ ngất luôn ở đấy chứ. Tôi ngất vãi lìn mà. Thề luôn chứ. Ê, tao có gọi nhà. À có, anh Ben thì có, anh Ben thì có. Bình thường là không 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 có gọi luôn á. Không có gọi luôn á. Là còn lại là đi cái là mấy người gọi liền. Uầy, cái quầy bar này xong bọn tôi lại đi ra đây. Bọn tôi lại lưu tí dư tí. Xong anh Độ offline, xong anh Độ vứt bảo sớm. Lúc này say hết rồi. Ra đây thì có mấy ông anh. Đây là anh anh này quên gì nhỉ, anh này đồ lắm. Anh này sinh năm 91 hay cái gì ấy. Đồ lắm. Ừ. Đấy, và cũng là một trong những người giúp đợt trụ cột chính là anh Kiên à. Anh Kiên không nhỉ? Không phải anh Kiên. Mẹ sao ai mình nghĩ tên Kiên là anh ấy tên cái gì quên rồi ta. Anh Tùng. Anh Tùng, sao mình nhớ nhầm anh Kiên được nhỉ? Nhầm anh Tùng. Tự nhiên anh quên tên. Còn đây là hiện đây là Nam hay đặt đồ cho anh Độ này. Nam hay đặt đồ cho anh Độ này. Đấy, đây anh Khoa nhá, đây anh Hiếu, các bạn biết rồi nhá. Ở bên xa bên phải là anh như anh Bảo đúng không? Ừ. Bên trái là anh Khoa đây, hai anh Khoa ngồi cạnh nhau đây, anh Cường bên trái, tôi ngồi anh Bom nữa. Đấy, và tôi nó vẫn ngồi với nhau. Lúc này anh em say hết rồi. Xong bắt đầu là đến phần deep talk. À, anh thật sự em các bạn em cảm ơn anh. Stream cho bọn em xem. Thật sự là ở bên Úc như thế này, xong anh Độ không, thực ra là anh cảm ơn các em tại vì là không có bọn em không set up được. Xong rồi đến lời anh Bom, anh cảm ơn mọi người. Lúc này cứ cảm ơn các bạn ạ. Tôi thì lúc này tôi díu lắm rồi. Tôi có ngủ gật ở đây, mà ngủ gật ở đây không có được. Ngủ gật ở đây không có được. Tôi cứ kiểu lúc này tôi díu xong rồi tôi cứ gật gà gật gù cứ mấy phút. Thế là ông security ở đây vào nhắc: "Hey, no sleeping. Okay, if you sleep I kick you out." Thế là thôi tôi lại tỉnh tí tôi lại ngủ. Ngủ rồi ông già bảo vệ đây ông lại vào nhắc đéo được ngủ. Thì các bạn bực vai lìn thề. Tôi tức là người tôi nó cứ tự ngủ đi thôi. Chào ở bên ý KDC gục cu hả mặt cười. Tại sao lại không được gục? Anh không biết là không, người ta không cho gục. Lần đầu tiên anh vào một cái bar nhá, ở bất kỳ một đất nước nào nhá, là ngủ không được, uống say quá ngủ, đéo cho ngủ. Va lúa thật. Nó sợ cái gì cơ? Ngủ người ta đuổi. Úi, Việt Nam tôi uống tôi ngủ vắt lưỡi là chả vấn đề gì thề. Tôi không biết được ai giải thích cho tôi cái. Ở Đức cũng không được gục thế. À thế à? Ở Mỹ có làm sao được, ở Mỹ mẹ tôi thề cả mà tôi uống ở Mỹ tôi buồn ngủ có làm sao đâu, không nhưng mà không phải mấy cái chỗ ngồi đấy đâu, nhưng mà tôi uống ở Mỹ là tôi không, hình như hồi ở Mỹ mình cũng bao giờ uống gục đấy đâu, ngồi mới gục chứ bình thường là tôi toàn đứng. Nó sợ ăn vạ gọi cấp cứu á, tại vì có dấu hiệu over là Nata sẽ phải KDC bán bia cho ông đó. Vì là gục là ngủ để đéo có doanh thu. Đấy, còn sợ over chứ over gì, chả lẽ làm sao để giải thích cho người ta là em uống và em cứ buồn ngủ thì tại em không uống được. Tại sợ sốc thuốc, trời ơi, uống bia sốc thuốc gì. Sợ anh á, thề mà tôi cứ ngồi một tí tôi ngủ ga ngủ gật. Anh Độ, thôi mọi người muốn uống bia, có mỗi tôi gật thôi, có ông Khoa nữa, ông Khoa là lúc là tôi bị nhắc là ông đi vệ sinh. Xong rồi anh Độ kiểu, ê, đẹp, đi mẹ mày, để anh giải thích cho mày là đi mẹ, bây giờ mày ngủ. Đúng rồi, một mình mày ngủ thì 8 người khác là đéo được uống bia. Bọn tao sẽ bị đuổi về bây giờ là đéo có bia uống. Mày hiểu không đép? Mày tỉnh táo đi đép. Đấy, mày ngủ dậy đi. Đấy, mẹ đừng ngủ nữa. Tôi cứ nằm, tôi gật mẹ ra cay ra lìn. Xong lúc sau, đây là ông Khoa. Đấy, ông Khoa đang ngồi, lúc ông Khoa gục này. Xong anh Độ lại, này, đi mẹ mày bô. Mày ngủ dậy đi, nãy thấy thằng đép được nhắc. Mày chưa vỡ à? Mày có biết là bây giờ chúng mày gục là mọi người sẽ bị đuổi hết ra, là đéo được uống bia nữa không? Thế là thôi. Cậu anh em mắt đã mắt mở cố mà mở mắt ra này mọi người cũng là buồn ngủ lắm rồi, thì không phải nghẹo, tức là anh em chỉ muốn có chỗ ngồi thôi. Nhau thế. Hai ông anh em này nó mới gặp lần đầu, nó cứ ôm mẹ nhau mọi người ơi. Mấy ông này ôm nhau 15 phút. Ê, nó sao bạn đến Hà Nội đi đâu tôi tiếp. Ok nào ông bạn qua Úc, đường nào qua Úc tôi mời. Thì anh em cứ ôm nhau thôi, thì ôm 15 phút chưa về thế. Ui, cảm ơn Martin Nguyễn nhá. Cái gì bú đấy? Cảm ơn Martin Nguyễn nhá. Anh kia đẹp trai thế á? Đẹp trai mà. Bạn lâu đồ. Quả mới giật mình á, ủa? Có cái gì mà giật mình cả? Anh áo nâu tên gì vậy? Anh áo nâu là anh nào nè? Anh áo nâu. Ông áo nâu này là ông nào nhỉ? Chết rồi. Anh Hiệp ơi,
anh nào đâu rồi, tên gì sao em không nhớ, có tiềm thức là có anh này trong chuyến đi của mình nhỉ? Ông anh nào ta? Ông anh này tên gì? Thế. Anh Linh. À anh Linh à? Đúng rồi, anh Linh. Có anh Linh, đúng rồi, anh Linh. Anh Linh. Nhưng mà hình như anh Linh là đi mỗi hôm này thôi đúng không? Là mấy hôm khác là không đi cùng đúng không? Em không thể nhớ ra được. Đúng, sao hôm đấy say là mình không nhớ nhỉ? Đấy. Đúng rồi, sao là mình không nhớ thôi. Anh Linh. Anh Linh mọi người ạ. Ôi dồi, anh Linh, trời ơi, nhớ anh Linh mà quên mất, trời ơi, anh Linh, yes sir, baby. Ba anh em tôi vào lúc 3 giờ sáng. Đây, quay đây chụp cái ảnh, chứ mẹ 3 giờ sáng nào. Có tinh thần đi trong xe này. Giật vãi ở đây, khách sạn của bọn tôi chụp ở ngoài đây. Đấy, đây chính là khách sạn của tôi, W. Đấy, W này trong hệ thống của Marriott, nhưng mà nó không phải là cái xịn nhất. Cái khách sạn này các bạn biết không, bọn tôi ở năm. Làm mới xây được, nghe bảo là mới xây được 2 ngày. Mới xây được 2 ngày mọi người ạ. Hay mới khai trương được 2 ngày bọn tôi đã vào ở rồi. Đấy, lúc đầu là giá niêm yết là nó tầm lầm cao. Xong rồi thế nào quen mấy anh em Việt Nam kiểu đủ các thứ, xong cuối cùng sale còn đúng một nửa, đỉnh phải luôn. Thế ngày xưa tôi sang Mỹ là tôi có bao giờ dám ở khách sạn 5 sao, tại vì nó đắt. Kiểu mấy anh em Việt Nam bên này biết cách đặt đấy, đặt rồi toàn đi cao cho 50%. Ác vãi lìn thề cả các bạn ạ. Đấy, xong uống xong các thứ bọn tôi về đi ngủ thôi. Vlog này quay nhiều hơn. Đấy, xong gặp quả Campuchia này nữa. Cái gì mà ông này ông về cả đấy, ông đánh răng ông rửa mặt cái ông ngủ luôn. Tôi là tôi còn phải chát chúa các kiểu, lau mặt, lau mủng, rửa mặt, rửa mủng, các bạn hiểu không? Đấy, xong rồi tôi mới về được. Đấy, xong rồi đây hôm sau này 8 giờ tôi đã dậy rồi. Đây, chuẩn là tôi định nhá là đi dạo cùng, nhưng mà xong cuối cùng bọn tôi đóng lên là hải sản. Đây, tôi giải thích cho các bạn lý do tại sao tôi ăn 2 cân. Đấy, tôi ăn thêm một bữa hải sản nữa là đây anh Bảo là anh Khoa. Đấy, đi tơ buổi sớm má thề luôn á. Đấy, anh Bô vào phi ma le xong em thấy em sảng hồn ạ. À, anh ạ, ơ kìa. Thế là Martin mày cũng vào phi ma le à? Mày cũng vào phi ma le cùng anh Khoa luôn. Trời ơi Martin ơi, Martin vào phi ma le cùng anh Khoa này, chết đòn hai anh em rồi. Phát cả lìn tôi đấy chứ. Hai ông đằng sau á, có mỗi hai ông đằng sau người Úc, còn lại toàn người Á luôn đấy chứ. Lù vãi lìn thề. Hai ông này toàn vào phim mà. Yêu chứ, anh em uống sách cứ vào vệ sinh nữ là nào nhở? Tao kia tù nhân à, đâu sẽ tù nhân. Đâu, đây là mấy anh em rapper mà. Đây là anh em, đây là anh Offset. Bên trái anh Post Malone. Đồ uống má mà qua bên Úc gặp hai rapper vậy. Post Malone, Offset, khơ. Man, đồ uống má, they eat like a seafood too bro. Post Malone and Offset bro. Post Malone. Bữa này ngon em nghỉ mặt cười. Post fucking Malone right there bro. And Offset. Hả, bữa này ngon, uầy, thế cả bạn luôn. Bạn nhìn quả hào, quả tôm hùm đâu. Bạn em bảo là em đi si chạm tay anh thì chặt tay em ra bán thì bạn em mua mặt. Ui dồi, bạn nào đấy? Để anh để anh bảo bạn ấy là không cần phải làm thế đâu. Trời ơi, để anh đền bù cho. Đấy, mẹ quả tôm hùm. Đây, anh bảo mua. Đấy, mua con tôm này, bọn tôi bóc 2/3 con tôm ạ. Toàn phô mai là phô mai, đéo thế tôm đâu. Mẹ ăn kiểu phô mai sốt tôm ấy chứ không phải tôm sốt phô mai mọi người ạ. Thề luôn. Đấy. Xong gọi mấy con hàu nữa. Chung là bữa này ăn xong rồi bọn tôi lại về qua đón anh Độ. Anh? Qua đón anh Độ là anh Độ vẫn đóng Malatang. Đấy. Xong đón Malatang không bọn tôi lại làm thêm bát ăn chung nữa, thề ăn béo con lợn. Đã ăn hải sản buổi sáng rồi, xong lúc sau anh bảo đố má sao anh thấy đói ha. Đấy, thế là bọn tôi làm một bát. Các bạn biết bát này của bọn tôi trọng lượng bao nhiêu? 1 cân 2. 1 cân 2 ba thằng ăn chung mọi người ạ. Vai lìn thật đấy chứ. 1 cân 2 luôn cái tình yêu ạ. Thề nhìn quả bát. Ủa thề em anh có thể anh bảo ấy, anh có thể tin được là bọn mình đã ăn hải sản rồi không? Đấy xong bọn mình vẫn gọi một bát như thế này. Vai lúa luôn mọi người ạ. Đây. Holy shit. Em ăn lobster roll ở đây. 80% đúng rồi. Phô mai, 19% thanh cua. 1% tôm hùm, $23. Đấy, không thể tin được luôn. Các bạn nhìn bát này 1 cân 2 cho 3 người đã là kinh khủng đúng không? Nhưng mà chưa nằm lại ở đấy. Xin giới thiệu các bạn anh Hiếu. Thêm 1 cân. Thêm 1 cân. Ở đây này, fish market là chỗ này ăn hải sản. Đây là fish market, đây là còn gì nữa? Fish market đấy. Đấy. Xin giới thiệu mọi người anh Hiếu đến từ mỏ neo hội. Vé fan. Đúng rồi, quan trọng là tình cảm anh ạ. Vé fan 20 mấy của anh Khôi ấy, đỏ chuét. 1 cân, bát 1 cân. Ô
bát này 800 gram. Bát này của anh 800 gram. Ờ. Anh Tùng ăn bát 8 lạng. Oh my god. Còn tôi ăn bát cân 2. Cân chia 3 là đỡ rồi. Anh Hiếu ăn bát 1 cân. Anh Hiếu nhá, hôm trước nhá, bọn tôi cái gì nhỉ? Đúng rồi. Đó, lúc hôm đầu là anh Hiếu cũng đi ăn Malatang. Gọi cái bát bé tí, small size, bé tí như này. Đấy. Xong rồi anh bảo là anh giảm cân hôm sau, quyết định sau bữa nhậu đói quá anh làm bát 1 cân luôn. Phá lúa thật. Em cũng cố mà cũng khó. Đây không cần. Anh em mình định leo rồi anh. À cái cầu là bọn tôi định leo lên rồi. Xem cái đường như nào mà leo được hay gì vậy. Ui. Mặt đạn của anh Richie luôn, phóng bên này. Tempo đã thế, xe này của anh Bảo, xe đụng mà. Xe em thích vãi lên này. Ấy. Không, thực ra nhá, tôi thấy kiểu người Á ở bên nước ngoài hay độ xe kiểu này. Sau này ví dụ mà ở Việt Nam mà em mà Hoàng lỡ có tích cóp và có xe độ cái này là phải độ cái gì nhỉ mọi người? Độ bô à? Độ bô à mọi người? Tôi muốn xe tôi nó phải gầm như này để dùng quá, với cả tôi ngồi ghế sau. Đấy quay à, đây cái cầu là mọi người leo lên được kìa, nó như cái cầu cầu military ấy mọi người ạ. Phúc lái xe bên phải, đúng rồi, phúc lái xe bên phải mọi người ạ. Nó ngược với cả Việt Nam. Việt Nam mình Mỹ là ở Mỹ là cũng lái xe bên trái mà ta. EU là lái xe bên nào ta? EU là Úc là lái xe bên phải này. Trung Quốc thì là xe bên phải. Đấy. Còn lại là cái gì cơ? EU bên trái à? À thế sao mọi người có ai bảo tôi là bên Úc bên Việt Nam là ngược với tất cả mọi người, đâu có đâu, mọi người toàn lái xe bên trái mà ta. Con lên được ấy, một trải nghiệm hai ấy. Em thích nhảy dù đấy. Ui, đâu không thấy người. Cầu ở cao vãi lì mọi người. Đấy. À đang đi. Anh vừa sửa sai lái ngược thôi à ơi. Đang đi chơi gặp lớp 11A2 đang qua đường. Đang gặp lớp 1A2 tiểu học mầm non Hoa Sen. Đấy. Mấy anh em lớn. Ui, ông này. Mẹ ông này còn đu được ready đấy. Mẹ con có thấy ông nào? He be doing the ready đâu. Look at that shit. Đấy. Được, chắc là 1A2 tiểu học mầm non. Đúng, ở đây mới là the most Australian này. Đấy, mãi tôi mới nhìn thấy cái kiểu trẻ con Mỹ trắng, kiểu Tây trắng á mọi người ạ. Không, bình thường có thấy đâu. À, bọn tôi đến ngày thứ ba thì phải. Đây nhà dân mà, nhà dân đây. Hình như là ngày Tuesday, hôm nay là thứ năm rồi đúng không? À, ngày thứ tư rồi đúng không? Đấy, bọn tôi đến ăn xong, bọn tôi đến Neighborhood này là sau Hoa Phượng. Cái sáng này là tôi định đi nhảy dù mình nhưng mà đi xa quá nên không được. Biết giàu rồi. Thôi để hẹn nhảy dù lần sau sẽ có một cái vlog ở đâu đấy, ở nước nào đấy đi quay nhảy dù mọi người. Thôi đẹp phết. Hoa Phượng tím nó biểu tượng của Sydney mọi người ạ. Mình thấy con xe police đầu tiên. Đấy. Mãi mới thấy xe. Ủa nhưng mà chỗ này bọn tôi ra cái chỗ công viên đấy mát phết. Thời tiết thích vãi lìn này. Không phải quay nhịp nào. Thời tiết đấy đẹp đét luôn thề. Mát dã man, chỗ này còn lãng mạn nữa chứ. Đấy mát vãi đái thề. Đấy. Đây nó còn có mấy ghế đá, các bạn bảo xem. Đây là những cái địa điểm hợp lý để kiểu. Em à, em phải nói với em điều này. Anh đã lỡ yêu em từ cái nhìn đầu tiên mấy tháng nay rồi. Nói đây đéo sao đúng không? Còn ở Việt Nam mình làm gì có mấy cái chỗ như này. Hà Nội ấy, ra Hồ Tây. Anh à, à em à, anh muốn nói với em. Có người cầm mẹ máy quay vào. Đấy, vừa ngả đầu vào phát có người chụp mẹ ảnh đăng lên mạng rồi. Đấy, thế là thôi. Cái gì cơ? Đoạn em à này thì anh không thấy anh đi với em nào ở kìa. Không, ngoài lại đang sao biết được đâu được. Đẹp lắm. Tôi thích vãi lìn. Anh chán em lâu lắm rồi, kìa okay, làm gì có. Ủa nó có một cái con thuyền nhỏ nhỏ gì tàu dính thủy vào quân à? Cái hông kìa. Vãi lìn thật. Đúng không? Anh Hiếu bảo đây là cái gì, con trạm hải quân đấy. Ồ vãi lìn mọi người ạ. Nó hình như chở du khách ở trên đấy. Nhưng bọn tôi chưa lên. Cả Úc hình như có một cái thôi, anh Hiếu bảo thế. Mấy ông đi chiến ở đâu? Anh Hiếu bảo là trên này toàn chở tăng tục các thứ thôi. Ui, mà tôi thấy toàn người đây chắc là du khách mà nhỉ? Tàu này tên là như lời anh Độ nói nhá, tàu này tên là LOL. Đấy, L O kia kìa. L kia là không viết hoa. Đấy. Tàu đúng tàu hải quân của Úc đấy nhá. Đấy, anh Độ nói nhá, không phải tôi nhá. Bên này đặt là LOL. Anh mà tàu này nó vẫn chiến em bây giờ thành du lịch rồi anh. Vẫn vận hành à? Vẫn operate à? Chờ đúng cái này thôi.
À thế hát mới với Adelaide à? Adelaide à mọi người? Ủa cái duy nhất đấy. Mấy hôm bọn tôi không thấy nó đi đâu, mãi hôm nay mà thấy nó đi chứ. Đó sang tới đây đánh nhở? Xa quá. Tàu đấy chắc tàu chở hàng. Tàu Adelaide à mọi người? Ồ bây giờ mới biết đấy, xong bọn tôi ra cái chân cầu bọn tôi chụp ảnh tí. Đấy làm mấy con ảnh. Thực ra đây là cái ảnh em Hoàng up lên trên mạng. Đấy các bạn biết là sao? Em nhìn ở đây thì nó nghệ. Đi các bạn nhìn ở dưới thấy bụng em Hoàng phình con cụ mày ra ăn mấy ngày ở Úc. Đấy em Hoàng cắt ngay một nửa. Có giống anh Độ MC hình như anh Độ cũng thế sao đấy, anh Hoàng cắt ngay còn một nửa mọi người ạ. Cắt ngay còn một nửa cho người ta không nhìn thấy bụng. Mọi người thấy chưa? Photoshop đỏ đấy. Mọi người thấy chưa? Fuck yeah. À, anh Rabo đang ngồi ngắm biển nha mọi người. Anh Rabo đang ngắm biển nha mọi người. Bồ quá. Tàu dầu thế nhỉ? Không, tao là chắc nghĩ là 1-2 triệu ấy. Không. Cái gì anh Khoa gọi đây là tàu Lambo mọi người ạ. Tàu quả tàu ở trong xịn vãi lìn. Tàu này giống mấy tàu mà chúng nó hay up clip ăn chơi ấy. Ở trên đó đó, trên má. Update Tinder lại ngọt như mía lùi ạ. Bè anh em. Ví dụ hôm mấy hôm ở mình không vào Tinder thế, ví dụ mấy hôm mình sang Tinder bên đấy thì nó có gắp mát cho mình mấy người Úc không nhỉ? Xem qua, thử xem có ai bên Úc like mình không. Get photo verify đéo rồi đây. Not, no thank you. Đéo có. Thế là ví dụ mình sang đấy là nó có ai Úc nào? Ở đấy Kimberly này, anh chào em. Phải lồn mình cách nhau 7.000 cây không sao. Nghe bài mới của anh Busy đường có xa ha. Anh vẫn quá Kimberly ơi. Mấy hôm không vào, mấy hôm không vào. Nằm bắt đèo thật. Phải lìn thật đấy chứ, mấy hôm không vào. Nhiều trực thăng phải cướp. À, 7.000 dặm bình thường bây giờ rồi. Có câu thay đổi độ điểm được á? Ui, đây xong gặp mấy đứa gọi như là cấp 3 bên này nhá. Nó có một cái style rất riêng. Đấy, là ở trên nó để xoăn. Gáy sẽ để mu lẹt nhiều lắm. Đây là trông còn chỉnh tề đẹp dai rồi nhá. Nhưng mà ví dụ nhá, ví dụ mấy ông khác mà mấy ông kiểu lớn lớn hơn tí mà chẩu chẩu á, là mu lẹt nó dài nó vai này, không để ria mép cơ. Đây ông này không để ria mép là trông còn đỡ. Đấy, chứ còn ở ở chỗ khác mà có mấy ông để mu lẹt trông phá lìn thề. À xong rồi bọn tôi đấy, xong bọn tôi ngắm cảnh đấy, bọn tôi đi ngắm cá voi. Đây các ông nhìn đi, đây là nước Ram. Ông nào xem Logan Paul và cái SI thế tôi uống thử cho nó hóa ra đây là nước điện giải cũng ngon phết. Ừ đấy, cho tôi uống thử ngon phết mà tôi uống vị cam. Đấy, mấy cái chai Ram đây nó có mấy vị ấy. Đấy cứ tưởng là nói chung là YouTuber làm nước như nào nhưng mà uống thấy cũng ok. Việt Nam mình như là chưa có 9 đồng 9 á, 10 đồng một chai. 10 đồng một chai là 160.000 một chai 500ml. Ủa có mặt đắt chứ. 10 đồng một chai mà nước điện giải. Mẹ em Pocari Sweat tao mua dưới nhà có bao nhiêu? 15.000 500ml. Mà nước, đây là nước điện giải không phải nước tăng lực đâu mọi người ạ. Nước điện giải nhá. Ý là kiểu nước mà toát mồ hôi mình uống vào á. Đấy. Mẹ 10 đồng quá cả lìn thật chứ. Đắt hơn Gatorade á. Ủa tôi nhớ Gatorade nó có đắt như này đâu nhở. Mẹ nước Pram của bọn YouTube đây 10 đồng đi com mẹ. À không, hình như 10 đồng là tại ở đây bán gần cái cảng mà bọn tôi đi Opera Sydney nó đắt hơn sao mọi người, tôi không rõ đâu. Đấy còn Pram bình thường sao đến 10 đồng đắt thế. 160.000 á. Ừ bù khoáng bù điện giải các kiểu ở đây. Thì xong bọn tôi đi lên con thuyền này là để đi ngắm cá voi đấy. Ừ. Sao anh Độ đó bảo. Anh Độ nhìn tôi, anh Độ bảo này. Nhìn cái bà đây các ông thấy bà này không? Anh Độ bảo tôi luôn. Này đẹp ơi, nhìn mặt bà kia kiểu đéo vui sao, nghĩ ra đấy đéo cá voi nhỉ. Nhưng mà nhá, cái chỗ bàn đấy đó bọn tôi, người ta bảo guarantee là chắc chắn là có cá voi. Chắc chắn là sẽ có cá voi luôn mọi người ạ. Đấy, nhưng mà nói chung ở trên này tôi không có quay nhiều. Tại vì lúc mà người ta quảng cáo là ở đây là cái gì, tôi có một cái ông hướng dẫn viên. Ở đây em nói tất cả mọi người nhá, tiếng Anh. Là chuyện mọi người lên trên tàu bay nôn là việc rất là bình thường. Đấy, nên là nếu mà con nôn thì đừng ngại. Tôi nghe ra đã thấy ớn ớn rồi, tại vì tôi ngày xưa tôi đi Phú Quốc đúng không? Bố tôi đợt đấy là thuê một cái thuyền, kiểu bọn tôi đi câu cá ấy. Đợt đấy tôi nôn vãi lìn, là đợt đầu tiên trong đời tôi say thuyền. Tôi say tàu mà tôi biết được là cái cảm giác khó chịu như nào. Thế tôi biết là quả mùi thum thủm rồi. Quả mùi thum thủm. Đây là tầm khoảng 30 phút trước khi tai họa là bọn tôi cố tìm cá voi. Mẹ nó, đây. Bọn tôi trả 70 đô cho 2 tiếng cuộc đời đi ngắm cá voi. Nhìn mãi nhìn thấy mỗi cái đuôi cá voi mọi người ạ. Nhìn thấy đúng một tí. Đấy, đúng sờ cam luôn này. Đấy, lúc này là tôi với cả anh Độ,
À không, lúc này tôi say rồi đấy mọi người ạ. Đây mọi người ngất hết luôn. Ngủ, mọi người lên thuyền toàn ngủ đấy. Anh Khoa bảo là đúng má mày, đầu ăn của tao nó tràn lên cái ngực rồi. Đúng không? Mày hiểu không? Đó, nhưng mà tao kìm lại được, còn tôi là đéo kìm lại được. Tôi lúc này tôi biết là tôi quay là tầm khoảng 10 phút trước khi mà tai họa diễn ra, là mọi người 10 phút. Ok. À tôi vừa skip hết một đống clip. Rồi tôi cho các bạn xem stick của Cowboy đấy. Cowboy nó trông như này. Bơi lên thêm phát nữa đi. To nào. Không mà đéo thấy con mẹ gì, mẹ em thấy đúng không, cá voi bê tí thế. Không, thực ra là có cái số 10 phút này tôi để vlog cho các bạn xem thấy cái đuôi nó nhảy lên một tí. Đây là lúc tai họa này mọi người. Đây. Tức là nhá, tôi ngồi trên, tức là anh Độ bảo nhá là tôi, thực ra là tôi còn lên Safari tôi xuất cho. Cách để không say thuyền, hãy ngồi ở giữa thuyền để không bị trông tránh vị trí hai cửa sổ hai bên, thì phải tôi làm y như lời Google dạy rồi. Nhưng mà tôi vẫn thấy ghê người. Tôi ở đây tôi vẫn, hôm đấy tôi mặc đúng áo phông thôi, nhưng mà hôm đấy tự nhiên Sydney nó lạnh dã man đấy. Thế là tôi ngồi đây, thế là tôi thấy gió hơi ghê là tôi bắt đầu thấy hơi buồn nôn rồi. Thế là tôi vào bên phải cái chỗ đây, chỗ này để vào trong góc này. Lúc sau là mọi người không ngồi đây nữa, tôi vào trong góc này. Thì vừa vào trong góc này kiểu có như là tránh gió cho đỡ lạnh, thì đỡ ghê người. Tự nhiên có ông già đằng sau, thế là tôi xong luôn. Tại lúc mà tôi kiểu tôi nghe được cái tiếng gọi của thiên nhiên là tôi biết con mẹ rồi mọi người ạ. Tôi biết là tôi cút mẹ chết đòn với cả cái biển ở đây rồi. Tôi chết đòn với cả biển ở đây rồi các bạn. Đấy, thế là tôi tôi lại về giữa. Tại vì là nghe thấy ghê, thế là tôi bắt đầu tôi ác con mẹ mộng luôn. Mọi người thì ngủ hết, mọi người ngất hết. Mọi ngủ được cũng tài, tôi là đéo ngủ được. Ừ, mà 2 tiếng nó lâu vãi lìn. Tức là lúc tôi chuẩn bị nôn ấy là kiểu khoảng 1 tiếng. Một tiếng trước khi mà gì nhỉ? Một tiếng trước khi mà bọn tôi gọi như là cập bến, tức là lúc đi về, tức là cái chuyến đi 2 tiếng hoặc 1 tiếng. Tức là lúc đấy thì tôi đi ra đằng sau, tôi bảo thôi bây giờ mình đi ra cuối thuyền để gọi như là lấy hít thở không khí trong lành tí cho đỡ nghĩ đến cái buồn nôn, lúc đấy buồn nôn lắm rồi. Thì vừa đi cuối thuyền thấy một chị gọi như là kiểu African American da màu cầm ngay quả túi nôn. Đấy. Thế là tôi cũng mạnh gọi như là kiểu là hiệu ứng đám đông, mà tôi cũng beautiful luôn. Thế là bạn chết đòn thật. Má thế được mẹ ngồi. Thế là kiểu say vai lên nề. Thế là lúc sau anh Độ bảo ấy, thằng nào mà bị say ấy thì ngồi giữa ở gần cuối thuyền ấy. Đấy thì nó đỡ lắc hơn. Thế là tôi ngồi đấy mẹ tôi nghĩ đến, tôi cố nghĩ đến những cái viễn cảnh đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Ngày mà tôi đi lên nhận giải gala online này, ngày mà tôi những tốt nghiệp đại học, hay là ngày mà tôi có được tháng lương đầu tiên đi vô TV, tôi cố nghĩ được những khoảnh khắc đẹp nhất mà có mẹ đéo thể kìm được, nôn bằng hết luôn. Thế là coi như là đi cái vé tàu này nhá, nó đéo dừng lại ở 70 đô các bạn ạ, nó cộng thêm tầm 20 đô bát Manhattan này, 120 đô tiền ăn hải sản buổi sáng này, tôi coi như là đi khoảng ngắm cá voi hết 200 đồng, nôn hết của tiền trả địa hết luôn. Thế tôi lúc sau tôi bị mệt vào, xong rồi tôi về khách sạn ngủ, xong rồi tối mới đi ăn được. Tối hôm ngày thứ tư bọn tôi đi ăn steak. Tôi ra ngoài hải đang gọi anh không. Thực ra lần này đi cũng không tham quan được nhiều lắm, cũng vừa thôi. Bad trip à? Không, có một cái đấy là ấy thôi. Thế còn lại là cũng ok mà. Giảm được 2 cân á. Ôi giời ơi, giảm được đâu mà giảm. Đấy, bọn tôi đi ăn steak. Ủa, quả ăn steak cũng dã man. Quả này thì không, tôi không để trên video, tại ngày cuối thì đấy. Ngày cuối cũng quay tí, cũng cá voi tí. Cũng cá voi một tí mọi người ạ. Nhưng mà cuối cùng là đi ăn hải sản cũng một tí thôi. Tôi quyết định là đéo cho ngày 4 vào. Đấy, ngày 4 bọn tôi có đi ăn hải sản đó. Đấy, tôi cũng quay ở trên GoPro. Xong cũng đi chụp ảnh tham quan một tí. Xong rồi gọi như là đi ngắm cá voi thì ngắm cá voi. À đấy, ngày 4 không cho thì tôi cho mọi người xem qua cá voi được. Đấy. Là nó vừa gió mà nó vừa rung, đúng không? Xong rồi mình còn nôn trong buổi tối đi ăn steak nữa, mà trong nhà đây đây chả quay gì. Thế thôi, nhà ngày 4 tôi không cho vào nữa. Mấy con chim đây. Cái xuồng này tôi cho anh Độ, tôi không biết anh Độ có cho ngày 4 vào không, nhưng mà chắc là tôi đóng hết ngày 3 rồi. Xong rồi. Đấy. Đây các bạn thấy không? 70 đô, trải nghiệm 70 đô bọn tôi này. Nhìn lên. Đây. 70 đô. Con mẹ em lừa tao. Cộng thêm tao còn bị nôn nữa, tao ở trên biển 2 tiếng vì mày. Nhưng mà thực ra nữa, cái này thực không phải gì. Nhưng anh Độ buổi sáng hôm đấy ngồi quán Manhattan, anh Độ bảo: mày có biết cái show cá voi ở bên đây không? Tao xem rồi, tao xem trên truyền hình, đỉnh lắm, phải xem. Đỉnh lắm em ạ. Sau lúc sau anh Độ lúc đi về
đéo hiểu tại sao bọn mình lại đi xem cà phê nhỉ. Thật mà đấy anh Độ, thế mà không phải mỗi tôi. Mà lúc ở quán Malatang nhá, anh Độ bảo em đã xem show cá voi chưa đấy, mày có biết không? Mẹ phải đi em ạ. À, đỉnh đấy, đỉnh thật, nôn hết, thế đỉnh phải luôn luôn. Còn cá voi hợp tác với tôi, nó chỉ có thế này thôi mà. Đâu rồi? Mà na tôi đứng ở đây nó sóng trong sạch. Ông anh Khoa, ông phải ôm với người tôi, anh Khoa mới đúng ấy, ôm với người tôi mà không là tôi cầm rất là chắc. Tôi quay không, anh Độ cầm GoPro quay reaction mà bảo là ê đấy mày ôm mày quay đi, có gì anh em mình xe suộc ra. Tôi ngồi quay 10 phút mẹ mỏi chân, mẹ tê hết cả chân. Cá voi đúng vậy, lại đúng một tí, thề đúng một tí mọi người ạ. Đấy đẹp luôn anh Độ ơi, đẹp luôn, đẹp luôn. Quay 10 phút cuộc đời đấy, hay là mình quay như này là mình kiểu gọi như là ấy hơn à, mình say hơn à. Đẹp luôn anh Độ ơi, đẹp luôn anh Độ ơi. Đấy mà quay nha, nó không đơn giản đâu, mà phải tranh chỗ những người khác, có mấy photographer các kiểu vào. Đấy là thôi quả ngày 4 đáng nhớ luôn. Thế xong rồi tôi đi ăn steak. À đây ảnh của hồi trẻ, thế đéo hiểu sao mặt mình nó trông như này, kinh quá lìn thề. Đây Vietnamese gang các bạn ơi, mấy năm trước hồi bên Mỹ ấy. Xong rồi tôi đi ăn steak một tí. Ui ăn steak còn tôi gọi một cái quả gọi như là to quá lìn. Không đeo anh. Dạ ram đây, ram của em. Ấy, không thấy quả bò thôi chưa? Hết thì đéo được. Bốn lạ. Oh wow, thế u nhưng mà cái khoai tây bên này ngon lắm nha. Thế cái khoai tây bên này ngon lắm nha. Nhưng mà bò tôi ăn không hết tại vì tôi còn ăn bên khác nữa. Ui, các anh bảo nhá, các anh bảo nhiều. Ngon vãi cứt thề. Quả khoai ngon cực. Xong rồi tôi còn gọi đây là bò tôi nhá, còn đây là miếng của anh Khoan, phải anh Khoan gọi ribeye thôi, wagyu anh em gọi là chia. Campuchia tí, ôi nhưng mà miếng ribeye này nó có mỡ hơn, thích hơn. Bò nó phải, miếng bò ngon nó vẫn là có tí mỡ một tí. Đúng không? Nó vẫn là có tí mỡ một tí, không thể không có mỡ được. Có mỡ nó mới ngon. Đấy đúng không? Nó có mỡ thì nó mới ngon. À, trông thích vãi lìn. Mà nó ở đây nó không đắt đâu nha. À bản nhân nhở, hình như là một suất này của tôi là 62 đô. Đấy nhưng mà nhà cũng gọi là dining cũng tử tế, tất nhiên là không phải 5 sao nhưng mà cũng tử tế. 62 đô mà 4 lạng. 4 lạng thì bò mọi người ạ. Cái này của anh Khoa 5 lạng nửa cân đây, nửa cân đây. Nhưng mà cái này là bone in, là nó tính cả xương. Nó tính cả xương mọi người ạ. Xong lúc sau hình như là đây, nó gọi thêm quả sườn ăn chung rồi nữa. Vãi cả lìn thật mà bọn tôi ăn. Mà muốn ải chỉa luôn, ăn nhiều vãi bìu. Thì ăn chết đòn luôn ấy. Ừ hợp lý mà. Ăn dead luôn đấy chứ. Đấy xong mà tôi đi đi chụp ảnh chụp bổng một tí. Em làm tí con ảnh. Làm tí con ảnh xong rồi về thôi. Làm tí con ảnh, à từ từ. Xong bọn tôi vẫn đi gọi như là tôi làm mấy cái ảnh nhưng mà trông hâm lắm. Đấy, đéo hiểu sao thế đéo nào chọn cái góc này ở đây thì ai bảo tôi ngồi cạnh cái cống nhỉ. Đéo hiểu sao ai bảo tôi ngồi cạnh cái cống tôi chụp với mọi người ạ. Như à đâu, ý tưởng của mình chứ, hình như là ý tưởng của mình, tôi tưởng thế là ngầu. Đéo hiểu sao. Đấy tôi tưởng là kiểu nó deep xịt lắm, deep sea lắm mà em trông kiểu như homeless. Ừ đấy, như homeless mọi người ạ. Như homeless luôn, ngồi ngay cạnh cái cống. Cái cống ở đây, ừ, bọn tôi nhìn đúng alleyway ở đây. Như ăn mày. Tóc sở của 3 tiếng, còn thật là không, thực ra là nó sở là nó vẫn ấy lắm. Phải lên vlog nó nhiều, nhiều khoảnh khắc hay. Đấy, các bạn đợi vlog nha, đây là kiểu snippet thôi. Là kiểu mình nhá thôi, nhá cho mọi người hiểu cái timeline thôi. Còn đa phần là tôi quay, còn lại đây là mấy cái ảnh tôi chụp thôi. Đi là kiểu chụp vã lồn nhiều luôn. Không hiểu sao, tôi tưởng, lúc đấy tôi tưởng thế này gèn gèn lắm mọi người, trông như con chim cánh cụt không. Mẹ à, nó chứ trông phát lên, tôi đã chỉnh màu boy phố đi anh. Lúc đấy tôi tưởng ngầu lắm. Tôi cả anh bảo hẹn nhau ra, ôi em mà chụp khóc này đẹp ở đấy. Đừng đi lên các kiểu. Đường đi lên các kiểu em đi gọi như là lên ngon lành cành đào các thứ. Ừ không hiểu sao. Ok là vai lìn đúng không? Dã man thật. À ghen ghen, ừ đấy ghen ghen kiểu đéo nào. Ừ à đây tóc của anh Ben vừa ra tôi lưu cho máy đấy, xong mà tôi ra làm cốc bia ở trong tiệm tạp hóa. À bên này nó có cái signature bên này, các bạn biết được tim tam, cái này ngon phết. Ờ cái này ngon phết mọi người ạ, cái này là ở bên Úc cái trong signature sao á. Đấy tôi mua mấy tí bim bim mang vào quán bia ăn, có bánh tim tam mà ăn ngon phết. Xong mà tôi chơi quả máy slot là một lần à, máy slot ở bên đấy. Tôi và anh Độ mỗi người 50 đô. Nhưng mà kiểu gọi như là trải nghiệm thôi, chứ không phải ăn gì. Vãi cả lìn. Tức là Grand Jackpot là phải 5 cái đồng xu này đúng không? Ở đây là có nghĩa là một hàng này 6 cái nó như thế này. Đấy được ăn. Một hàng. Đấy bọn tao chơi thử một hàng sao 6 cái được. Không, ý là
cái nó ra một cái tròn tròn này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nghe 4, 5, anh bảo 6, giải thích cho tôi không hiểu gì vẫn chưa hiểu lắm. Ví dụ ông này sao? Ông này không có vấn đề gì. Không tiền à? Phải có phải đồng tiền cơ là mới ấy. Vãi cả bìu đồng. Quẩy, nó phải đồng thế nhưng nhá, mọi người bảo là ở đây có những người đang ngồi cái này cả ngày luôn, ngồi cả ngày luôn mọi người ạ, ngồi cả ngày chơi luôn. Được rồi, chơi cái này có gì vui đâu. Mà tôi bắt mãi được đồ ăn rồi. Có một ở bên này hợp pháp mà, bên này hợp pháp mà mọi người. Nhiều tiền này. 3 cái lu là quá nhiều tiền này. Nếu bây giờ mình chỉ chơi 1 sen thôi, quay ra cũng không nhiều lắm. Bất chấp được bao nhiêu, 1 đô à? Không được rồi, anh đội chơi 1 đô mới thắng chứ ạ. Em từng nổ mũ 1 triệu làm vui vui đấy á. Có cái gì nhở, có người cũng ăn được mà. 1 đô. Mà tôi nét vào chan được cái gì cả. Đấy. Sẽ trở thành vua cơ bản. Có là đây là. Đấy, nếu mà em ăn là em ăn 1, 2, đấy, 3. Đấy, nó hiện ra mà cái đồng 1 đô rồi mới ăn được mọi người ạ. 6 cái. Cái này chơi kiểu jackpot hả mọi người? Phải 6 cái mà. À, cái này giống với jackpot của Nemo đúng không trời? Đúng không? 2, 3, 4. Với phải 5 số, 5 chữ hoặc là 5 chữ. Bên này ăn nhiều lắm anh ạ. 5 cái tròn vàng vàng ấy. Bên này thực ra Úc có gì chơi đâu, người ta bảo là toàn đi casino thôi mà. Đây là 5 cái này nè, à 6 cái này nè. Đấy. Cái bìu khó nhờ. À 6 cái đấy, ô nào cũng được. 10 gì quy 9, ui chết. Trời một, ơi, không phải sợ chết à. Một là cái lu này, hai là cái tròn vàng vàng kia. Một là cái lu, hai là cái tròn vàng à, vách cà lìn thật. Ôi, 2 đô. 2 đô đầu tiên của tôi. Nhưng mà sao lại ăn 2 đô? Cờ bạc ấy. Thua thì nó là tệ nạn, nhưng mà thắng là doanh nhân, các em hiểu không? Doanh nhân đấy. Thua thì nó tệ nạn thôi, nhưng mà thắng nó thành doanh nhân, các bạn hiểu chưa? Win 2 đô nó doanh nhân cơ bạn. Hai con gì là 2 đô? Ờ đấy. Ui tí nữa thì được. Thế tôi không ham mấy món làm chơi toàn thua. Ê, lúc sau tôi đổi quay, tôi quay được 3 cái lu ấy. Spin Fisher là cái gì đấy, sao lại bị ban? Wow, cái lùm mẹ rồi, em quảng cáo cờ bạc đâu, bú lồn trâu rồi. Con mẹ em doanh nhân kiểu này ăn cứt rồi, cứu em chị Nhung ơi. Chị Nhung ơi cứu em với. Địt còn má cuộc tình. Doanh nhân đéo ý. Mọi người ơi cứu bé với. Em quay lại cái chơi slot. Không. Bên Úc. Mà bị Nemo ban mất tiêu rồi. Cứu bé được không ạ? Địt còn má em doanh nhân kiểu này đúng bú lồn. Con mày, à mày doanh nhân thế này thì ma cứu rồi. Đi con mày. Hôm tập này, đợi tôi tí, tôi on stream lại cái. Đợi tôi tí 2 phút đã có tình yêu ơi, 2 phút. Đi, à em doanh nhân này cút. Đợi tôi tí tôi on stream lại cái. Ok rồi á. Ơ được rồi nào, được rồi nào. Ủa may quá, hình như là kênh mình trong diện đấy. Thế không cố ý đấy chứ. Mở cái slot tí mẹ bị ban luôn á. Cút đó chết đòn thật. Đi cỏ mẹ. Em cái slot bên này ban mẹ em luôn. Đòn thật. Đây replay hôm nay là không có rồi đấy. Ủa may quá chưa kịp ấy, chưa kịp ấy. Doanh nhân trẻ á. Mẹ thề, cả cuộc đời tôi không bao giờ làm doanh nhân nữa. Chúc anh đẹp trai đích bữa một buổi tối một. Không bao giờ làm doanh nhân đâu mọi người. Em đẹp sai rồi. Cái này là kiểu quay trải nghiệm chứ không, bọn em cũng không chơi. Đoạn cái lu. À, tí đấy đoạn cái lu nhưng mà không được mọi anh ạ. Không được anh ạ. Mẹ em thề luôn đấy chứ. Con mẹ à, thề em hứa cả mọi người luôn. Hóa ra cờ bạc nó cờ bạc mọi người. Thắng thì nó cờ bạc mà thua cũng là cờ bạc. Em nghiệm được rồi. Nó không phải là doanh nhân nha mọi người. Nó không phải là doanh nhân nha. Mọi người, không, em hứa là từ bây giờ đây nhá, từ ngày 26 tháng 10 2023, cờ bạc thắng nó cũng vẫn là cờ bạc, nó phải là doanh nhân nha các tình yêu. Nó không phải là doanh nhân nha các tình yêu. Nhớ nhá, nó không phải là doanh nhân. Mẹ tôi thế cả các bạn luôn. Tôi thế cả các bạn luôn là thế nào cũng có kiểu ai nhắc anh Khoa đúng không? Tôi biết được là tôi vừa làm cho anh Khoa một phước thì phải. Tại vì ông Bô cũng có mấy quả quay này. Ông Bô hình như là tôi vừa thí cho anh Khoa nào ấy. Cái đồng mấy em thề. Vãi cả lìn thật đấy chứ.
cút cái restream mà tôi không sao, để tôi cắt ra tôi làm lại clip xem lên YouTube tạm có gì đâu. Thắng thì là cờ bạc, thua thì là CNA. Ui dồi ôi, chết đòn là thua thì bị ban kênh em ạ. Chết đòn thật đấy chứ, giác ngộ rồi, các tình yêu giác ngộ rồi. À đây là kiểu ảnh mà mấy anh em ở bên Sydney mà anh Độ gửi. Lúc đấy, đông chưa? Tất cả mọi người làm kiểu ảnh luôn. Tôi đâu nhở? Tôi đéo đâu này. Lúc này say lắm rồi các bạn nhìn mặt tôi xíu. Ôi, ông hóa ra ở bên cạnh tôi có ba chị à? Ôi vãi lìn thật, chết thật đấy chứ. Bạn thề lúc này tôi say lắm mà tôi đéo nhớ gì đâu. Tôi cầm GoPro mắt díu vãi lúa rồi thề. Tôi say lắm mà tôi nhìn đi đâu ấy địt. Bọn chụp ảnh nhìn đi đâu ấy thề. Chụp ảnh nhìn đi đâu ấy các tình yêu ạ. À lìn thật. Kiểu tôi chụp ảnh tôi nhìn đi đâu luôn á. Đéo gì đây. Thổ dân da đỏ. Thề cả mọi người đó tôi nhìn đi đâu ấy. Tôi hiểu kiểu gì. Hiểu kiểu gì cái tình yêu bạn thề nhìn đi đâu ấy. Hiểu luôn. Thề luôn á. À hình như là quay hình như là mình cũng quay đoạn kết vlog hay sao. Tôi định kết vlog ở đoạn này luôn xong rồi outro luôn mọi người ạ. Tại vì là tôi ngày 4 này kiểu nôn nùng các thứ. Có thể được quay 3 ngày cũng có nhiều cái quay rồi. Đây là ảnh mọi người. Đây, lúc sau nhờ anh Cường chụp ảnh. Có tất cả mọi người. Đấy, anh Cường chụp ảnh kiểu gì. Nguyên 2/5 cái bức ảnh là cái tay. Thề luôn anh Độ bảo kiểu không hiểu kiểu gì đấy. Chờ anh Cường chụp ảnh. Anh Cường S à hay là anh nào nữa. Nguyên cái tay luôn tẩy. Thêm đúng cái miếng thịt vào khổ thân mấy ông anh lăng cái trái với Linh. Dã man thật. Nguyên cái tay vào luôn à. Tình yêu ạ. Thề. Đen vãi lìn đây. Đéo hiểu sao. Quái cả đái thật. Ừ đó, đây xong rồi mấy anh em, đây là bức ảnh mấy anh em mà đã giúp đỡ tôi ở bên Úc. Đấy. Đấy, mấy anh em xã hội. Thực sự là rất cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, mấy anh Tùng này, anh Bảo này, anh Linh này, tôi nhớ tên là anh Linh này, anh Khoa này, anh Hiếu này, là Nam này, là Nam bằng tuổi tôi. Đấy, là nhờ anh em mà kiểu đã set up xong rồi kiểu chở đi các thứ, hỗ trợ bọn tôi rất là nhiều trong chuyến đi này. Đấy, cảm ơn ông anh này nữa. Cảm ơn ông anh này nữa là ok này. Đấy, cái gì đây? Do Network Transmission cái gì đấy. Đúng cái gì? Đấy, cảm ơn ông anh này rất là đẹp. Cảm ơn ông anh này rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn đúng không? Dìu lắm rồi. Tên này là gì ạ? Ui, anh Độ bảo chụp cho anh Độ một cái kiểu ở đây. Đấy, tối cũng được. Đấy, xong còn đấy, kết thúc ngày 4 xong mà tôi chuẩn bị... Một năm, hai năm thôi. Ngày cuối xin đi đó. À, sáng tôi với ông Bố dậy đi shopping. Ông Bố lúc này hỏi là bây giờ ăn cái gì nhỉ? Ăn cái gì nhỉ? Thế tôi mới nói như thế chứ không phải tôi biến thái đâu nhỉ cả nhà yêu. Ngày cuối xin đi đó. Đấy, xong rồi tôi thật sự là đây nhá, tôi up suộc của tôi từ những ngày tôi ở Sydney luôn. Tại vì tôi biết suộc của tôi nặng vãi lìn. Đây này, tôi lúc nãy tôi vì tôi bao nên tôi phải kiểu vì tôi ấy nên tôi phải bao download đấy chứ. Tại vì nó nặng quá, ý làm sao để xem cái này bao nhiêu ghi rồi nhỉ? Nói chung là hai cái thẻ nhớ của tôi là một cái thẻ nhớ là gần đầy 250 ghi này. Còn trong iPhone nữa này. Love you bro, I love you. Oh shit. Trời ơi, sao nhiều dữ dài. Trời đất ơi. Ui. Cảm ơn anh Bảo nhá. Cảm ơn anh Bảo nhiều. Trời ơi, đồ đấy nhiều quá. Đấy, ông thuộc iPhone thì nó ở đây này. Là tôi up lên này xem có gì ghép vào được không. Đây là ngày 2 này, ngày 3 thì tôi nốt ở ngày 4 không cần này. Đấy, ngày 4 là không cần này. Thì là cái ổ này nó cũng phải rơi khoảng 300 ghi mọi người ạ. Đấy, xong rồi tôi phải ngồi xem lại với cả NTD đó, xong tôi mới edit được cho mọi người. Ngày cuối tôi với cả anh Khoa dậy sớm đi shopping nói chung là mua đồ cho các mẹ. Tôi thì mua kem kiểu kem dưỡng da các thứ, anh Khoa thì mua cho chị Trân cái serum. Good morning. Bọn tôi dậy từ 8 giờ sáng đi mua cho chị em ngày cuối luôn mọi người ạ. Được chưa? Những người đàn ông có gia đình chưa? Tôi không có người yêu nhưng mà tôi mua cho mẹ tôi. Đây là view lúc mà nhìn ngoài khách sạn của tôi này. Ai biết mà. Má là ngày cuối lạnh quá cả lìm. Ấy nhưng mà ngày cuối tự nhiên là lạnh dã man luôn thề các mọi người ạ. Lạnh dã man luôn. Đấy. Lạnh dã man luôn tình yêu ạ. Đấy. Nhưng mà bọn tôi vẫn đi mua nha. Tôi mặc đúng áo phông. Đấy xong đi ngắm đường phố Sydney với York Street các kiểu này. Đi có mỗi lúc đấy có mỗi anh Khoa thôi. Anh không mua quà cho vợ em á. Có chứ, mua cho nó cái định mua cho nó cái mặt nạ à. Không, thực ra là
mà định mua quà cho Bim, nhưng mà cái của Bim là không tìm được. Còn bố tôi là tôi cũng có, tôi mua cho bố tôi, mua mẹ tôi. Còn đúng em Bim mà tôi bảo về Việt Nam tôi đặt bù, tại vì là cái chỗ mà tôi hỏi là chỗ đấy nó không có. Chỗ nó không có mọi người ạ. Đấy. Quả của Đép Gang đâu á? Ui. Đép Gang, quả của Đép Gang đây, ở đây này, gương mặt này gì nữa? Trời ơi. Ôi sắp mẹ rơi rồi, tôi mới kéo lên cái tab Nemo của tôi, sao tự nhiên có dòng chữ coi livestream hay muốn bị ghẹo nó bắt đầu fucker. Ok, cút. Ok, thế đây này, tôi tìm cái kem này cho bố tôi này. Đấy, kem lanolin này chả biết là kiểu bôi cái gì. Đấy, xong rồi tôi anh Khoa thì vòng qua Hermès mua chị Trân đôi dép. Đây là tôi chụp ảnh đường phố thôi, không có gì cả. Đấy, bọn tôi vào Queen Victoria Building mua cốc Starbucks, định tìm mua cốc Starbucks cho tôi thì vào Lan Côm. Ui. Tôi vào Lan Côm các bạn ạ. Thì tôi tự nhiên tôi gặp một bà chị bán hàng người Thái. Nó nói tiếng hay lắm mà đáng yêu cực. Đấy, xong tự nhiên nói chuyện là bà cũng cười cười, bà cũng hỏi chuyện tôi, tại vì nhá, hóa đơn, tức là tôi mua hai hũ kem cho mẹ đúng không? Đấy, hóa đơn cao thì người ta phải kiểu khai vào ấy. Thế là người ta không biết đánh địa chỉ của tôi thì không có địa chỉ ở Úc, thế là phải đánh địa chỉ Việt Nam. Đúng không? Thế là vào gõ máy hộ, xong trong lúc gõ máy hộ kiểu bọn tôi còn nói chuyện, xong còn hỏi thăm là kiểu đi qua đây mấy năm hay là làm gì, là kiểu tí đi công tác. Vã lúa thật. Xong rồi còn chúc tôi mạnh khỏe các thứ, chị người Thái. Trong lúc mà tôi về nha, tôi mua hai hũ kem cho mẹ tôi còn kiểu còn phải còn được tặng quà cơ, phá lìn thật dã man. Nhưng mà tôi lần đầu tiên tôi đi, thực ra là tôi ít đi mua mỹ phẩm như này lắm, mà tôi nhận ra mỹ phẩm chị em bắt phái lều ạ. Cái lọ serum, cái lọ tôi mua cho mẹ thì tất nhiên là không vấn đề gì, mua cho vợ không tiếc. Nhưng mà thật sự đấy, là cái lọ serum anh Khoa mua là 6 lết, hai cái hũ kem tôi mua 1.000, vã cả lìn thật đấy chứ. Không thể tin được. Xong rồi đã thế nhá, tôi định chụp cái này để hoàn thuế. Vợ của anh Khoa đây để định để hoàn thuế, nó cũng không có hoàn thuế được đâu. Không hoàn thuế được á. Pacalin thật, tôi không biết là kem gì mà nó dã man. Mà không có hoàn thuế được, nó bắt là phải cầm đồ ra mới được hoàn thuế mọi người ạ. Không, à Lancôme thì chả đắt đâu. À không thì mua, thì phải mua cái đấy mới dùng được, chứ dùng mấy cái lởm lởm như hỏng hết mặt à. Hỏng hết mặt à anh trai. Nhưng mà ý là kiểu em không biết thôi. Đấy, bình thường bọn con trai bọn em mua sữa rửa mặt khoảng mấy chục nghìn, đơn giản. Lộ địa chỉ cái gì, địa chỉ cái này thích mọi người qua mà mua. Đấy, xong rồi vào anh Khoa còn còn gọi như là mua cho tặng chị Trân đó. Đôi dép nhìn này đó, vào store Hermès được chưa? Ái xời ơi, cũng gọi là ra gì đấy chứ, được chưa anh lớn. Nhưng mà nhá, lần đầu tiên tôi thấy một người nhá, hôm này là anh Khoa, hôm cuối là anh Khoa hết áo rồi, thế là lấy cái áo Cloud này. Lần đầu tiên tôi thấy một người mặc áo Cloud9 C9, Cloud9 H9 vào mua Hermès luôn, được chưa? Đấy, mặc áo Cloud9 vào mua Hermès được chưa? Tình yêu C9 luôn. Đấy, dã man rồi đấy, thế nó mới chất thì chứ. Tiền lẻ của anh lớn à? Anh lớn thì nó phải khác chứ. Đấy, xong mà tôi trước khi mà tôi về, bọn tôi đóng cái bát phở thôi. Đây, bún bò Huế. Tôi ăn phở đây, bát bún bò Huế. Bún bò Huế ở bên này nhá, ở bên nước ngoài tôi thấy là nước nó đều ngọt nhá, ngọt xong rồi kiểu có móng giò các thứ, ừ bét vãi lìn này điểm. Ờ đấy, bún bò Huế, nhưng mà vị thì tất nhiên là nó không giống được. Hôm đấy tôi không ăn nên tôi không rõ. Đây là bát của anh Bảo đấy, nhưng mà hồi xưa tôi ăn bên Mỹ thì tôi ăn suốt rồi, cũng ngon, nước nó cũng ngọt ngọt đấy, nhưng mà vị chuẩn thì không biết đấy. Trong lúc đây là lúc tạm biệt rồi, tạm biệt anh em ơi, rồi ơi, goodbye Australia. Ui, nhưng mà tôi nhá, chụp ảnh như này anh em nhìn xa không biết gì không, nhưng mà zoom vào gần nhá, tôi chắc chắn nó không có nốt ruồi ở đây. Lúc sau bọn tôi chụp ảnh và tôi mới biết đây là một con ruồi trà trộn vào cằm của tôi. Con mẹ em, thế tôi sao là tôi không có nốt ruồi ở đây à? Tôi không có nốt ruồi hay là cái vết gì ở đây rồi? Đây là một con ruồi đậu ở trên cằm của tôi. Trong lúc mà co mạ tôi đang chụp ảnh, úp nó nhiều ruồi dã man mọi người. Úp ruồi tất cả mọi nó không có muỗi, nhưng mà chí ruồi là ruồi, kinh mới lìn thề, toàn ruồi là ruồi gì cơ, phải cần lìn thật đấy chứ. Ruồi kinh khủng khiếp luôn, mẹ ruồi nhiều dã man. Đây là lúc nào bọn tôi tạm biệt rồi, xong bọn tôi đi về. Đấy, ảnh zoom mà. Đấy, mấy anh em đón bọn tôi ra tận sân bay, bọn tôi vào có một tí thôi, mấy anh em vẫn đón thề nhiệt tình thật sự. Và cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, xong bọn tôi về thôi. Ui, xong bọn tôi lúc về gì nhỉ? Lúc về làm xếp hàng mà hôm đấy nhá, xếp hàng đông dã man. Đây này, mọi người nhìn thấy không? Đông mà đông dã man luôn á. Đây, đợi tí cho mọi người xem. Đây này, toàn người Việt là người Việt về đấy. Đông, lúc mà bọn tôi vào tưởng hết ghế rồi cơ. Chân anh kia sao thế? Chân anh kia sao thế là như nào? Không biết luôn.
ấy, xong rồi tôi vào, tôi kịp đi mua chai rượu đâu bố, xong rồi tôi đi hoàn thuế nhưng mà không hoàn thuế được. Thế là xong bọn tôi quyết định vào KFC. KFC ăn thử bên Mỹ, xong KFC nhận ra KFC bên Mỹ chả ngon gì cả. Thế chả ngon gì cả mọi người ạ. KFC bên Mỹ nó cái kiểu gì ấy. Ừ đấy. À bên Úc chứ không phải bên Mỹ. Úc. Kiểu đây là cái burger Zinger ở bên Úc ấy. Burger Zinger ở bên Úc ấy. Nhưng mà nó cho kiểu coleslaw vào, nhưng mà coleslaw nó ăn ở bên này nó ăn kiểu gì ấy. Ừ chả hiểu các bạn ạ. Nhưng mà nói chung không ngon. KFC bên đấy tôi mới ăn cái ăn burger Zinger này không ngon lắm. Đây là mấy cái ảnh mà mọi người gửi. Là anh Độ gửi. Đấy, có mấy cái. Đấy, mấy anh em lớn lúc này đến lúc sau anh Độ gửi. Để clip à? Go. Let's go baby. Ok chưa? Mày chụp ảnh ở đây mày quay. Thế cả các bạn. Đây là quay, yeah. Đây là chụp cái này. Anh Độ có bóp ti tôi, mọi người nhìn tay anh Độ không? Let's tay go. Phải của anh Độ ấy. Let's anh Độ go, có bóp ti rồi. Đấy, 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 đấy. Ok. Thế phải luôn luôn. Dã man thật. Đây lúc đi về đấy. Lại nữa, tôi về tôi lại thao thức. Thế trời sáng trước lúc bọn tôi về là 3:30 chiều, nên là đời vẫn còn sáng. Đã nhìn thấy một gọi là ninja làng lá ngủ rất ngon rồi. Rất ngon luôn. Đấy, ông anh này cũng ngủ luôn. Thế ngủ hết C9 sleeping. Lúc về thì bọn tôi được ngồi cũng ghế như thế, nhưng mà kiểu nói chung là gần cửa thoát hiểm. Đấy, nên là chân nó rộng hơn. Đấy, về tôi đớp như hạch. Nhưng mà Việt Nam Airlines thì ăn thì nó không bằng. Lúc này là về gần đến Việt Nam mà thì phải. Ông rồi đấy, ông ạ, bị hết rồi. Để welcome Việt Nam à. Hello Việt Nam. Hello Việt Nam. Tiếng Anh là phết đấy chứ. À đây là kiểu ảnh, đây là ảnh anh bảo airdrop thì phải. Đấy. Giao lưu phát âm của Úc, Độ, Missy, Rambo, Bomman. Đây là xe hội chợ này các bạn. Đấy, chiếc xe bọn tôi di chuyển mấy hôm đấy. Đấy, chính con xe này luôn. Đấy, anh Bảo là người lái xe này. Shout out, anh Bảo, the driver. Đấy, quả xe hội chợ luôn mà. Đấy, nhìn phát nó biết là xe của anh em Việt Gang luôn. Đấy, Việt Miss Gang luôn đấy chứ. Đây. Trong cơn mê anh chàng tỷ phú tình cơn lú. Không biết là anh là chú xe ôm. Đấy, có người chụp tôi này. Mẹ nằm vắt mẹ lưỡi ra đấy mọi người ạ. Vắt con mẹ cả lưỡi ra đấy luôn. Tề. Ngủ đét luôn đấy chứ. Say vãi lìn. Đấy, xong rồi lúc đây là bọn tôi về. Bọn tôi lấy hành lý thôi. Áo khoác bên gì. Áo này là áo Supreme. Áo Supreme. Đấy, xong rồi chiều nay là tôi chỉnh mấy cái ảnh. Tôi up rồi. Hết rồi. Uầy. Phải cái talk show đến 10 giờ là có thật ạ. Mỏi mồm quá.